chương 1321, quy túc. Thiên đình, thiên thời phong, nơi đây được bao quanh bởi tường vân màu vàng, từng đoàn nối tiếp từng đoàn, tầng tầng lớp lớp, biến ảo khó lường. Trên kim vân đứng vững một tòa bia đá cao vạn trượng, tản mát ra đạo đạo hào quang màu vàng, lưu truyền không ngừng. Trên tấm bia đá khác từng văn tự màu vàng, nhìn tựa hồ là danh tự của người nào đó, có lớn có nhỏ. Những danh tự màu vàng này dựa cho lớn nhỏ, sắp từ trên xuống dưới, phía trên cao là mấy danh tự lớn nhất, trong đó có một cái tên thình lình chính là hàn lập xếp ở vị trí thứ ba và thời khắc này tên hàn lập trên tấm bia đá đột nhiên đại thịnh kim quang đồng thời cấp tốc biến lớn bỗng nhiên nhảy lên phía trước chen lên hai danh tự phía trên chiếm cứ vị trí thứ nhất hư không nơi nào đó phía trước cự bia bất chợt chấn động một hồi một nam tử áo trắng ngồi trên xe lăn trống rỗng xuất hiện đứng bên cạnh nam tử ngồi xe lăn là một thân ảnh là một thiếu niên nhanh nhẹn mặc trường bào màu vàng, làn da cũng có màu hoàng kim nhìn tôn quý không gì sánh được tỏa ra mạnh nhất trên thân người này chính là hai mắt trong khi nhìn quanh chớp động lên kim quang như mộng ảo làm cho không ai có thể nhìn gần tựa hồ một loại thiên địa pháp tắc siêu việt nào đó làm sao có thể hàn lập vậy mà đã đạt đến đại la hậu kỳ thiếu niên mặc kim bào nhìn thấy biến hóa trên tấm bia đá trên mặt lộ ra thần xác khó tin la lớn lên xem ra hàn lập này sớm hơn ngươi một bước rồi nam tử ngồi xe lăn nhìn tấm bia đá khẽ cười nói thuộc hạ vô năng Xin trí tôn giáng tội sắc mặt thiếu niên mặc kim bào đại biến lập tức phủ phục quỳ dạp xuống đất hàn lập kế thừa y bát di la tu vi nhanh hơn ngươi một bước cũng coi như bình thường chỉ là ta cũng bỏ ra tâm tư bồi dưỡng ngươi Chưa khiến ta thất vọng nam tử ngồi xe lăn từ tốn đói. sau đó thân ảnh lóe lên biến mất thiếu niên mặc kim bào nằm dạp trên mặt đất thật lâu chờ khí tức nam tử ngồi xe lăn đã biến mất hoàn toàn mới dám đứng lên hàn lập hàn lập gã nhìn tên hàn lập trên tấm bia đá thân sắc dữ tợn lập tức thân ảnh cũng ngáng một cái rồi biến mất trong mật thất của một dãy núi vô danh bên trong hải dương màu vàng óng kim quang phủ súng vẫn không ngừng lại thời gian pháp tắc chi lực cuồn cuộn tiếp tục rót vào thể nội hàn lập thiên địa nguyên khí của hư không chung quanh cũng không ngừng thẩm thấu đến tụ đen ù ù trên thân hàn lập một 800 tám trăm huyền khiếu và một nghìn ba trăm hai mươi tiên khiếu chớp động không thôi thân thể của hắn phảng phất một cái động không đáy bất luận thời gian pháp tắc và thiên địa nguyên khí đến bao nhiêu đều được dung nạp vào trong cơ thể hắn tiên linh lực nhanh chóng tăng lên thời gian pháp tắc chi lực cũng tiếp tục bạo tăng tuy nhiên số lượng thời gian pháp tắc tinh ti cũng không gia tăng mà mỗi một sợi pháp tắc tinh ti đều tỏa ra trận trận ánh vàng kinh linh dần dần trở nên thô to ầm ầm một cỗ khí tức càng ngày càng khổng lồ từ trên thân hàn lập tảng ra cấm chế gia trì chung quanh mật thất rung động ù ù tựa hồ không chịu nổi cỗ uy áp này trên vách tường mật thất hiện ra từng vết nứt càng lúc càng lớn muốn triệt để sụp đổ vào thời khắc này một đạo hào quang màu vàng từ trên thân hàn lập bắn ra đảo qua vách tường phủ cận vết dạng trên vách tường thình lình từ lớn biến thành nhỏ mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất Khi tức trên thân hàn lộc phấn chấn bừng bừng rất nhanh lại đánh cho vách tường rách tả tơi nhưng kim quang lại đến phục hồi vách tường như cũ cứ như vậy lặp đi lặp lại một ngày một đêm đã trôi qua rất nhanh toàn thân hàn lập lượn lờ kim quang làm cho người khó mà nhìn thẳng nục thể của hắn giờ phút này hiện ra cảm giác hơi mờ có thể thấy rõ một tám đạo thời gian pháp tắc tinh ti những pháp tắc tinh ti này giờ phút này thình lình thô to hơn lớp 10 lần giống như xiền xích quấn quanh các nơi thân thể hắn, Nhìn không thể phá vỡ. Hắn lập tản ra khí tức sâu như biển, so với cốt hoàng kia mảy may cũng không thu kém, chỉ là so với luân hồi điện chủ sâu không lường được kia, cảm giác vẫn kém hơn một chút. Vào thời khắc này, hải dương màu vàng óng trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổi lên sóng gió, rất nhanh lóe lên biến mất, đạo kim quang kia rơi xuống cũng biến mất theo. Hương không vỡ vụng cũng nhanh chóng được lấp đầy, hết thảy trong mật thất cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Kim quang bên ngoài thân Hàn Lập nhanh chóng phiêu tán, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống giờ phút này trên thân hắn không có chút cảm giác cường đại tiên linh lực và khí tức thời gian pháp tác đều không thấy cả người phảng phất một người thế tục chưa bao giờ tu luyện qua trong mật thất pháp trận giờ phút này đã sớm sụp đổ không còn gì nữa thiện thi phụ thể địa tiên khôi lỗi đã được tự do từ lâu bất quá vã cũng không dị động một mực lẳng lặng đứng tại một nơi hẻo lánh trong mật thất thiện thi giò rét trên dưới hàn lập trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi ngay một ngày một đêm trước lã còn có địa vị ngang với hàn lập tiêu sai tự nhiên tán phiếm luận đạo thời khắc này hàn lập lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chợt nhìn phảng phất một phàm nhân thần thức dò xét qua cả người hắn phảng phất một mảnh biển cả sâu không lường được bất luận gã cảm ứng thế nào cũng nhìn không thấu hàn lập sâu cạn ngược lại bản thân có loại cảm giác bị hút vào vội vàng thu hồi thần thức chúc mừng đạo hữu tiến giai đại la hậu kỳ thời gian pháp tắc đại thành thiện thi chắp tay nói còn phải đa tạ đạo hữu thành toàn hàn lập mở to mắt cười nhạt nói lấy thần thông đạo hữu, cho dù tại hạ lưu luyến không đi, cuối cùng cũng sẽ bị chén ra. Sao lại nói thành toàn chứ? Thiện Thi lắc đầu, lạnh nhạt nói: bộ địa trích hóa thân này là ta tỉ mỉ luyện chế ra, hẳn là coi như phù hợp với đạo hữu. Hàn Lập nhìn về phía Thiện Thi phụ thể địa tiên khôi lỗi, rất phù hợp. Đa tạ đạo hữu tìm một thân thể tốt như thế. Thiện Thi nhìn thân thể của mình, mừng rỡ cười nói: Hàn đạo hữu, tại hạ chủ động rời đi. Mặc dù không tính là công lao lớn gì đối với đạo hữu tốt xấu gì cũng coi như bớt đi một chút phiền toái ta có một điều thỉnh cầu mong rằng đạo hữu có thể thành toàn thiện chi nhìn hàn lập chắp tay nói ngươi cứ nói hàn lập cũng không kinh ngạc nói trước đó thiện thi chủ động rời đi hắn đã đoán được giờ phút này hàn đạo hữu lần này tiến giai đại la hậu kỳ tiếp theo chỉ sợ sẽ đi lân hồi điện trước bây giờ thực lực đạo hữu cường đại tự nhiên không sợ chỉ là tại hạ không muốn tham dự đến tranh đấu của các ngươi thiện thì nói ngươi muốn rời đi ánh mắt hàn lập khẽ động hỏi đạo hữu ngươi yên tâm ta sẽ không đầu nhập luân hồi điện hoặc là thiên đình đối địch với ngươi từ trong cử động làm việc thiện khắp nơi của đạo hữu trước đó ta muốn tiếp tục con đường này đi khắp các ngươi chân tiên giới tạo phúc thiên hạ lê dân truy cầu cảnh giới trí thiện thiện thi nói ra ánh mắt thanh tịnh không gì sánh được đạo hữu đã có tâm nguyện này hàn mỗ tự nhiên thành toàn hàn lập im lặng một lát gật đầu nói vậy đại hà liền cáo tử Đào hữu bảo trọng thiện thi nghe vậy vui mừng chắp tay với hàn lập lời còn chưa rớt trên người vã lóe lên kim quang thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ không còn tam tích hàn lập đứng lẳng lặng nơi đó cũng không để ý thiện thi rời đi thiện thi đi cũng tốt giữa ở bên người hắn lúc nào cũng phải đề phòng hắn rất nhanh lần nữa nhắm mắt lại cảm ứng cảnh giới tu vi biến hóa trên thân trên mặt từ từ lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hàn lập trước đó đoán được tiến giai đến đại la hậu kỳ thực lực sẽ phát sinh biến hóa cực lớn giờ phút này thật tiến cấp tới đại la hậu kỳ hắn mới phát hiện chính mình lúc trước cân nhắc vẫn quá đơn giản bây giờ hắn đặt chân đến một cảnh giới hoàn toàn mới hết thảy chung quanh tựa hồ không giống với lúc trước hắn lập đưa tay sờ hư không bên cạnh không vận khởi bất luận tiên linh lực gì lực lượng pháp tắc hay là nhục thân chi lực gì cả phóc một tiếng vang nhỏ hương không giống như mặt nước rung động sau đó bạo liệt ra một lỗ thủng không gian đường kính lớn hơn chữ xuất hiện trong mật thất từng mảnh vỡ không gian từ trong lỗ thủng bắn ra đánh về phía vách tường bên cạnh tâm niệm hắn khẽ động những mảnh vỡ không gian bắn ra kia lập tức bị đình trệ ngay tại chỗ tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại hàn lập nhìn về phía bàn tay của mình mặt lộ vẻ ngạc nhiên giờ phút này hắn cảm giác giống như mình bị một loại sức mạnh huyền diệu nào đó phụ thể có loại cảm giác không chế thế giới chung quanh phảng phất chính mình biến thành tồn tại không gì không làm được có thể tùy tiện không chế một phương thiên điện hàn lập chậm rãi vận khởi bàn tay không chi lực này nhìn lại chung quanh toàn bộ hạc cương tiên vực thình lình đều nằm dưới mí mắt hắn bất kỳ địa phương nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn so với trước đó rõ ràng hơn gấp 10 lần thiện thi giờ phút này xuất hiện trong một tòa hoang thành quan sát tình huống trong thành vị trí của gã trong tòa hoang thành kia chính là chỗ ly hải chiêu đãi khách nhân lúc trước không chỉ có hạc cương tiên vực tiên vực phủ cận còn có một ít vị diện hạ giới cũng có thể tùy tiện nhìn thấy như xem vân tay đây chẳng lẽ là thiên đạo chi lực mặt hàn lập lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tự lẩm bẩm hắn đã thấy trong điển tịch tu luyện một loại pháp tắc tới tuyệt đỉnh có thể câu thông cùng thiên địa đại đạo, đạt được đại đạo chi lực gia trì, giơ tay nhất chân là có thể thi triển ra uy năng hủy thiên diệt địa, chỉ là loại cảnh giới này, chỉ có đạo tổ mới có thể đạt tới, bây giờ hắn bất quá mới là đại la hậu kỳ, làm sao lại câu thông được cùng thiên đạo? Ý niệm trong lòng hắn lập chuyển động, đưa tay vô hư không một cái, trong thiên ngoại hư không trên đỉnh đầu hắn ba động kịch liệt, một bàn tay màu vàng óng to lớn vô cùng nổi lên, bao phủ cả ức vạn dạng thiên ngoại hư không, đột nhiên vỗ xuống, ầm ầm một cỗ ba động lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên bàn tay lớn màu vàng óng tôn ra dưới cự trưởng những thiên thạch các loại cơn bão năng lượng kia đều bạo liệt giải thể biến thành hư vô hương không của thiên ngoại không gian cũng ầm vang vỡ vụn hiện ra một lỗ đen đáng sợ lớn ước vạn dặm phát ra cỗ thôn phệ chi lực đáng sợ hút lấy hết thảy chung quanh nhưng ngay lúc này bàn tay lớn màu vàng óng nhẹ nhàng trà một cái lỗ đen đáng sợ trong nháy mắt được lấp đầy biến mất không còn tam tích bàn tay lớn màu vàng óng cũng biến mất theo Thiên ngoại hư không ba động một trận kịch liệt, chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Trong mặt thoát, Hàn Lập thu hồi thủ trưởng, mặt lộ vẻ vui mừng. Trải qua thử luyện, hắn đã xác nhận mình quả thật có thể câu thông thiên đạo chi lực. Về phần tại sao như vậy, có thể là vì hắn tu luyện chính là tam đại trí tôn pháp tắc, không giống với pháp tắc bình thường. Lấy thực lực lúc này của hắn, cho dù đối mặt tồn tại đạo tổ, cũng không sợ chút nào. Trong lòng Hàn Lập đột nhiên giật mình, khó trách lân hồi điện chủ còn có ma chủ, hai đại cự đồng này rõ ràng chỉ là đại la cảnh lại đáng sợ như thế hơn ra đạo tổ bình thường thiên đình cũng phi thường kiên kỵ bất quá chỉ cần hắn tiếp tục tinh tiến tu vi đạt tới đại la đỉnh phong chưa hẳn sẽ yếu hơn luân hồi điện chủ hay là ma chủ hắn lập nhìn phía trước trong lòng tràn đầy hào hùng giờ phút này rốt cuộc đã chân chính đứng ở đỉnh phong tiên nhân uyển nhi chờ ta chẳng mấy chốc ta sẽ cứu nàng ra hắn lập âm trầm nói hắn khẽ thở một hơi đè xuống vui sướng trong lòng một lần nữa khoanh chân ngồi xuống giờ phút này mặc dù hắn tiến giai đại la hậu kỳ nhưng cảnh giới còn có chút bất ổn cần cũng cố một phen mong các mất ủng hộ nhóm dịch binh để nhóm có thêm động lực dịch thông tin nhận ủng hộ cho nhóm dịch thuật hai số tài khoản bảy ba trăm linh một tám ba trăm năm mươi tám chủ tài khoản nguyễn hải quân ngân hàng mang trên gò vấp thành phố hồ chí minh cảm ơn quý vị độc giả đã ủng hộ tâm niệm hàn lập vừa động mở ra linh vực đồng thời thôi động quang âm thiên tiền đại trận tốc độ thời gian trong linh vực trôi qua lập tức tăng nhanh 10 vạn lần. Thời gian pháp tắc của hắn lần nữa tiến nhanh, thần thông gia tốc thời gian càng tiến thêm một bước. Không chỉ như vậy, giờ phút này Hàn Lập điều khiển thiên địa linh khí cũng đề cao không biết bao nhiêu lần, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn rót vào trong quang âm thiên tuyền đại trận, duy trì vận chuyển. Tốc độ quang âm thiên tuyền đại trận tiêu hao tiên nguyên thạch lập tức đại giảng. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, vạn đạo kim quang nổi lên, bao phủ thân thể hắn. Xin đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1322, biến đổi liên tục, trung thổ tiên vực, Nam Hải, một tòa tiên vực nằm trên đất liền gọi là Nam Chiêm Đại Lục, ngươi thuộc Nam này là một dãy núi kéo dài mấy chục vạn dặm ở ven biển, ở trung tâm nằm dài rác 98 tòa địa mạch núi lửa, tất cả vẫn còn đang hoạt động, nhưng núi lửa này hầu như cách mỗi trăm năm sẽ có một đến hai chỗ phun trào một lần, mỗi lần như vậy sẽ hấp dẫn vô số người đặt chân đến Nam Chiêm Đại Lục, trong đó cũng có rất nhiều tán tu, ngươi của tiểu tiên gia, tông môn đến vây xem. Những người này tất nhiên cũng không phải quá rảnh rỗi đi chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời này, mà là muốn tìm vận may. Khi núi lửa phun trào, ở trong nham tương có thể xuất hiện một loại linh tài gọi là Hỏa Luyện Thạch. Suốt những năm qua Thiên Đình đều mở một con mắt, nhắm một con mắt đối với việc này, mặc kệ cho bọn họ dựa vào vận khí mà thu hoạch được tiên duyên. Nhưng năm nay tình huống lại có chút khác biệt tha dự đoán, sắp tới sẽ có 17 toàn núi lửa đồng thời bộc phát. Ngay khi đầu hiệu của việc phun trào xuất hiện, liền bị tiên sứ trong Chấn Thiên lâu của Nam Chiêm đại lục xuất thủ dẫn hỏa mạch ra ngoài biển cuối cùng làm chuyện này đến đây là chấm dứt ở trên đại lục các tán tù tu sĩ cũng không một lời oán thang bởi vì thịnh hội lớn nhất chân tiên giới bồ đề yến sắp được tổ chức ở nơi cực tây của 98 ngọn núi lửa này có một nơi cực kỳ quan trọng của thiên đình một tòa ứng thiên môn đứng lẳng lạc ở trung tâm dãy núi tòa ứng thiên môn này chính là cánh cửa phía nam để tiên vực khác đi vào trung thổ tiên vực thường được gọi là nam thiên môn nơi đây gọi là cửa thực ra là một trận pháp truyền tống to lớn ở giữa trung tâm xây dựng mấy vạn tòa pháp trận truyền tống lớn nhỏ, kết nối với 35 vực khác trong 36 đại vực, đồng thời có thể truyền tống một lúc mấy chục vạn người. Khi thiên môn mở cửa, đã xây dựng nên một đầu thông đạo không gian câu thông 35 đại tiên vực, giúp cho lưỡng giới qua lại không còn gặp trở ngại nữa. Thực tế, Trấn Thiên Lâu cũng giống ứng thiên môn, cũng có ba tòa. Trung thổ tiên vực là hạch tâm của chân tiên giới, trong vực tổng cộng có cửu châu tứ hải, trong đó mỗi châu là một khối lãnh thổ đại lục vô biên, lại bị bốn đại dương minh mông ngăn cách mới phân ra bố cục như hiện tại. Trong đó, ngoại trừ Thiên Cung Đại Lục ở trung tâm Cửu Châu Tứ Hải chính là căn cơ của Thiên Đình, còn có Đông Thắng Đại Lục, Tây Hạ Đại Lục, Nam Chiêm Đại Lục và Bắc Câu Đại Lục, phân bố ở đông nam tây bắc giữa Tứ Hải. Trên bốn tòa đại lục đều độc lập có một tòa chấn Thiên Lâu và một tòa ứng Thiên Môn, trong đó mỗi tòa ứng Thiên Môn là chỗ câu thông với Thiên Môn của tiên vực khác, đều có thần tướng chấn thủ và tuần tra. chấn thủ tại hạch tâm mỗi một tòa trấn Thiên Lâu của tiên vực, trên lầu các đều có đạo tổ trấn thủ. Vì Bồ Đề Yến sắp tới, các đại tiên vực chân tiên giới đã bắt đầu liên tục có đại lượng tu sĩ tập kết về phía trung thổ tiên vực trong đó ngoại trừ đạt được bồ đề lệnh có thể tham dự thịnh yến lần này thì càng có nhiều người tới đây chỉ để ngắm nhìn phong cảnh của tiên vực đứng đầu tiên giới đồng thời cũng hy vọng có cơ hội hưởng thụ được phúc lợi do thịnh hội mang đến tuy bổ đề yến được tổ chức ở thiên cung đại lục nhưng trên những tòa đại lục khác cũng có các loại thịnh hội vừa và nhỏ đang diễn ra đến lúc đó tản mạn khắp nơi tại toàn bộ chân tiên giới các loại kỳ chân dị bảo sẽ được tụ tập đến đây các loại giám bảo và đấu giá đại hội cũng nổi lên khắp nơi thử hỏi có kẻ tu hành nào lại không muốn nhân cơ hội này tham quan thỏa thích cũng không muốn thu lợi đây nhưng bởi vì nghênh đón lần vạn của thịnh hội này thiên đình gánh chịu áp lực không nhỏ dù sao đến khi thịnh hội chính thức bắt đầu diễn ra tu sĩ gấp người thậm chí gấp người mấy lần sẽ tràn vào trung thổ tiên vực cho dù phòng thủ nghiêm mặt thế nào đi chăng nữa cũng khó đảm bảo không có cái loạt lưới phệ phàn tiên vực trên một cánh đồng tuyết rộng minh mông người mấy vạn dặm khắp nơi lóe lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đỏ tươi tựa như đóa sen đỏ đang nở rộ trên mặt đất lộng lẫy sắc đỏ tươi bao trùm cả bình nguyên gió tuyết thiêu đốt ra từng vết tích cháy đen một vùng linh vực đỏ tươi to lớn vô cùng bao phủ cánh đồng tuyết hoang vu này những bông tuyết gì rào rơi xuống không ra linh vực này trong nháy mắt liền bị cuồn cuộn sóng nhiệt bốc hơi cơ bản không thể chạm xuống mặt đất chơi trọ đầy cát đá trung tâm cánh đồng tuyết trắng trong một hố sâu vạn trượng có một thân ảnh mặc thanh đồng giáp trụ đang nằm vất vưởng là cơ thể một tu sĩ yêu tộc nhưng đầu lâu cũng chỉ còn lại một nửa đồng thời trên thân chảy ra máu tươi kim sắc có thể nhận ra y khi còn sống tu vi cũng không hề yếu dù còn lại nửa khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra đây là một đầu chó săn có điều quá mức tanh tưởi mùi máu tươi thực tế người này trong phản phệ tiên vực chính là vạn yêu quật lão tổ của tông môn yêu tu lớn nhất cảnh giới cũng đã đạt tới đại la hậu kỳ vốn y chuẩn bị mang theo mấy vị đệ tử thân truyền đi về trung tổ tiên vực tham gia bồ đề yến kết quả trên đường tiến về trận pháp truyền tống Kỳ bị người ám sát, mỗi y miễn cưỡng lưu lại toàn thay. Tất cả đệ tử còn lại đã hôi phi yên diệt, nay cả một hạt bụi cũng không lưu lại. Tông một âm thanh nặng nề vang lên một thân ảnh nam tử cao lớn trần trụi, từ ngoài hố to nhảy mạnh xuống, đi tới bên cạnh toàn thi, một đầu tóc đỏ quan dài, rối tung rũ xuống, gương mặt góc cạnh bình tĩnh như nước, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Trên làn da trần trụi ấy vẫn như ẩn như hiện từng đạo hỏa vân chấm đỏ, một sáng một tối lóe lên, tỏ ra khí tức thiêu đốt, khiến hư không chung quanh cũng có chút vặn vẹo gã cúi người xuống nhặt lên một cái bồ đề lệnh từ trên thi thể của yêu tu lau chùi vết máu còn đọng trên đó trong miệng phát ra tiếng cười ngạo nghễ tiện tay ném ra ngoài hố ở bên ngoài hố to một nữ tử váy đen tay cầm chiếc ô đưa tay bát lấy thoáng dò xét một chút Liên cất đi nữ tử dáng người yêu điệu thướt tha làng da trắng nõn nà gương mặt càng thêm bội phần hoàn mỹ nhìn ở bất cứ góc cạnh nào đều thấy đây là một tuyệt thế mỹ nhân nhưng trên trán mái tóc dài rũ xuống che đi nửa gò má trên hoàng má có thể nhìn thấy rõ vết tích của vảy cá viêm trác ngươi cũng đã giết vật cũng đã lấy đi thôi theo điện chủ phân phó con cầu tạc này có thể giết hay không cũng không ảnh hưởng ngược lại kẻ đồng thu chân nhân kia chúng ta nhất định phải giải quyết sạch sẽ tiếng nói êm ái từ trong miệng nữ tử phát ra ta biết nam tử tóc đỏ đáp lại rồi gã tháo xuống một cái nhẫn chữ vật từ trên cánh tay của thi thể kia sau đó gã tung người nhảy lên bay ra khỏi hố sâu đôi khi tính cách của ngươi quá ương ngạnh hết lần này tới lần khác phải chạy đến đây Nước tử nhìn nam tử tóc đỏ một chút khẽ thở dài than thở giết đi cũng xem như cảnh cáo một chút đối với đồng thu khả năng hắn sẽ không lập tức tiến về trung thổ tiên vực bất quá cũng tốt tránh cho chúng ta mất công tìm kiếm dọc đường giết thẳng tới sơn môn quả thật rất là sảng khoái huyền ngư đệ tử trong sơn môn có thể bỏ qua nhưng tổ sư đường nhất định phải san bằng viên chắc nói ta chỉ cần lấy thủ cấp của đồng thu những kẻ còn lại tùy ngươi điện chủ đã nói luân hồi bát tử chúng ta lần thứ nhất hành động toàn bộ đậu tĩnh càng lớn càng tốt nữ tử được gọi là huyền ngư thuận miệng nói biết rồi vẻ mặt viêm chắc không đổi sắc đáp lại đi thôi huyền ngư nói vừa dứt lời hai người sóng vai nhảy lên bay vào không trung biến mất không thấy gì nữa linh vực đang bao phủ cánh đồng hoang vu này cũng lập tức thối lui những bông tuyết từ trên trời rơi xuống xá lả đi mọi vết tích những tu sĩ và tông môn nửa đường bị ám sát liên tục xảy ra ở khắp các tiên vực của chân tiên giới trong đó có thành công cũng có thất bại bất quá người bị giết chết càng nhiều hơn cũng không rõ vì sao đáng lẽ một cửa già đỉnh cấp của một đại tiên vực nếu như trong một đêm đột tử nơi hoang dã ngày bình thường đã có thể gây chấn động toàn bộ tiên vực nhưng hiện tại cũng như ném đa xuống biển vậy cơ bản kích không nổi bao nhiêu bọt nước đại đa số tiên vực vẫn tràn đầy không khí náo nhiệt của bồ đề yến sắp tới chỉ là dưới sự náo nhiệt này sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm biến đổi liên tục cùng lúc đó tại một mảnh tuyệt địa có một tòa đại hạp cốc hình hồ lô toát ra trừ khí bên trong chi hài khắp nơi quỷ hỏa đầy trời một con đều từ miệng cốc kéo dài vào bên trong có thể nhìn thấy khắp nơi nằm la liệt các loại hài cốt của người lẫn động vật trong đó có di hài của cả giã thú sơn lâm bình thường tiêu thú cường đại cũng không ít tu sĩ tiên giới thậm chí có xương khô còn tản mát ra trận trận hung lệ chi khí vào sâu trong thung lũng trương khí càng động loang thoáng chuyển đến từng đợt tiếng gõ bang 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 nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù chỉ thấy bên trong là một khối quái thạch to lớn lởm chởm trên khối đá ấy có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng thân mặc váy màu vàng nhạt, trong miệng đang ngậm một cọng cỏ xanh thiếu nữ này không phải ai khác chính là kim đồng đã rời khỏi hàn lập một mình tới tận đây giờ phút này tay nàng cầm lấy một cây xương ống của yêu thú không tên đập đập vào tảng đá phía dưới ui ta tìm ngươi lâu vậy ngươi một mực trốn không ra cũng không phải biện pháp mại trừ ta toàn bộ chân tiên giới ngươi đã là phệ kim tiên cuối cùng đạt đến cấp bậc đại la chỉ cần ta thôn phệ ngươi Nhược khôi phục cấp bậc đạo tổ của chúng ta đã ở trong tầm tay. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thủ, muốn cả đời trốn ở đây, bao nhiêu năm ăn mấy thứ rác rưởi này, còn chưa đủ sao? Kim Đồng nói. Cửa thạch không nhúc nhích chút nào. Trong sơn cốc ngoài âm thanh bang bang kia, cũng không có tiếng đáp lại. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được, ta thành toàn cho ngươi. Kim Đồng phun ngọn cỏ xanh trong miệng sang một bên, ánh mắt lấp lóe, tiếng nói vừa rứt. Thân hình nàng bỗng bay lên, tây dương ống như gậy đánh thó kia bị nàng xem như cây phi lao ném mạnh xuống kèm theo một cỗ phong lôi lao thẳng xuống cự thạch một tiếng ầm thật lớn vang lên khối đá lồng chồng kia lập tức nổ tung thành bột mịn sau đó một vệt kim quang từ trong xuyên rút ra rồi một thân hình giáp trùng màu hoàng kim to lớn dương cánh bay thẳng lên không trung trốn đi đâu kim đồng quát to một tiếng thân hình nhảy lên kim quang đại thịnh hiện rõ nguyên hình chém giết cùng với con phệ kim tiên khí tức không kém nàng chút nào kia chỉ thấy hư không chấn động kịch liệt pháp tắc hào quang kim sắc và khe nứt không gian màu đen đan xen vào nhau phạm vi mấy chục vạn dạng đều bị biến thành chiến trường trong lúc nhất thời cũng khó phân ra sinh tử xin đừng quên đăng ký kênh nhé chương 1323, áp chế và lựa chọn hà cương tiên vực một tòa động phủ ẩn giấu trong dãy núi vô danh đã phủ bụi mấy trăm năm trong phòng chính động phủ tử linh với bộ quần áo màu tím đang khoanh chân ngồi trên giường đã điều tức trước đó nàng đã vững chắc tại thái ất đỉnh phong cũng đã kéo dài rất nhiều năm từ đầu đến cuối cảnh tại bình cảnh này không cách nào tiến thêm một bước. Đúng lúc này, nàng đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng nhiên trong lòng khẽ động, mi mắt mở ra, đã tỉnh lại. Ánh mắt nàng nhìn về phía một mật thất khác, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ khó che giấu. Ngay sau đó, một trận thanh âm ù ù như nham thạch ma sát vang lên, đại môn mật thấy trước mặt mở ra, một đạo thân ảnh cao lớn hơi cúi đầu, từ trong cửa đi ra, cười ôn hòa với nàng một tiếng. Tử Linh từ trên giường đã đứng lên, đánh ra trên dưới hàn lập một chút, trong lòng không khỏi hơi chấn động, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được, lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm, mà khí tức trên người ngươi, nửa ngày sau nàng mới nhịn không được thốt ra. vừa mới xuất quan, khí tức ba động còn chưa ổn định, mấy ngày nữa là có thể bình ổn rồi. hắn lập cười cười nói: ta nói là cảnh giới của ngươi. Đáy mắt Tử Linh ẩn ẩn có chút lo âu nói: là Đại La đỉnh phong không sai, ngươi không cần phải lo lắng. Ta không phải chỉ vì cái trước mắt dùng biện pháp dục tốc bất đạt, chỉ là công pháp ta tu luyện có chút đặc thù, cảnh giới này là chân thật tu luyện ra được không phải nhà xây trên cát. Hắn lập đi lên trước, công tay nào, vỗ nhẹ nhẹ, nói. Vậy là tốt rồi. Tử Linh ngật đầu nhẹ, nói xong, thân sắc nàng lại trở nên ảm đạc. Tu vi hàn lập tinh tiến đến trình độ này, rất có thể hắn sẽ một lần nữa trở về u minh giới. Hắn lập thấy thần sắc nàng khác thường, đang muốn mở miệng hỏi thăng. Bỗng nhím mày lại, sắc mặt hơi đổi. Hãy nào, tử linh thấy thế, hỏi vội. hàn lập khẽ lắc đầu, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm mặt nạ luân hồi điện màu đen hắn không nói một lời đeo mặt nạ lên đưa tay điểm một cái lên mi tâm mặt nạ trên cả tấm mặt nạ lập tức sáng lên từng đạo phù văn chỗ mi tâm càng sáng lên một ít u quang tỏ ra phía trước một mảnh quang ảnh bên trong ô quang ngưng tụ ra một thân ảnh nam tử dáng người thon dài thân gã mang trường bào màu đen đầu đội ngũ rộng vành thùy xa một thân khí tức cực kỳ nội liễm chính là lân hồi điện chủ hàn lập vừa nhìn thấy lân hồi điện chủ liền biết đã xảy ra biến cố gì lập tức hỏi xảy ra chuyện gì như dương nàng bị thiên đình bắt đi rồi ngân hồi điện chủ hơi trần chờ đáp ngươi nói cái gì uyển nhi nàng thế nào hà lập nghe vậy khuôn mặt dưới mặt nạ lập tức biến đổi hỏi tử linh nghe vậy thân sắc cũng không khỏi biến đổi lúc trước sự tình bên trong luân hồi điện hà lập cũng không giấu giếng mà tìm thời điểm thích hợp nói với nàng cho nên nàng đã biết thân phận luân hồi điện chủ cũng biết rõ can như dương chính là nam cung uyển năm đó sau khi ngươi rời u minh giới không bao lâu như dương liền tỉnh lại mặc dù nàng có hai đoạn ký ức, nhưng cuối cùng vẫn không lựa chọn trở thành thê tử của ta. Mà kiên trì muốn về là Nam Cung Uyển, Luân Hồi Điện Chủ nói. Hắn lập nghe lời nấy, ánh mắt hơi lóe lên, đáy lòng không khỏi dâng lên một dòng nước nóng, tả giận nói. Tại sao nàng lại bị thiên đỉnh bắt đi? Ngươi không phải tự phụ có thể đối kháng thiên đỉnh là, sao lại để nàng xảy ra chuyện, nam đó sau khi lựa chọn ngươi. Lúc đầu nàng dự định lập tức đi tìm ngươi, nhưng vì lo lắng trở thành vánh nặng cho ngươi, nên mới không rời đi, ta cũng không yên lòng. Một mực không để nàng rời đi, thế nhưng về sau luân hồi điện hoàn toàn mất đi tung tích của ngươi, ngay cả mặt nạ cũng không liên lạc được. Trước đó không lâu, nàng lo lắng ăn ngươi của ngươi, trong lúc ta bế quan, một mình rời minh giới đi tìm ngươi, kết quả bị thiên đình thừa lúc vắng mà vào, bắt đi. Luân hồi điện chủ nói, ngươi đã tìm hiểu được nàng ở nơi nào chưa? Sau khi hàn lập nghe xong, hai mắt nương tụ, thở dài một hơi, hỏi, không có, việc này thiên đình làm rất bí ẩn, rất khó tìm bất quá sau khi nàng bị bắt không bao lâu cổ hoặc kim liền truyền tin tức tới yêu cầu ta tự mình tiến về trung thổ tiên vực chỉ cần ta đáp ứng đi bọn hắn cam đa sẽ không động nàng một sợi lông chờ ta đến cảnh nội trung thổ tiên vực bọn hắn sẽ lập tức phóng thích nàng luân hồi điện chủ nói hắn lập ngay vậy trầm mặc lại hắn biết thiên đình cực kỳ cam ghét luân hồi điện chủ hai bên đã sớm tranh đấu vô tận tới nguyệt một khi gã rơi vào tay thiên đình hậu quả tự nhiên không cần nói cũng biết ta đã đáp ứng cổ hoặc kim sẽ không tiếp tục ẩn núp sẽ đúng hẹn tiến về trung thổ tiên vực luân hồi điện chủ nói lúc nào xuất phát hàn lập hỏi vẫn cần chuẩn bị một chút nếu không không những không cứu được người còn làm cho tất cả cố gắng trong quá khứ đổ sông bầu biển ngân hồi điện chủ nói ta đi cùng ngươi hàn lập không chút do dự lập tức nói ngân hồi điện chủ nghe vậy chần chờ một lát rồi nói cũng tốt đến lúc đó ngươi mang như sư rời đi ta cũng yên tâm hơn ta muốn dẫn đi là nam cung uyển trước lúc này ta cũng có chuyện muốn làm sau khi làm xong ta sẽ đi minh giới tìm ngươi tụ hợp hàn lập nói ô ta chờ ngươi luân hồi điện chủ trả lời lời của thiên đình cũng không thể tin hết có thể tìm ra chỗ cụ thể của uyển nhi mới tốt ngươi cố gắng chút hàn lập nói có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi luân hồi điện chủ nói hai người thương nghị xong quang mang trên mặt nạ hàn lập tối sầm lại Đạo quang ảnh chiếu ra kia lập tức biến mất không thấy gì nữa ánh mắt tử linh phức tạp nhìn về phía hàn lập hàn lập há hóc mồm muốn giải thích liền nghe tử linh nói ngươi đi làm đi cứu nàng trở về chúng ta trở về hàn lập nói trở về chỗ nào tử linh nghi ngờ hỏi bắc hàn tiên vực ánh mắt hàn lập ngưng lại nói ra một bên khác bên trong một ngôi đại điện tại u minh giới lưng hồi điện chủ vừa mới kết thúc đưa tin với hàn lập chậm rãi đi xuống đài cao trong điện lúc này mai điện có một bóng người vội vàng đi đến y mặc trên người một bộ áo bảo đen rộng thùng thình cánh tay cái cổ và trên mặt đều quấn băng vải thật dày phía trên còn vẽ từng đạo phù văn màu vàng nhìn thập phần cổ quái điện chủ vừa mới bói được tung tích hoàng lộc tôn giả khâu thiên tiên vực ít ngày nữa hắn sẽ đến đôn dương đại lục tiếng nói người áo đen khàn khàn bẩm báo khâu thiên tiên vực bất quá là một tiên vực cỡ chung không có truyền tống đại trận liên đông trực tiếp đến trung thổ tiên vực hắn đi đôn dương đại lục hơn phân nửa là muốn mượn dùng truyền tống đại trận nơi đây tiến về huyền thiên tiên vực nơi đó có một tòa truyền tống đại trận có thể thẳng tới trung thổ tiên vực đưa tin cho phong hối và vô tướng chặn giết người này tại đôn dương tiên vực ngươi đi theo đều chu diệt Lân hồi điện chủ ra lệnh tôn bệnh ngươi áo đen liền ôm quyền quay người định rời đi nguyên thuần phong ngươi đi theo bên cạnh ta bao lâu rồi Lân hồi điện chủ đột nhiên hỏi ngươi áo đen nghe vậy dừng bước quay người lại tự định giá một lát nắp thời gian quá lâu đã không nhớ rõ đại khái là cỡ mấy trăm vạn năm ngươi vận dụng thiên toán bói giúp ta một chút nếu ta sớm đi thiên đình thì phân thắng còn được bao nhiêu ngữ khí lân hồi điện chủ bình tĩnh như nước hỏi điện chủ thật muốn coi à bằng vào tình huống ta bây giờ một lần tính toán vẫn không đến mức bị trời chu diệt nhưng sau đó sẽ không khác gì phế nhân huống hồng một khi việc quan hệ đến thời gian đạo tổ thiên cơ cỡ này cũng chưa chắc có thể lộ ra ngữ khí nguyên thuần phong cũng bình tĩnh chậm rãi nói nếu như vậy không cần nữa ta còn muốn dựa vào ngươi dự đoán các lộ đường tu sĩ đại la tiến về bồ đề yến nếu không nửa đường chặn giết bọn hắn cũng sẽ thành mò kim đáy biển luân hồi điện chủ nói nguyên thuần phong không nói gì nữa chỉ ôm quyền chi lễ bồ thiên tông các ngươi đều đầu nhập vào luân hồi điện ta và thiên đình cũng xem nhiều mưu lợi luân hồi điện chủ bỗng nhiên cười một tiếng nói điện chủ đại nhân nói đùa chúng ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ ngươi và thời gian đạo tổ đều là nhân vật đỉnh cấp đứng đầu toàn bộ chân tiên giới các người giao phong với nhau đã sớm vượt ra khỏi đại đạo chi tranh ngay cả thiên đạo đều bị các người quấy nhiễu đảo loạn thiên cơ. Bồ Thiên Tông chúng ta cũng vô pháp dự đoán ra kết quả chuẩn xác, nên chỉ có thể như vậy, Nguyên Thuần Phong nói. Trần Đàn lão tổ lựa chọn theo cổ Hạc Kim bên kia, ngươi là khai sơn đệ tử của hắn thì theo chúng ta bên này, như vậy các ngươi vẫn cảm thấy thiên đình có phần thắng lớn hơn một chút. Bất quá, các ngươi như vậy cũng tốt, thắng chưa hẳn đại thắng, thua thì cũng không trở thành tàn quân, Tôi thiểu dù bên nào chiến thắng, các ngươi đều có thể bảo toàn truyền thừa tông môn không ngừng, Luân Hồi điện chủ nói. Một khi thiên đình đắc thắng, ta cũng sẽ bị hủy diệt theo luân hồi điện vẫn hy vọng điện chủ đại nhân chớ để ta thua trong khe hở băng vải lộ ra con mắt nguyên thuần phong hiện lên một chút ánh sáng chậm rãi nói luân hồi điện chủ nghe vậy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu nguyên thuần phong có thể rời đi ti chậm rãi đi ra đại điện trong đại điện lại vắng vẻ chỉ còn lại một mình luân hồi điện chủ thân ảnh gã dần dần biến mất trong bóng tối thời gian nháng một cái lại qua hơn hai năm bắc hàn tiên vực bên ngoài một tòa thành trì chỗ biên giới cổ vân đại lục một đạo động quang từ trên trời giáng xuống bên trong quang mang một nam tử cao lớn mặc áo xanh và một nữ tử mỹ mạo mặc váy tím đồng thời hiện ra thân hình chính là hàn lộc và tử linh từ hà cương tiên vực gấp trở về hai người đáp bên cạnh một tòa thạch đình đổ nát ở ngoài thành trên thân đều che đậy một tầng hào quang màu vàng kim nhạt ngăn cách sương mù xám tràn lợp hư không chung quanh ra ánh mắt hàn Lập trông về phía xa nhìn thoáng qua một tầng màn sáng kết giới bao quanh thành trì bên kia trong mắt lóe lên một vòng hồi ức mở miệng nói năm đó lúc mới ra hắc phong hải vực một đường chạy tới trúc long đạo còn từng lưu lại một thời gian ngắn trong tòa thành này so với cảnh cũ nơi này biến hóa rất nhiều bây giờ hôi giới xâm lấn quy mô không chỉ ở bắc hàn tiên vực ngay cả mấy tiên vực gần nó cũng đều bị bọn hắn chiếm cứ thế sự biến thiên tự nhiên là sẽ khác biệt lớn tử linh nói đa phần các khu vực bắc hàn tiên vực đều đã bị hôi giới cải tạo tu sĩ tiên giới không thể không có đầu rụt cổ về thành kéo dài hơi tàn ta đoán không bao lâu nữa những địa phương này sẽ bị triệt để công hãm Hàn lập thở dài một tiếng nói mong các nút ủng hộ nhóm dịch bệnh để nhóm có thêm động lực dịch thông tin nhận ủng hộ cho nhóm dịch thuật hai số tài khoản bảy nghìn ba trăm chủ tài khoản nguyễn hải quân ngân hàng ban chế gò vấp thành phố hồ chí minh chuyện này cũng không có cách thiên đình không những không điều động viện binh còn mạnh mẽ ép việc này xuống người tiên giới biết chuyện này không nhiều tin tức lưu truyền không ra đương nhiên sẽ không gây nên quá nhiều chú ý bất quá cũng may hôi giới coi như thức thời Tạm thời ngừng khuếch trương bộ pháp, nếu không Thiên Đình dù muốn áp chế cũng chưa chắc đè ép được." Tử Linh nói. "Chỉ sợ đây vốn là Thiên Đình và Hôi giới phối hợp ăn ý, một bên không quá phận khuếch trương, một bên cũng không lập tức đàn áp." Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói. "Đây là vì sao?" Tử Linh hỏi. Xin đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1324. Chân thân cự nhãn, Hôi giới trước tiên là muốn ổn định thân vơ. Sau đó mới dần dần phát triển rộng ra, có Thiên Đình, một mạc hiển nhiên là bảo đảm bồ đệ yến được tổ chức thuận lợi nên mới duy trì vẻ ngoài ổn định hết thảy đều lấy bồ đề yến đại cục làm trọng mặt khác cũng tại vì nguyên nhân chính là luân hồi điện dù sao thì trước mắt mối nguy hại lớn nhất của thiên đình vẫn là luân hồi điện hàn lập chậm rãi nói ra chỉ là khổ cho chúng sinh ở mấy tiên vực bị chiếm này tử linh thở dài đi thôi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa hàn lập nói dứt lời hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang phi độ đi nhanh chóng rời khỏi cổ vân đại lục bay về phía hoang lan đại lục, dọc theo hải vực hai người tiến vào, càng bay vào bên trong, màu nước biển càng ngày càng động. Ban đầu nước biển có màu xanh lam, dần dần biến thành màu tím nhạt âm u. Còn phía trên bầu trời, từng đám mây đen ngưng tụ tập hợp thành một mảnh âm u che kín bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn khắp bầu trời, tân bản không nhìn thấy đâu là bờ. Từng tầng tầng chồng lên nhau khiến cho tầng mây dày vô cùng, gần như sắp chạm mặt biển, khoảng cách giữa chúng chỉ khoảng sáu bảy mươi trượng mà thôi. Lúc này, cù phong trên biển gào thét, sóng lớn cuồn cuộn mấy cơn sóng khổng lồ va vào nhau phát ra từng trận ầm vang không ngừng cuốn về phía mây đen đang che kín trên bầu trời tạo thành cảnh tượng biển trời va chạm lạ thường tầm âm kèm cho từng tiếng ầm ầm vang vọng bên trong tầng mây nặng trĩu thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng từng quang trụ lôi điện vô cùng thâu chắc như xé nát mây đen dày đặc nện xuống mặt biển từng mảnh từng mảnh hải vực âm u được chiếu sáng như tiết mặc dù chưa tiến vào phạm vi lôi hải nhưng hàn lập đã có thể cảm nhận được uy thế hoành hành của lôi điện kia ngay cả sương mù hôi giới thả ra cũng không dám tiếp cận vùng biển này. Ngươi về động thiên hoa chi chờ ta. Động tĩnh nơi này lát nữa sẽ rất lớn. Hàn lập trong về phía lôi hải xa xa, nói với tử linh. Được, tử linh ngật đầu nhẹ, nói. Sau khi tử linh tiến vào trong động thiên, hàn lập không tiếp tục cưỡi gió bay đi nữa. Mà vung tay lên, gọi ra 72 chui thanh trúc phong vân kiếm. Thân hình hắn nhảy lên hư không, hai chân hạ xuống một thanh phi kiếm, người kiếm bay đi. Còn lại 71 thanh trúc phong vân kiếm thì đều vây quanh người hắn, Vừa đi vừa bay vòng vòng không ngừng, giống như tạo thành kiếm trận phòng ngự kiên cố, bảo vệ hắn ở trung tâm. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, nhìn sâu vào trong Lôi Hải, thân hình phóng lên, lập tức dẫn tất cả phi kiếm bay thẳng tới trung tâm Lôi Hải. Tâm âm vừa mới tiến vào phạm vi Lôi Vân, một đạo lôi điện màu tím cực lớn tức thì từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống chỗ Hàn Lập. Hàn Lập căn bản không thèm liếc mắt, lập tức một chuôi thanh trúc phong vân kiếm chủ động nghênh tiếp, cũng không thi triển bất kỳ kiếm chiêu gì, chỉ thay Hàn Lập ngăn cản đạo xét đánh này ngươi điện bổ chúng phi kiếm nhất thời phát ra thanh âm kim loại rung động tựa như phi kiếm đang phát ra thanh âm đau nhức vậy phía ngoài từng tia điện màu tím bắn tung tái lên lan tràn ra thành mảng như mạng nhện sau một kích này tốc độ tiến đến của hàn lập không hề tăng lên mà chậm lại bởi vì hầu như cứ tiến tới chừng trăm trượng thì sẽ có một đạo từ lôi nhắm đánh tới mà từng chui thanh trúc phong vân kiếm của hắn cũng thay nhau bay lên cản từng đạo lôi điện kia lại ngay từ đầu trên phi kiếm cũng không có dị trạng gì chỉ là tha lôi điện không ngừng oanh kích trên 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắt đầu hiện ra từng đường vân lôi điện tinh tế, quả nhiên là thế. Ánh mắt Hàn Lập quét qua, cười lẩm bẩm. Cho từng bước từng bước xâm nhập, lôi điện ở trong biển mây càng ngày càng trở nên dày đặc, uy lực lôi điện cũng theo đó dần dần trở nên cường đại, bốn màu lôi điện tím xanh vàng bạc trộn lẫn một chỗ, không ngừng nhắm đánh xuống phía Hàn Lập. Tất cả thanh trúc phong vân kiếm lúc này không tiếp tục thay phiên tiếp nhận lôi điện nữa, mà cùng nhau phối hợp bao bọc Hàn Lập ở trung tâm, không ngừng nên đón lôi điện oanh kích cứ như vậy bay thẳng một đường vào sâu phía trong qua hơn nửa tháng hàn lập không ngừng vượt qua từng vòng xoáy lôi điện và vụ chiều sương mù lôi bạo mấy lần còn bị long quyển vòi rồng lôi bạo vô cùng cường đại cuốn vào trong đó cuối cùng vẫn bình an trở ra 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm dưới sự rèn luyện của lôi hải càng ngày càng trở nên cường nạn. ông một tiếng nổ đùng mấy trăm đạo lôi điện màu vàng đồng thời từ trên không trung oanh kích xuống giống như một thác nước kim lôi thanh thế to lớn từ trên không hạ thẳng xuống dưới tất cả thanh trúc phong vân kiếm bay lượn ra nối đuôi tương liên lại với nhau tựa như dựng lên một cây cầu hình vòng vắt ngang ở trên đầu hàn lập thác nước kim lôi hạ xuống nhao nhao nện lên trên phi kiếm phát ra từng hồi thanh âm điện lưu kích động ầm ầm vang động trời vô số tia điện màu vàng tán xạ ra như hỏa thụ ngân hoa huyễn lệ trói mắt trên thân tất cả thanh trúc phong vân kiếm đều xuất hiện từng đường vân lôi điện tựa như bị dạn nứt ra ở trong ẩn chứa lực lượng lôi điện pháp tắc càng ngày càng trở nên tinh túy hùng hậu tự nhiên hình thành chỉnh thể tọt nhì không giống như là hậu thiên tri bảo được luyện chế mà phảng phất như huyền thiên trảm linh kiếm tên thiên tri vật lôi chi pháp tắc hàn lập đứng ở phía dưới cầu kiếm xuyên thấu qua màn lôi điện đang tái lên từng tia điện ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước hư không tại nó đột ngột xuất hiện một cái lỗ màu đen to lớn trong cái lỗ này có một cái bóng mơ hồ vì bị ảnh hưởng bởi lôi điện khuấy động quấy nhiễu nên không cách nào nhìn thấy rõ nhưng trong lòng hàn lập cũng đã rõ đó là cái gì chỉ thấy hắn vung tay lên ống tay láo bảo cuốn qua hướng không phía trước lập tức ngưng trệ một hồi tất cả tia điện kim lôi và lôi điện ba động lập tức tựa như cho bụi bị hàn quét qua một bên dễ dàng trong cái lỗ màu đen một con mắt khổng lồ cuối cùng cũng hiển hiện ra trong lòng hàn lập căng thẳng trong đầu tái hiện ra cảnh năm nó khi lần đầu nhìn thấy lôi điện chi nhãn này trong trí nhớ con mắt kia chỉ lớn chừng mấy trăm triệu toàn thân nó lộ ra màu da cam tại vị trí con ngươi có một đường vân thẳng dài ánh mắt lóe ra quang mang băng lãnh năm đó bản thân mình chỉ nhìn thoáng qua Vậy mà đã bị một cỗ khí tức khủng bố cách không đánh thẳng tới, thân hồn bị tổn thương không nhỏ. Với lực lượng thần niệm của hắn lúc đó, về cơ bản là không có cách nào nhìn rõ được toàn bộ diện mạo con mắt này. Con từng đoán, nó chính là cự thú nguy hiểm nào đó, bộ dáng có vẻ là đang chiếm cứ nơi đây. Bây giờ, một lần nữa hắn lại xuất hiện trước con mắt khủng bố này. Thực lực lúc này của hắn đã không còn yếu như năm nó, nhưng khi nhìn thấy con mắt này, trong nháy mắt, tâm thần hắn vẫn không nhịn được kích động một hồi. Lúc đầu hắn từng suy đoán phía sau cự nhãn có lẽ còn có cả thân thể thế nhưng không trong lỗ thủng màu đen này cũng chỉ có một con mắt trơ trọi lẻ loi hắn nhìn chăm chú con mắt sau đó con mắt màu da cam này cũng chậm rãi chuyển động một chút nhìn qua phía hàn lập bên này ông một tiếng sách vang vọng ngay trong thức hải hàn lập đột nhiên nổ vang trên chính giữa bầu trời tức hải của hắn lập tức bị xé rách ra một lỗ hồng cực lớn khiến cho đầu hắn đau như búa bổ xích nữa không thể nào tự kiềm chế được loại trùng kích này so với năm nó nói mạnh hơn vạn lần còn chưa đủ nhưng mà sau một cái chớp mắt một đạo u quang trong thức hải hàn lập tràn ra trong nháy mắt đã lấp đầy vết nứt kia ngay cả sóng lớn khuấy động khó ổn định trong thức hải cũng được quét qua lập tức lắng xuống bây giờ hắn đã tu thành toàn bộ bảy quyền công pháp luyện thần thuật lực lượng thần thức cường đại sớm đã không thể so sánh nổi hai mắt hàn lập ngưng tụ đại ngũ hành huyễn thế quyết trong cơ thể vận chuyển một phần trăng tròn bay cao lên không trung lấy ra kim quang sáng rực từ đó hiện ra nguyên hình chân ngôn bảo luân chỉ thấy dọc chính giữa bảo luân một con mắt màu vàng to lớn nổi lên mí mắt nhắm chặt hôm nay hắn mũ muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào hàn lập nhìn chằm chằm con mắt màu da cam kia mở miệng nói Rút lời tâm niệm hắn khẽ động lập tức thôi động chân thực chi nhãn kia cùng với chi chít thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân sáng lên chân được chi nhãn khẽ run lên mí mắt màu vàng hay ra từ đó lộ ra một viên nhãn cầu màu vàng đợi mí mắt mở ra hoàn toàn chân thực chi nhãn ở trong vòng phù văn kỳ dị kia lập tức nhanh chóng xoay tròn một đạo quang mang màu vàng nhạt từ trong con mắt bắn ra tâm thần hàn lập khẽ động không còn dùng hai mắt nhìn mọi thứ nữa mà là thấu qua con mắt màu vàng kia nhìn về phía cự nhãn màu da cam kia chỉ thấy trên cự nhãn toát ra từng tia từng sợi tơ mỏng màu vàng câu liên qua lại lẫn nhau hình dáng nó nguyên bản vô cùng to lớn dần dần tái hiện lại trước mắt hàn lập từng chút một hàn lập vừa nhìn lông mày không khỏi nhảy lên trong lòng có chút khiếp sợ chỉ thấy thân hình một lần nữa được ngưng tụ ra kia thân thể giống như trâu, đầu lại mọc sừng rồng, hình thể to lớn không nói. Trên phần bụng tròn trùng trục còn hiện ra từng đạo phù văn phong cách cổ xưa, dưới thân chỉ mọc ra duy nhất một cái chân tráng kiện, liếc mắt qua một cái thì lại thấy hơi giống một thanh cự chùi màu đen, mà người nó còn có một cái đuôi dài như roi buông thõng phía sau. Đây không phải lôi quỷ à? Hàn Lập nhị không được tự lẩm bẩm, Hàn Lập cũng không là gì lôi quỷ, quá khứ còn từng lấy chân văn của con thú này, khắc họa chúng lên đạo binh của mình hắn chẳng thể nghĩ tới cự nhãn trong lôi bạo hải dương này lại là di vật của lôi quỷ bất quá nhìn kỹ lại một chút Hàn lập lập tức phát hiện không đúng phù văn trên người con lôi quỷ trước mắt này đều khác biệt so với mấy lần mà ở trong quá khứ hắn đã từng thấy qua đó là một loại đường vân đích xác mang theo lôi điện chân chính Tuyệt không phải lôi quỷ bình thường có khả năng có được tâm niệm hàn lập vừa động lực lượng, lượng thời gian pháp tắc trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra tụ hợp vào trong chân thực chi nhãn ánh mắt phảng phất như vàng lỏng đổ bê tông lập tức bắt đầu chuyển động kim quang trong đó tuôn ra càng ngày càng lồng động. chỉ một thoáng toàn bộ dòng chảy thời gian lôi bạo hải dương đều bị cắt đứt toàn bộ hư không phảng phất như ngưng lại duy chỉ có thân ảnh con lôi quỳ kia không hiểu sao lại bắt đầu chuyển động chỉ thấy trong lúc quang ảnh lưu chuyển trên chín tầng trời hiện ra từng trụ lôi điện lớn phía trên giống như thiên môn mở ra từ đó các loại lôi điện chảy ra như thiên ti vạn lũ tất cả đều nhắm đánh vào thân thể con lôi quỳ kia thân thể con lôi quỳ kia nhìn qua cảm giác như không thể nào phá vỡ vậy mà tan biến từng tấc một Hóa thành từng đạo lưu quang chói lọi, bay thẳng vào thiên môn trên bầu trời. Nhưng mà, Lôi Quỷ kia tựa hồ không cam lòng, phát ra từng trận âm thanh vào thét, toàn thân ngưng tụ ra tia điện cuồng bạo, Cách đôi thân thể thành hai nửa, trong khi một nửa bị thiên môn thôn phệ, nửa lưu quang còn lại điên cuồng bay về phía mắt trái của mình, cho đến khi toàn bộ thân hình đều hóa thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Chi chỉ lưu lại cự nhãn màu da cam này, lơ lửng cô độc giữa biển trời. Xin đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1325 lôi hải luyện kiếm lúc hàn lập cảm thụ được hình ảnh lôi quỷ kia tiêu tán dị tượng biến hóa giữa thiên địa và trong thiên môn kia truyền ra vô tận uy áp trong lòng chấn kinh tột đỉnh không biết qua bao lâu hắn mới lấy lại tinh thần tự lẩm bẩm con mắt này lại là di vật đạo tổ chờ đến lúc triệt hồi chân thực chi nhãn thu hồi chân ngôn bảo lân vào thể nội tâm tình hàn lập vẫn như cũ khó mà bình phục đến nay thế gian chưa từng nghe qua có đạo tổ lôi điện tồn tại mà con lôi quỷ cự thú này chỉ sợ chính là một vị lôi chi đạo tổ trước đó chỉ là nó trời sinh lôi thể có thể tùy ý tung hoành ở trong cửu thiên thần lôi bản thân lại phù hợp với lôi điện ở giữa thiên địa này nhưng kết cục cuối cùng vẫn bị thiên đạo nuốt vào thành một phần thiên địa này viên lôi điện chi nhãn này chính là trước khi nó bị thiên đạo thôn phệ cưỡng ép lưu lại một tia di hồn cuối cùng ở chân tiên giới này hà lập lần nữa toàn lực vận chuyển luyện thần thuật tra xét rõ ràng phát hiện trong lôi điện chi nhãn này ẩn chứa lực lượng bàng bạc so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn chỉ là nó đã biến thành năng lượng lôi điện thuần túy tờ trong không còn nửa điểm ý chí thần niệm lôi quỷ sau khi suy nghĩ một phen hàn lập cũng đã bình tĩnh hơn nếu trong con mắt lớn này lưu lại thần niệm chỉ sợ nó đã sớm tu luyện lại từ đầu đông sơn tái khởi há để ngày qua ngày lưu tại vùng biển này với lại sau khi bị thiên đạo thôn phệ làm sao còn lưu lại thần niệm hắn nhìn cự nhãn màu da cam trước mắt một lát bỗng nhiên búng tay một cái một màn sáng màu vàng lập tức từ bốn phía khuếch trương ra cực nhanh bao phủ chọn phiến lôi bạo hải dương này vào cùng lúc đó đại ngũ hành huyễn thế quyết trong cơ thể hàn lộc vận chuyển lên các loại cụ tượng thời gian pháp tắc chân ngôn bảo luân nhau nhau nổi lên hóa thành dãy núi vạn dặm trường giang đại hà và trăng tròn ngôi sao vây quanh bốn phía lôi bạo hải dương nam dạng linh vực thiên nhiên cảnh ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực cường đại này vừa mới xuất hiện lập tức kích động lôi bạo hải dương điên cuồng chống lại con mắt màu da cam kia nhìn chăm chu hướng hàn lập cửu thiên vân trên biển lập tức oanh minh đại tác toàn bộ lôi bạo hải dương trở nên điên cuồng trước đó chưa từng có tất cả cột trụ lôi điện trong nháy mắt này không phải thỉnh thoảng dù súng như trước mà phảng phất thác nước tôn ra không ngừng đánh về phía sơn nhạc đại hà của hàn lập hàn lập làm như không thấy chuyện này tâm niệm vừa động thời gian bốn phía hư không tự như động lại tất cả lôi điện rủ xuống lóe ra điện quang đình chạy ngay trong hư không không mảy may ba động cũng không mảy may vang lên trong vùng tiểu thiên địa này chỉ có hàn lập có thể tự do hành tẩu bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên bước đi trong hư không 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm kia lơ lửng chậm rãi đi theo phía sau hắn, Hàn Lập đi một vòng quanh lôi quỷ chi nhãn kia, mỗi lần đi mấy bước, hơi dừng lại một chút, tiện tay vung lên. Liền có một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bay ra, lơ lửng một chỗ hư không bên ngoài cự nhãn. Sau khi đi được 360 bước, tất cả 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã tìm được vị trí của nó, bố trí chung quanh cự nhãn. Hàn Lập cẩn thận tra xét một chút tất cả vị trí phong vân kiếm, xác nhận không sai, sau đó bàn tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay liền nhiều ra một khối ngọc bàn bát sắc toàn thân thuần trắng, ngưng như ngọc phấn, vật này không phải thứ gì khác, chính là trận đồ thông thiên kiếm trận. Những năm hòa bế quan tu hành, Hàn Lập cũng không buông lỏng nghiên cứu trận đồ này, cho tu vi hắn không ngừng tăng trưởng, rốt cuộc cũng giải khai bí ẩn kiếm trận trong ngọc bàn này. Nguyên lai hắn tưởng vật này là tổ sư sáng lập thông thiên kiếm phái luyện chế ra, nhưng về sau mới phát hiện vật này huyền diệu, căn bản không phải người có thể làm ra. Nó chắc là kiếm chi pháp tác hiển hóa, hình thành huyền thiên chi vật mới đúng. Kiếm trận này vốn không thuộc bất luận ngũ hành phong nôi thuộc tính nào, chỉ vì phi kiếm bày trận có thuộc tính khác biệt nên có thể bộc phát ra uy lực cường đại thuộc tính khác nhau vốn lấy kiếm chi pháp tắc ẩn chứa trong đó cho nên dung nạp bất luận thuộc tính nào vào đều có thể phát huy uy năng giờ phút này tất cả vị trí bố trí kiếm trận thanh trúc phong vân kiếm chính là một loại đại luyện chi trận trong thông thiên kiếm trận có uy lực tuyệt luân mà hàn lập hôm nay muốn nhờ ngọc bản thông thiên kiếm trận nên hóa viên lôi quỳ chi nhãn này bố trí xong hai tay hàn lập bấm pháp quyết trong miệng lập tức vang lên một trận thanh âm ngâm tụng chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ khối ngọc bản bát giác kia khẽ run lên phù văn trên đó nhanh chóng du động như mây trôi chỉ một thoáng phỉ thúy quang mang đại thịnh trên đó dập dờn một mảnh quang mang lộng lẫy hóa thành một đạo quang bản bát giác to lớn cho phía trên lôi quỳ chi nhãn há lập thấy thế thân hình nhảy lên cao rơi vào chính giữa quang bản bát giác khoanh chân ngồi xuống hai mắt hắn ngương tụ hai tay trước người bấm pháp quyết trên quang bản bát giác dưới thân lập tức đại phóng quang mang vô số hư ảnh kiếm ảo từ đó bắn ra như một trận mưa xuân, phóng súng cự nhãn phía dưới. 72 chui thanh trúc phong vân kiếm cũng lập tức phát ra trận trận tiếng rung. Trên tất cả thân kiếm đều sáng lên kim quang lóa mắt, liên kết với nhau, ở trong hư không ngưng tụ thành hư ảnh một tòa bát quái đa lô to lớn, bao phủ lôi quỷ cự nhãn vào trong đó. Bát giác quang bàn do kiếm trận ngọc bàn biến thành kia, giống như nắp lò, phủ lên tất cả khí tượng trong lò đan. Ầm ầm, nương cho từng tiếng oanh minh cuồng bạo, trên lôi quỷ chi nhãn một mực bình tĩnh bất động sáng lên một vệt kim quang trong biển mây phía ngoài vốn bốc lên lôi điện bỗng nhiên ngừng lại tiếp theo trong một cái chớp mắt từng đầu hư ảnh lôi quỷ từ trong ánh mắt ngưng tụ ra toàn thân cuốn theo kim lôi thuần túy nhất trong thiên điện này cuồng sông về phía hư ảnh đa lô quanh thân lượn lờ khói tím muôn hình vạn trạng tầm ầm ầm mỗi một đầu lôi quỳ sau khi đụng vào liền phát ra một tiếng nổ rung trời toàn bộ lôi bạo hải dương cũng chấn động kịch liệt theo hàn lập ngồi cố định trên bát giác quang bàn thân hình cũng rung mạnh theo không thôi ở trong càng có từng dòng điện tê dại xuyên suốt ra đánh vào trên người hắn nhưng giờ phút này hắn lại không thể phân thần nhất định phải nghiêm ngặt khống chế tất cả phi kiếm và trận đầu nếu không một khi bị lôi quỳ trùng kích ra toàn bộ bát quái đa lô nổ tung không nói toàn bộ lôi bạo hải dương và hai khối đại lục gần đó cũng chắc chắn bị lôi bạo từ xưa đến nay chưa hề có quét sạch từ đó bắc hàn tiên vực bị xóa rổ trên bản đầu kiếm thủ làm công đại luyện huyền không trong miệng hàn lập quát nhẹ một tiếng hai thanh phi kiếm và trận đồ đồng thời phát uy, vô số kiếm khí kiếm ảnh tràn vào trong lò đan, như lô hỏa luyện hóa viên lôi quỷ chi nhãn kia. Cùng lúc đó, biên giới Hoàng Lan đại lục, hàng ngàn hàng vạn sinh vật hôi giới, như đàn châu chấu chen lấn tại biên giới lục biện, cách biển nhìn về phía vùng lôi bạo hải dương bên này. Đứng đầu những sinh vật hôi giới này là mấy trăm tên tu sĩ hôi giới, trong đó cầm đầu là một tên nam tử thân hình cao lớn mặc hắc bào, trên thân vã mặc một bộ áo giáp gì đồng màu xanh lá, toàn thân da trắng phát xanh, thân sắc ngưng trọng. Mặc thực đại nhân. Muốn đi dò xét một chút không? Đứng sau gã, một lão giả cũng mặc áo bào đen, thân hình nhỏ gầy, tiếng nói khàn khàn hỏi thăm. Không cần, ở nơi đó mặc kệ là cái gì, đều không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Chỉ cần không đến chơi chọc chúng ta, cũng đừng có phức tạp, cứ nghiêm mật giám thị là được. Lã nam tử cao lớn được gọi là mặc thực lắc đầu, nói. Vâng. Lão giả nhỏ gầy lập tức đáp, tức thúc tốt bọn gia hỏa này, không nên chủ động trêu chọc. Trên hoang lan đại lục còn có thành trì chưa công hãng, phải tăng tốc độ lên mặc thực phân phó lần này lão già nhỏ gầy và mấy tên tu sĩ hôi giới kia nhao nhao lên tiếng đáp ứng Tân mệnh thời gian ngáng một cái đã qua mấy tháng lôi bạo hải dương phát sinh biến hóa long trời lở đất nguyên bản vùng lôi bạo hải vực căn bản không nhìn thấy bờ kia đã sớm không thấy bóng dáng bây giờ chỉ còn lại một khu vực lôi vân rộng không đến trăm dạng mà trong khu vực lôi vân kia một bóng người đi tới đi lui quanh một bát quái đan lâu cao hơn một trượng cao mày nhìn có chút phiền muộn tự nhiên chính là hàn lập rõ ràng đã luyện hóa xong vì sao vẫn không cách nào phá vỡ một tay hàn lập chống quai hàm âm thầm trầm ngâm trong đan lô kia có thể nhìn thấy một con mắt màu da cam lớn trường trái nhãn phía trên bao phủ một tầng tia điện màu vàng không ngừng phát ra trận trận thanh âm xì xì xung quanh con mắt còn vây quanh 72 chui thanh trúc phong vân kiếm đã rút nhỏ gấp đôi lơ lửng hư không rung động lúc lên lúc xuống giữa chúng có tia điện kết nối nhau nhìn qua tựa như một khối dựa theo hàn lập dự tính trước kia dưới trận đồ thông thiên kiếm trận phụ trợ băng vào đại luyện kiếm trận có thể luyện hóa tất cả uy năng lôi quỳ chi nhãn này vào trong 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhất cử tăng phẩm chất nó lên tới tiên khí tứ phẩm nhưng chẳng biết tại sao rõ ràng luyện hóa đã thuận lợi hoàn thành lôi quỳ chi nhãn này từ đầu đến cuối vẫn không cách nào phân liệt tự nhiên cũng không cách nào tiến vào trong 72 thanh kiếm rốt cuộc là vấn đề ở đâu làm sao mới có thể phá hắn lập tự lẩm bẩm lúc này hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng lập tức cổ tay chuyển một cái trong lòng bàn tay liền lóe lên một trận hào quang chỉ thấy chỗ quang mang trong tay hắn đã nhiều ra một chiếc huyền thiên hồ lô màu xanh biếc huyền thiên hồ lô này năm đó hấp thu huyền thiên trảm linh kiếm còn sót lại lực lượng pháp tắc thay ngén trong đó chính là hủy diệt pháp tắc dùng hỗ trợ phá vỡ lôi quỷ chi nhãn này hà không sai vừa nghĩ đến đây hắn lập vẫn còn chút do dự lôi quỳ chi nhãn này mặc dù đã bị luyện hóa nhưng trung quỳ nó là di vật đạo tổ trong đó tích chứa lôi điện chi lực không phải bình thường huyền thiên hồ lô này cuối cùng phẩm giai không đủ chưa hẳn có thể tiếp nhận uy lực của nó trừ điều này ra cũng không có biện pháp tốt hơn vậy cùng đưa thanh trúc phong vân kiếm vào đi trợ giúp trấn áp lôi quỳ chi nhãn này hắn lập nghĩ đến một biện pháp cũng không khả chi cho lắm thì thằng nói nói xong hắn không do dự nữa trên tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái tòa bát quái đan lô kia liền tan thành mây khói lôi quỳ chi nhãn vào thanh trúc phong vân kiếm liền xuất hiện trong hư không chỉ một thoáng lôi vân còn sót lại bao phủ phương viên trăm dạm lập tức tuôn ra không ngừng bên trong rừng trào điện quang tiếng sấm rung trời hắn lập thấy thế vội nhất huyền thiên hồ lô lên trong miệng ngâm tụng vài câu đưa tay vỗ xuống đáy hồ lô trên huyền thiên hồ lô lói lên quang mang miệng hồ lô lập tức dâng trào ra một đoàn sương mù màu xanh lá ngư tụ thành một vòng xoáy sương mù kịch liệt xoay tròn theo một trận tiếng gió gào thét vang lên một cỗ lực xé rách cường đại tử trong vòng xoay truyền ra một tay hàn lập cầm hồ lô tay kia phối hợp vẫy một cái Dẫn dắt viên lôi quỷ chi nhãn kia vào thanh trúc phong vân kiếm. Bay vào vòng xoáy màu xanh lục, thu nạp vào trong Huyền Thiên Hồ Lô, con mắt và phi kiếm vừa mới tiến vào Huyền Thiên Hồ Lô, thanh thế dị hưởng đất trời bốn phía trong lôi vân, lập tức nhỏ xuống. Xin đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1326, Huyền Thiên Kiếm Linh. Hàn Lập nhì lôi quỷ chi nhãn và thanh trúc phong vân kiếm lần lượt tiến vào trong Huyền Thiên Hồ Lô, phất tay phong bế miệng hồ lô lại. Sau đó tay kia nâng hồ lô lên, lắc nhẹ một cái, ầm ầm một trận âm thanh hỗn tạp và tiếng sét trầm thấp từ trong hồ lô vang lên phù văn trên hồ lô lập tức sáng lên từng tia điện màu vàng xuất hiện chạy loạn ngoài thân hồ lô hàn lập nắm chặt hồ lô sau đó một đoàn khói xanh từ lòng bàn tay thoát ra bao phủ lên trong phút chốc nó lại khôi phục như lúc ban đầu nhưng ngay lập tức một tiếng két thanh thúy từ trên hồ lô truyền ra từng vết rách nho nhỏ dần hiện ra sau đó âm thanh ken két lớn dần vết rách giống như mạng nhện xuất hiện ở khắp thân hồ lô trong nháy mắt sang đầy thân hồ lô Hàn Lập thấy vậy không nói hai lời, ném hồ lô lên giữa không trung, sau đó hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía bên ngoài hồ lô, giống như đang mong lại một đống lửa, trái phải cách không bóp chặt hồ lô. Từng sợi thời gian pháp tắc trong lòng bàn tay đang ngưng tụ thành từng đám sợi tơ màu vàng rất nhỏ, sau đó bện quanh mặt ngoài của hồ lô lại, mảng lớn tia điện màu vàng và thời gian pháp tắc tinh ti do Hàn Lập phát ra đan xen vào nhau, như phút chốc liền bị thời gian pháp tắc trì lực che đi. Mặt ngoài hồ lô hiện ra mảng kim quang sáng chói, như đang cho hồ lô mặc vào một lớp áo kim quang quanh thân đã có thời gian pháp tác chi lực giam cầm và bảo vệ mặt ngoài dạ nứt như mảnh sư vỡ của huyền thiên hồ lô yên tĩnh lại không tiếp tục nứt ra nữa phù văn bên ngoài hồ lô ngược lại càng ngày càng sáng hai mắt hàn lập ngưng tụ tia sáng từ trong đôi mắt tím sáng lên thăm dò vào bên trong hồ lô chỉ thấy 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đều biến thành những tiểu kiếm màu vàng kim tất cả đều ép sát vào bốn vách tường của hồ lô vẫn đang duy trì bộ dáng kiếm trận như cũ còn viên lôi quỷ chi nhãn thì đang lôi lửng ở giữa hồ lô, bị một đoàn ánh sáng màu xanh sẫm bao lại. Ánh sáng màu xanh sẫm vốn là địa đầu xà ở đây, gặp Thanh Trúc Phong Vân kiếm tự nhiên là người quen gặp nhau, còn thấy Lôi Quỷ Chi nhãn lại như đụng phải giang long, nên giữa hai bên là tranh đấu kịch liệt, không nhượng bộ chút nào. Xét về uy lực, hiển nhiên Lôi Quỷ Chi nhãn hơn một bậc, nó không ngừng bắn ra tia điện khắp nơi, sống muốn đánh tan bốn vách tường hồ lô. Nếu không có Hàn Lập lấy thời gian pháp tắc chi lực trợ giúp, đã sớm không thể nào chống đỡ mà ánh sáng màu xanh sẫm lại có kiếm trận giúp đỡ thành ra trên lịch của cả hai được thu nhỏ rất nhiều hóa phân cao thấp trong hồ lô một lúc thì ánh sáng màu xanh sẫm bùng lên một lúc lại có tia điện màu vàng tôn ra cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy dường như đang lâm vào thế bí ầm ừ, ta tá dài suốt mấy canh giờ huyền thiên hồ lô rốt cuộc không chịu nổi sau một tiếng oanh minh kịch liệt thì vỡ ra bỗng một đạo ánh sáng màu xanh sẫm từ trong hồ lô nổ tung bay ra hóa thành một đạo không rõ hình dáng kiếm quang xanh sẫm từ đó nở rộ ra vùng lôi bạo hải vực này trên bầu trời và mặt biển mười mấy vạn dạng hư không lập tức bị chia thành hai bên trái phải một đạo vết sách hư không tĩnh mịch kéo dài từ nam đến bắc bỗng hiện ra từng đợt không gian ba động làm cho lòng người rung động cũng từ đó truyền ra ánh mắt hàn lập nhìn chăm chú về phía vết nước không gian kỳ thấy viên lôi quỷ chi nhãn kia đã nổ tung hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng chói mắt bên trong quang ảnh chớp động như có từng đầu dị thú lôi quỷ đang bay lượn chung quanh thanh trúc phong vân kiếm đang lơ lửng ở bốn phía lập tức sáng lên nhao nhao xông về đoàn kim quang lóa mắt kia phi kiếm tiến vào trong kim quang làm cho ánh sáng trong đó tăng lên mấy lần lấy trị lực của hàn lập cũng không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong nhưng trong mơ hồ tâm thần hắn bỗng nhiên khẽ động từ trong đoàn ánh sáng kia có thể cảm nhận được từng đợt ba động khác thường một lát sau trong kim quang bỗng truyền đến một trận kiếm minh bé nhọn lập tức từng đạo kiếm quang từ đó bắn ra từng đạo nối tiếp nhau bay về bốn phía hư không hàn lập đang nhìn chăm chú bỗng thấy một đạo kiếm quang trong đó bay vào cái nước không gian đa chậm rãi khép kín lông mày hắn lập tức nhảy lên cũng không tiếp tục xem các kiếm quang khác trên bàn tay bao phủ một tầng kim quang chui vào bên trong cãi nước không gian một chút sau đó kéo mạnh ra một cái sẹt một tiếng vang nhỏ ống tay háo của tay phải hắn lập lập tức hóa thành cho bụi còn cánh tay lại hoàn toàn không bị gì nhưng khi hắn nhìn thấy vật trong tay mình kéo ra không phải là một chui thanh trúc phong vân kiếm mà là một đứa bé phỉ thúy linh lung lông mày lập tức nhíu lại mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đây là không đợi hắn kinh ngạc xong từng đạo quang mang ở bốn phía bay vụt trở lại vậy mà đều hóa thành đứa bé phỉ thúy cỡ một thước rơi vào trên người hắn trong đó có mấy đứa ngồi trên bờ vai của hắn có mấy đứa thì bò lên trên bù tóc nhiều hơn nữa thì cho trên cánh tay của hắn để chơi xích đu hơn nữa có một đứa lại đứng trên chóp mũi của hắn trừ to đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn những đứa bé này toàn thân óng ánh xanh biếc trên đầu chỉ có một chỏm tóc và hai con mắt màu vàng cổ tay và mắt cá chân của chúng còn đao một vòng kim cô mơ hồ có thể nhìn thấy lôi văn màu vàng sắc sảo ở bên trên hàn lập đếm qua không nhiều không ít vừa đúng 72 đứa đây chẳng lẽ là do huyền thiên hồ lộ luyện hóa lôi quỷ chi nhãn và thanh trúc phong vân kiếm tạo thành về sau lại sinh ra kiếm linh đồng tử hàn lập không quá chắc chắn âm trầm phỏng đoán những đứa bé phỉ thúy dường như cảm giác được suy nghĩ trong lòng của hà lập trong nháy mắt từng đứa bay lượn lên không quanh thân lục quang lưu chuyển lập tức hóa thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm khác biệt lớn nhất của thanh trúc phong vân kiếm so với lúc trước chính là trên những phi kiếm này tất cả đều khác rõ từng đường kim lôi đạo văn trên mỗi thanh kiếm tảng ra khí tức thình lình đều là tam phẩm tiên khí so với hàn lập dự đoán lúc trước còn cao hơn một bậc tam phẩm tiên khí và tứ phẩm tiên khí tuy nói chỉ kém nhau nhất phẩm nhưng uy lực khác nhau giống như là hào rộng không thể tính bằng lẽ thường hơn nữa còn là 72 thanh lông mày hàn lập hơi nhíu lại tâm niệm vừa động 72 chu thanh trúc phong vân kiếm căn bản không cần hắn dụng tâm điều khiển đã trực tiếp tự mình bay đi. Tờ trên không trung bày ra từng tòa kiếm trận uy lực tuyệt luân, tầm ẩm. Trào âm thanh tiếng sấm liên tục vang lên, một tòa thiên môn vạn trượng khí thế hùng hồn xuất hiện trên chín tầng trời. Trong phút chốc, Kim Vân mang theo muôn hình vạn trạo từ bốn phía cuồn cuộn nổi lên, bên trong cửa lớn đóng thật chặt, tương trận khí tức lôi điện bị đè nén không hết đang tiết ra bên ngoài. Khiến cho Hàn Lập có chút kinh hãi, là những đồng tử này ngự kiếm bày trận, Tuy lực vậy mà còn lớn hơn so với lúc trước, trong lòng của hắn hiện lên một ý niệm và trượng kim môn lập tức ù ù rung động bên trong là một mảnh đại dương màu vàng óng mơ hồ có thể thấy được hàng ngàn hàng vạn các loại dao long lôi điện đang chen trúc chỉ chờ ra lệnh là lập tức sẽ xông ra thiên môn vùng hư không kia bị uy áp của thiên môn đè ép càng chấn động không thôi bốn phía cũng bắt đầu hiện ra từng kẽ nứt không răng khóe miệng hàn lập lộ ra vẻ tươi cười tâm thần hơi động một chút thiên môn màu vàng trên bầu trời liền chậm rãi đóng lại vân khí màu vàng chung quanh cũng dần biến mất 72 thanh phi kiếm kia lóe lên quang mang một lần nữa hóa thành bộ dáng phỉ thúy đồng tử bay về phía hắn tay láo bên trái hàn lập cuốn qua tất cả đồng tử bay vào trong đó biến mất không thấy sau đó hàn lập trì nghĩ một chút rồi mở ra động thiên hoa trì trong cánh cổng màu bạc tử linh đang đứng tại cửa sổ của trúc lâu như cảm ứng được quay người lại hỏi như thế nào đã làm xong nà hàn lập trần chờ nói ngươi hãy đi làm chuyện mình nên làm nếu có thể ta càng hy vọng chính mình sẽ đi cùng với ngươi tư linh ôn hỏa cười một tiếng nói thiên đình quá mức nguy hiểm lần này ta không thể dẫn ngươi theo hàn lập lắc đầu nói ta biết ta sẽ chờ ngươi bình an trở về tử linh tựa hồ đã sớm có chủ ý nhẹ nhàng nói bất kể thế nào trước ta mang ngươi về minh giới sau đó ngươi muốn ở lại nơi đó hay đi ma giới đều được tóm lại ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi hàn lập gật đầu nhẹ nói được tử linh nói sau khi hai người ra khỏi động thiên hàn lập nắm bàn tay trắng nõn mềm mại của tử linh tay kia thì bấm niệm pháp quyết thi triển lôi trận chi thuật ầm ầm một tiếng trong vùng lôi vân đã thu nhỏ không đến trăm dặm kia Vạn đạo kim lôi từ trên trời rơi xuống phía dưới lóe lên biến mất không còn tung tích một tháng qua đi trong u minh giới thềm đá trong cung điện trên hòn đảo ở giữa hồ của hoàng tuyền đại trạch có một nữ tử áo đen đi từ bên trên xuống tuy bước chân thong thả nhưng mặt mũi lại tràn đầy vẻ lo lắng đứng bên ngoài cửa đại điện hai tên quỷ tướng trấn thủ đại điện nhìn nhau một cái đều im lặng lắc đầu trên thềm đá là vị giao tam đại nhân đã mười mấy ngày ở chỗ này đi qua đi lại, dường như đang chờ đợi người nào. Nhưng rốt cuộc không thấy người nào đến, hai người bọn họ sau hai lần khuyên, đều không có tác dụng cũng đành coi như thôi. Đúng lúc này, hư không bên ngoài đảo, trong gió lốc hỗn loạn tàn phá bờ bãi, chợt thấy một đạo độn quang màu vàng phá không bay đến, không chút nào bị gió lốc ảnh hưởng, lát sau liền rơi vào trên đảo. Giao tam cảm ứng được cỗ khí tức kia, đầu tiên là kinh ngạc nhưng lập tức mặt hiện vẻ vui mừng, vừa muốn bay qua linh đón. Lại cảm thấy hoa mắt, trước người bỗng xuất hiện hai người đúng là hàn lập và tử linh điện chủ đâu hàn lập buông tay tử linh ra hỏi đi vào rồi nói mặt Giao Tam lộ vẻ khó xử nói lông mày hàn lập cao lại lại tiếp tục dắt tay tử linh cùng đi vào trong đại điện cửa điện sau lưng chậm rãi đóng lại giao tam không tiếp tục dây dưa bèn bói ra phụ thân đại nhân ngài đã đi chung thổ tiên vực rồi cái gì y đi trước lông mày hàn lập nhíu lại hỏi bởi vì sự tình của mẫu thân phụ thân luôn tự trách mình nhưng cũng bởi vì một ít chuyện khác lân hồi điện đã sớm phát động tấn công hiện tại toàn bộ chân tiên giới sẽ càng ngày càng loạn giao tam nói phụ thân đã nói thiên đình mặc dù hứa hẹn chỉ cần ngài tiến về trung thổ tiên vực lập tức sẽ thả mẫu thân ta ra nhưng sự việc chắc không đơn giản như vậy lúc trước ngài thông qua rất nhiều phương pháp để tìm nơi mẫu thân bị giam giữ nhưng kết quả đều không thu hoạch được gì mất quá lại ngoài ý muốn biết được kẻ bắt giữ mẫu thân là ai giao tam nói là ai hắn lập lập tức hỏi Phùng Thanh Thủy, cái tên này chắc hẳn ngươi cũng không lạ lẫm. Giao Tam nói. Là lã, Hàn Lập nghe vậy trầm ngâm đáp. Năm đó lúc ở hôi giới, Hàn Lập từng gặp người này, biết gã chính là một tên đạo tổ thủy thuộc tính pháp tắc. Ta muốn biết tất cả tin tức của gã, bối cảnh tông môn, nơi tiên phủ, tung tích hiện giờ và di chép giao chiến với người khác trong quá khứ. Hàn Lập trầm giọng nói. Ngươi muốn đi tìm gã, lông mày Giao Tam nhướng lại hỏi. Đi nói cho ta biết về Phùng Thanh Thủy, không phải là muốn ta đi tìm à. Hàn Lập nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Xin đừng quên đăng ký kênh nhé. Trước 1327, sắp chia tay, phù thân chưa hề nói. Chỉ là phùng thanh thủy dù sao cũng là tồn tại cấp đạo tổ, tu vi của ngươi, giao tam trần chờ nói. Hàn Lập nghe vậy, không tận lực áp chế khí tức trên người nữa, một cỗ uy áp to lớn không gì sánh được trong nháy mắt phóng thích ra, quanh thân lưu chuyển kim quang, tựa như đúc bằng vàng. Mặc dù hắn tận lực khống chế cỗ uy áp này vẻn vẹn chỉ trong trượng quanh thân, nhưng ở trong vùng thế giới này thiên địa nguyên khí lưu truyền giống như một ý niệm trong hồ hắn phảng phất chính là chúa tể mặc dù đứng yên bất động nhưng lại làm kẻ khác ngay cả liếc mắt một cái tâm thần cũng rung động mạnh tu vi đại la hậu kỳ đỉnh phong tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót giao tâm cảm thấy một cỗ uy áp vô hình đầm vào mặt không tự chủ lui về sau hai bước trong lòng rung động không thôi hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thật không ngờ mới qua nhiều năm như vậy ngươi đã cải biến lớn đến thế có trách khó trách phụ thân ngài giao tam hít một hơi thật sâu chậm rãi nói nhưng cuối cùng hình như có gì muốn nói lại thôi không tiếp tục nói hết hắn trực diện thiên đình có thể hấp dẫn đi đại bộ phận lực chú ý ta đi tìm phùng thanh thủy ngược lại là một cơ hội đột phá chỉ mong giờ phút này lão không ở tại thiên đình thì mới tốt hắn lập một lần nữa áp chế khí tức trên thân nói trước mắt thật sự hắn không ở tại trung thổ tiên vực mà ở một tòa tiên vực cơ lớn long uyên tiên vực đế quan đã vài ngày trong vụ long tông do hắn sáng lập Giao Tam nói. Thật vừa vạn, ngươi chuẩn bị giúp ta những vật ta muốn, ngày mai ta sẽ xuất phát. Hàn Lập nói. Được, khi nào xuất phát, ta và ngươi cùng đi. Giao Tam nói. Ngươi không thể đi, Hàn Lập nói. Vì sao ta không thể đi? Bỗ thần nàng. Giao Tam còn chưa nói xong. Đã bị Hàn Lập cắt ngang. Nàng nếu lựa chọn làm nam cùng uyển, sẽ không xem là mẫu thân của ngươi. huống hồ nàng nhất định không muốn ngươi đi. Hàn Lập nhìn Giao Tam, khuyên nhiều ta mặc kệ ngươi thấy thế nào nói thế nào trong lòng ta nàng chính là mẫu thân của ta ta phải đi giao tam nói lấy tu vi ngươi bây giờ đi treo cũng không giúp được một tay huống hổ ta còn muốn ngươi giúp ta đưa tử linh đi ma giới hàn lập không chút uyển chuyển nói thẳm giao tam nghe lời lấy quả nhiên thần sắc ảm đạm được rồi bằng vào tu vi của ta đi cũng chỉ liên lụi ngươi thế nhưng tử linh nàng vì sao muốn đi ma giới? mặt giao tam lộ vẻ nghi hoặc nghi ngờ hỏi thế nào? hàn lập phát giác dị dạng hỏi vội chẳng lẽ các ngươi còn không biết chuyện ma giới? tử linh nếu như muốn đi tìm bọn thạch xuyên không? vậy thì không cần đi nữa. lông mày giao tam nhíu lên chậm rãi nói. tử linh nghe vậy thân sắc hơi đổi lập tức có loại dự cảm không tốt. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ánh mắt hàn lập ngương tụ hỏi. ma giới bộc phát nội chiến đã không chỉ ngàn năm gần trăm năm nay đánh càng thêm chảm liệt bảy năm trước trong trận chiến kết thúc kia toàn bộ dạ dương thành bị hủy tòa tích lân không cảnh cũng bị triệt đề xóa đi thạch xuyên không cùng theo thạch không giải nhất mạch thảm bại giao tam thở dài một tiếng buôn dầu nói thạch không giải vào thạch xuyên không thế nào có tin tức bọn hắn không hắn lập hỏi ma giới hiện tại đã phong tỏa rồi rất khó có tin tức truyền ra ngoài tin tức ta lấy được cuối cùng nói là thạch không giải không địch lại ma chủ đã thân tử đạo tiêu thạch xuyên không thì không nói đã chết bất quá tung tích cũng không rõ không thấy tung tích giao tam nói giải đạo nhân chiến tử thạch xuyên không mất tích hàn lập cảm thấy thức hải trầm xuống trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải trận đại chiến kia đã qua 7 năm lại không có tin tức truyền ra sao tử linh hỏi là ma chủ tự bình hạ lệnh triệt để bế tỏa ma giới cũng không nói khi nào mở lại hiện tại bất cứ tin tức gì cũng không thể vào hay ra được giao tam lắc đầu nói việc này tạm dừng không nói chờ ta từ thiên đình trở về sẽ đi ma giới một chuyến Hàn lập thở dài ra một hơi sắc mặt nghiêm lại một chút mở miệng nói giao tam không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu nhẹ đã như vậy ngươi trước hết lưu tại minh giới chờ chúng ta trở về Hàn lập nói với tử linh tử linh sầu lo lật đầu đúng rồi đề hồn đâu có tin tức của nàng không Hàn lập hỏi nào nàng đi lạc hồn thâm uyên giao tam đáp là hồn thầm uyên đó là địa phương nào hắn lập hỏi là một chỗ chân chính tuyệt địa trong u minh giới này, là chỗ ngay cả phụ thân cũng chưa hẳn bước chân vào. nàng nói nơi đó có đại đạo chân chính nàng muốn tìm, ta từng khuyên can nàng, nhưng không thể ngăn lại. Giao Tam nói, đi bao lâu rồi? Hàn Lập hỏi, đã đi từ hơn trăm năm trước rồi, đến nay chưa trở lại. Giao Tam nói, hai mắt Hàn Lập nhắm lại, chỗ mi tâm sáng lên một đạo bạch quang, thâm thẩm lấp lóe chỉ chốc nát, lại lần nữa mở ra, cái nào? Tử Linh hỏi, liên hệ thần niệm cũng đã tách ra. Hàn lập thì thào nói tục truyền lạc hồn thâm uyên vốn là một chỗ u hồn du đãng đừng nói cách xa nhau như vậy dù là thân ở trong thâm uyên vực sâu. cũng đừng hòng cảm ứng lẫn nhau giao tam nói đây là đề hồn tự lựa chọn con đường mình ngươi phải tin tưởng nàng tử linh kéo cánh tay hắn một cái khuyên nhiều hàn lập nghe vậy im lặng một lúc lâu sau gật đầu nhẹ đề hồn cũng giống như kim đồng đều có con đường của mình muốn đi tựa như chính hắn cũng có đường phải đi là trực diện với thiên đình sang sớm ngày mai ta sẽ tiến về long uyên tiên vực đến lúc đó ngươi chuẩn bị tin tức liên quan tới phùng thanh thủy cho ta hàn lập nhìn về phía giao tam nói ban đêm trên đại điện đảo giữa hồ hàn lập và tử linh nằm ở trên nóc nhà nghiêng nằm sát nhau nhìn lên tinh không đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn lên chỉ tức là tối nay màn trời đen kịt trên bầu trời ít có tinh quang ngay cả vầng tàn nguyệt kia cũng bị mây đen che phủ hết thảy đều phủ lên một tầng ánh sáng mông lung hàn lập thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú nữ tử dự sát bên cạnh mình chỉ thấy trong quang ảnh u ám này gương mặt tuyệt mỹ của tử linh vẫn như cũ oánh khiết như ngọc phản xạ quang mang nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt nàng dưới ánh trăng chiếu rọi có chút mơ hồ nhưng lại có nghĩ cảm khác tử linh ga à. hàn lập nhị không được khẽ gọi một tiếng đưa tay xoa gương mặt của nàng đối với tử linh trong lòng hàn lập luôn cảm thấy ái náy bọn hắn năm đó gặp nhau quen biết cùng chung chí hướng càng giống chi kỷ vừa gặp chính là kim phong ngọc lộ vượt qua vô số chuyện nhân gian chỉ là bởi vì đủ loại duyên cớ giữa bọn hắn từ đầu đến cuối tựa như người lạ không cần phải nói gì ta có thể hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này đã đủ hài lòng tử linh không xoay người lại ánh mắt như cũ trông về thiên khung xa xôi nhẹ nhàng nói Hàn lập nghe vậy lập tức nhất miệng lộ một vòng ý cười sau một lát tử linh đưa tay kéo một cánh tay hàn lập ngáp qua sau đầu của mình lần này đi nhất định phải vạn phần cẩn thận mang ưa nhi tỷ tỷ hoàn bích không tổn hao gì về ta sẽ không đi đâu ở chỗ này một mực chờ các ngươi trở về tử linh hơi ngửa đầu ra sao nhìn về phía hàn lập nói hàn lập cúi đầu nhìn thoáng qua chôn đầu mình trong lồng ngược tử linh đột nhiên cảm giác có chút không đúng trong ấn tượng của hắn tử linh cho tới bây giờ đều là nữ tử hiên ngang lương loát ít có hành động như hôm nay ngươi có biết ta ở trong lục đạo luân hồi bàn nhìn thấy ở kiếp trước là gì không tử linh hỏi là gì hàn lập lập tức hỏi đối với vấn đề này lúc trước hắn đã muốn hỏi qua chẳng qua lúc đó trạng thái tử linh không ổn hắn mới không hỏi kỳ thật cũng không có sóng to gió lớn gian mi gì. Ngược lại, ở kiếp trước, ta bất quá là một nữ tử phàm tục nhân giới không có linh can, một kiếp làm người bất quá ngắn người trăm năm trọ nguyên. Trong một đời kia, ta một mực chờ đợi một người, từ tuổi dậy thì đợi đến 60 cổ lão, chờ cả một đời, người kia cũng không xuất hiện lại. Từ linh trận rãi nói. Nói xong, một đôi mắt sáng của nàng nhìn chăm chú hai mắt hàn lập, trong lòng hàn lập hơi rung động, mơ hồng nghe được một tiếng kêu gọi, tờ hồ là bóng người xinh xắn trong mộng nhiều năm trước kia nhưng đã nhớ không rõ diện mạo trong thoáng chốc cánh tay hắn vòng qua cổ tử linh cận thi khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của nàng thân thể tử linh khẽ run lên nhưng tiếp trao lại nới lòng rút vào trong ngực hàn lập nhìn non nó nói cho nên một kiếp này ta đã rất thỏa mãn có thể gặp lại đã không dễ kết xuống một đoạn duyên này sao còn không biết đủ chứ còn có gì tiếc nuối hàn lập nhìn lại nàng chỉ thấy trong một đôi mắt sáng hiện ra thủy quang lóe lên điểm điểm quang mang giống như hai mảnh tinh không sán lạn tinh quang đẹp đến say lòng người lúc này gió đêm bỗng nhiên dần dần nổi lên thổi đám mây kia tới che khuất một phòng ánh trăng cuối cùng toàn bộ hoàng tuyền đại trạch lâm vào hắc ám khắp nơi mơ mơ hồ hồ thăm thẳm lân hỏa trọng rãi từ các nơi mặt hồ dâng lên chiếu rọi khắp phía thành một mảnh u lục tiên lặng một lát trong bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa tí tách mưa của minh giới tự nhiên khác với tiên giới trong hạt mưa có nhiều khí tức u ám cho nên nước mưa càng hơi trầm xuống rơi vào trên người mặc dù không đến mức gây phương hại nhưng cuối cùng cũng không phải chuyện tốt hàn lập không muốn sự yên tĩnh hiếm có này bị quấy rầy vung tay lên định thổi đám mây đen kia đi tử linh đưa tay kéo cánh tay hắn lại dùng âm thanh nhỏ như mũi kêu nói ông ta trở về không đợi thêm một lúc hàn lập còn chưa dứt lời cúi đầu nhìn thấy gương mặt tử linh đã đỏ bừng lên trong nháy mắt minh bạch ý tứ nàng hắn ngừng câu chuyện một tay ôm lấy lưng nàng tay kia nhẹ nhàng xuyên qua đầu cối của nàng đến nàng đi vào hướng trong điện Đêm dần vào sâu, trên đảo giữa hồ, mây mưa gặp nhau, thanh thế dần dần lớn lên, mưa đêm, một mực rơi cả đêm, khi thì tí tách tí tách, khi thì cuồng phong tàn phá bờ bãi, gió và mưa xe lẫn chuyển miên, trong bầu trời đêm yên tĩnh vung vãi đại điện, khiến cho minh giới đêm này có chút không giống bình thường. Lúc sáng sớm, Vân Thu Vũ Hiết, hắn lập mở mắt ra, nhìn qua bên cạnh dáng người nữ tử Uyển truyền còn đang ngủ say, cùng khuôn mặt nghiêng nước như thành kia, ánh mắt thật lâu không rời đi, không biết qua bao lâu, hắn há hốc mồm muốn nói gì, nhưng lời đấy khóe miệng, lại không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc biến thành thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy, thay một thân áo xanh mới tinh, đứng bên giường ngẩn ngơ nửa ngày, rốt cuộc quay người đi đến phía cửa, trên giường. Lông mi thật dài từ linh khẽ run lên, một giọt nước mắt óng ánh theo hương mặt chậm rãi lăn xuống, lưu lại một đạo nước mắt tinh tế. Hàn Lập đi tới trước cửa, bỗng nhiên dừng lại, lần nữa nhìn về phía giường một cái, thấy Tử Linh còn đang ngủ say, cất bước đi ra. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh nến trong phòng thờ đó hơi lay động, sau đó lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Khi hắn đi vào cửa đại điện, cam cửu chân đã đợi tại đó, đã chuẩn bị xong. Hàn lập đi ra phía trước, hỏi, tử linh đâu, hôm nay không tiễn ngươi sao? Cam cửu chân nhìn sau lưng hàn lập một cái, mở miệng hỏi. Đêm qua có gì cũng đã nói. Sáng nay không cần phải nói nhiều nữa, hàn lập lắc đầu, nói. Trên mặt cam cửu chân lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng chỉ coi tử linh không nỡ chia ly không tiếp tục hỏi nữa. Cổ tay nàng chuyển động, lấy ra một lệnh bài lớn chừng bàn tay và một ngọc giản màu đen, đưa cho Hàn Lập. Bổ đề lệnh, Hàn Lập tiếp nhận vào trong tay xem xét, nghi ngờ hỏi. Long Nguyên tiên vực vốn là một trong 36 đại tiên vực, có thể thông hướng trung thổ tiên vực. Lúc này, ngươi mang theo bổ đề lệnh. Nói là tiến về trung thổ tiên vực tham gia bổ đề yến, so với bất luận thông quan văn điệp gì đều có tác dụng tốt hơn. Có thể giảm đi không ít phiền phức, cam cửu chân nói. Ngươi duy tính rất chu toàn, Hàn lập gật đầu nhẹ cổ tay chuyển một cái thu vào đều là phụ thân trước khi đi đã phân phó trong miếng ngọc giản kia ghi chép cách tiến về long uyên tiên vực cũng ghi chép một ít linh tức liên quan đến phùng thanh thủy hy vọng có thể giúp được cho người. cam cửu chân nói có những thứ này đã đủ hàn lập thoáng xem xét một chút nói nhất định phải cứu mẫu thân trở về cam cửu chân mím môi trịnh trọng giận dò biết rồi hàn lập gật đầu nhẹ nói xong hai tay của hắn bóng pháp quyết chỉ nói một câu đi, trên chín tầng trời lập tức có đạo đạo kim lôi trùng điệp rơi xuống. Sau một trận ầm rung động, thân ảnh Hà Lập đã biến mất ngay tại chỗ, không gian trước người Cam Cửu Chân vẫn còn khuấy động, ánh mắt của nàng trông về phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Xin đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1328, Phó ước, hắn đi rồi. Đang lúc Cam Cửu Chân nhìn về phía xa chân trời, bên cạnh bỗng xuất hiện cỗ chấn động, một bóng người trống rỗng hiện ra, là Luân Hồi Điện chủ, chỉ là thân hình vã có chút mông lung trong suốt. Giống như là cỗ hình chiếu phân thân, Cam Cửu Chân Yên lặng gật đầu, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Luân Hồi Điện chủ. "Ngươi cảm thấy hắn hiện giờ thế nào?" Luân Hồi Điện chủ hỏi. "Hắn hiện tại cho ta cảm giác rất đáng sợ, khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, nói như vực không đáy cũng không đủ để hình dung. Loại cảm giác này, ta chỉ cảm nhận được ở trên người của ngài. Thực lực của hắn làm sao lại biến hóa to lớn đến vậy?" Cam Cửu Chân lấy lại bình tĩnh nói. "Nếu như ta đoán không sai, hắn đã chém xong Thiện Thi." nên giờ thực lực cũng kém không nhiều so với ta luân hồi điện chủng mỉm cười nói thật chứ nói như vậy chỉ một thời gian ngắn hắn đã từ đại la trung kỳ đột phá đến hậu kỳ sao sắc mặt cam cửu chân bỗng nhiên biến đổi hắn làm sao làm được ta không quan tâm nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều trí tôn pháp tắc sở dĩ được xưng trí tôn là vì nó càng tiếp cận gần hơn với bản nguyên của thiên đạo nhất là sau khi chém xong ác ngã và thiện ngã trí tôn pháp tắc đã bắt đầu tương dung với thiên đạo nên thực lực so với lúc trước không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi pháp tắc hay thời gian pháp tắc cũng vậy, đều giống như nhau. Luân hồi điện chủ chậm rãi nói, trước đây chỉ nghe người ta nói trí tôn pháp tắc rất đặc biệt, nhưng giờ xem như mới có chút nhận biết, xem ra ta cũng phải tranh thủ mới được. Căng cửu chân hít một hơi thật sâu, rồi đám chặt nắm tay, muốn có thu hoạch thì phải bỏ ra công sức, người tu luyện trí tôn pháp tắc thì con đường tu hành càng thêm gian khổ, nhất là khi tiến vào đại la cảnh, càng thêm khó khăn muôn phần chân tiên giới này tuy rộng lớn kẻ muốn lĩnh ngộ trí tôn pháp tác càng nhiều không kể xiết nhưng được mấy người đây bởi vậy bản thân ngươi nhất định không được nóng vội ngươi có con đường riêng của chính mình lân hồi điện chủ biết rõ trong lòng cam cửu chân nghĩ gì nên nói thẳng vâng cam cửu chân ngượng ngùng đáp ngươi nếu có tâm từ hôm nay có thể đi vào phàm tục du lịch một phen Luân hồi điện chủ nói đi phàm tục du lịch cam cửu chân khẽ giật mình thiện chi đã không còn thì sao chém được tu sĩ trong lúc tu hành Thần lớn đã đánh mất phần thiện niệm vốn có thậm chí so với phàm phu tục tử còn không bằng hiểu rõ như thế nào là thiện kỳ mới bắn tên chúng đích được ngân hồi điện chủ nói một kích thâm ý cam cửu chân nghe vậy dường như có sở ngộ nhưng nhất thời cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn ý tứ trong đó nên cứ đứng ngây người làm việc thiện mà không tính toán có thể khiến thần hồn của người ta trong lúc chuyển thế đạt được chúc phúc nào đó cho dù ta có thể điều khiển lục đạo lân hồi nhưng muốn cải biến vận mệnh của những người lương thiện kia cũng không dễ dàng ngân hồi điện chủ giống như là đang nói cho chính mình nghe vâng ta đã biết phụ thân ngươi thật muốn đi phó ước cam cửu chân nhi chợt hiểu khẽ lật đầu tiếp đó tại ngẩng đầu hỏi cuộc chiến giữa chúng ta và thiên đình chắc chắn phải diễn ra mẫu thân ngươi đã bị thiên đình bắt đi cửu chân ngươi không thể lại xảy ra chuyện luân hồi điện chủ nhìn cam cửu chân bỗng trúc giọng nói như hỏa đi mấy phần ta muốn đi với người cứu mẫu thân cam cửu chân nói không được ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở chỗ này không được rời đi nửa bước, vẻ mặt luân hồi điện chủ nghiêm nghị nói. tam cửu chân lần đầu tiên thấy vẻ mặt luân hồi điện chủ như vậy, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng ánh mắt nhìn luân hồi điện chủ vẫn mang theo một tia kiên quyết. chỉ khi ngươi bình an vô sự, ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó thiên đình. chuyện của mẹ ngươi, cứ giao cho ta và hàn lập loài được. luân hồi điện chủ khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai cam cửu chân, sau đó thân hình khẽ động biến mất không thấy gì nữa. cam cửu chân nhìn hư không phía trước, há hốc mồm, đứng ngơ ngẩn tại chỗ một lúc rồi quay người bay vào chỗ sâu của cung điện long uyên tiên vực thiên hải đại lục vụ long thành long uyên tiên vực có nguồn nước dồi dào không gì sánh được toàn bộ tiên vực trên tám thành đều là biển cả mênh mông chỉ có hai thành tiên vực là lục điện, hòn đảo chi chít phân bố khắp mọi nơi thiên hải đại lục là khối đại lục lớn nhất long uyên tiên vực mà vụ long thành lại là thành trì lớn nhất của thiên hải đại lục vụ long thành xây dựng gần bờ biển vị trí địa lý phi thường thuận lợi vừa vặn ở vào điểm giao nhau của các đại lục trong thành càng là một mảnh phồn hoa toàn bộ Long Uyên Tiên vực ai cũng biết đến nơi này, nhưng mọi người đều biết nổi tiếng nhất không phải là Vũ Long Thành, mà là Vũ Long Tông. Vũ Long Tông là tông môn cực kỳ lâu đời ở Long Uyên Tiên vực, được sáng lập không biết đã bao nhiêu vạn năm, nhưng vẫn một mực độc chiếm vị trí đệ nhất của Long Uyên Tiên vực. Về sau, trong tông xuất hiện thiên tài ngàn năm có một là Phùng Thanh Thủy, càng lên như diều gặp gió, cuối cùng y đột phá cảnh giới đạo tổ, thanh danh Vũ Long Tông càng vang dội khắp cả chân tiên giới. Bây giờ Vũ Long Tông như là mặt trời giữa trưa, thực lực trong tông hùng hậu từ trên xuống dưới là cảnh tượng vui vẻ phồn vinh một chỗ quảng trường ở trung tâm vũ long thành diện tích khoảng trăm dặm có từng đội hộ vệ mặc áo lam đang đi tuần sát những người này đều là ngoại môn đệ tử của vũ long tông chuyên môn phụ trách việc giữ gìn ổn định vũ long thành không riêng vũ long thành toàn bộ thiên hải đại lục đều do vũ long tông quản lý long uyên tiên vực tiên cung cũng rất khó nhúng tay vào giữa quảng trường có một cổng chào màu lam to lớn cao vút trong mây giống như ngọn núi cao lớn màu lam ở đó trên cổng chào điêu khắc vô số đạo văn rậm rạp chằng chịt như mạng nhện bao phủ toàn bộ cổng trào từng trận đạo văn lan tràn phong xạ xuống các nơi trên quảng trường trên quảng trường có tràng chịt từng tòa trận pháp truyền tống có lớn có nhỏ chừng hơn ngàn cái mỗi một trận pháp truyền tống đều cộng hưởng cùng trận văn của cổng trào giờ phút này đều đang chiếu sáng lấp lánh những truyền tống trận này liên tông các đại tiên vực của chân tiên giới nên mỗi ngày có vô số người ra vào ánh sáng trong một tòa truyền tống trận lóe lên sau bóng người xuất hiện trong pháp trận rồi đi ra trong đó năm người đang cười nói với nhau xem ra quan hệ có chút thân mật chỉ có một nam tử mặc áo bào xanh là hơi xa cách với nhóm người oa wow. nơi này chính là vụ long thành thật sự rất tráng lệ thiên địa linh khí cũng nồng đậm như vậy so với thiên hàng tiên vực của chúng ta thì tốt hơn nhiều lắm thiếu nữ áo lam đứng trong đám người hít sâu một hơi nói đó là đương nhiên long uyên tiên vực là một trong 36 đại vực tất nhiên phải tốt hơn so với thiên hàng tiên vực thật không ủng công năm huynh muội chúng ta dốc hết tài sản để mua truyền tống phù đến đây một lão già áo đen nói tu vi của người này đã đạt đến kim tiên cảnh là người có tu vi cao nhất trong năm người đám người này là do gã cầm đầu bốn người còn lại nghe vậy mặt đều lộ vẻ vui mừng đương nhiên cũng phải đa tà hàn đạo hữu nếu không chúng ta cũng thể vong đủ chi phí truyền tống lão già áo đen nhìn nam tử mặc áo bào màu xanh cười nói hắc đạo hữu quá khách khí đôi bên cũng có lợi mà thôi truyền tống trận kia mỗi lần có thể truyền tống 6 người năm vị chịu tiếp nhận hàn mỗi đồng hành tại hạ cũng tiết kiệm được không ít tiên nguyên thạch nam tử mặc áo bào xanh cười nói hàn đạo hữu khách khí lão giả áo đen vật đầu với nam tử mặc áo bào xanh hiện giờ tiên nguyên thạch trên người chúng ta còn lại không nhiều thời gian gian khổ còn ở phía trước sau này phải thật cố gắng tranh thủ sớm ngày tìm nơi đặt chân ở chỗ này lã nói với bốn người còn lại vâng bốn người đồng thanh đáp hàn đạo hữu ngươi cũng là tán tu không bằng ở lại chỗ này với chúng ta cùng nhau hành động nhiều người cũng dễ chiếu cố lẫn nhau lão giả áo đen quay người lại nói với nam tử mặc áo bào xanh Hàn Mỗ có chuyện quan trọng khác, không thể cùng các vị đồng hành, chúc mấy vị tu luyện thuận lợi. Nam tử mặc áo bào xanh mỉm cười, sau đó chắp tay nói. Mặt của lão già áo đen lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, chắp tay với nam tử mặc áo bào xanh, rồi cùng bốn người bay vào bên trong thành. Nam tử mặc áo bào xanh không lập tức rời đi, mà đứng đó nhìn chung quanh một lượt. Tên ngoại lai like kia, quảng trường truyền tống không phải là sân nhỏ của nhà ngươi, mà tùy tiện đứng loạn tại đấy. Nhanh rời đi tên hộ vệ cao gầy ở gần đó thấy nam tử mặc áo bào xanh đứng yên tưởng rằng hắn bị tình cảnh trong thành trấn nhiếp nên âm trầm đắc ý sau đó lạnh lùng quát nam tử mặc áo bào xanh dường như không nghe thấy cứ đứng im bất động mặt hộ vệ cao gầy trầm xuống một tên tiểu tán tu của tiểu tiên vực mà cũng dám không nhìn y là môn hạ của vụ long tông đang muốn đi qua đuổi đi và trừng trị tên kia một phen như khi hộ vệ cao gầy tới vần đối phương người trượng vốn đang nổi giận đùng đùng nhưng bước chân bỗng dừng lại trên mặt lộ nét cổ quái nam tử mặc áo bào xanh rõ ràng đứng ở nơi đó không làm gì cả nhưng khi tới gần đối phương thần hồn vã bỗng nhiên run rẩy càng tới gần thần hồn rung động càng dữ dội nam tử mặc áo bào xanh này chính là hàn lập hắn từ u minh giới trở về hắc phong hải vực sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đến long uyên tiên vực này thần thức hắn giờ phút này đang khách tán ra do xét tình huống nơi đây diện tích long uyên tiên vực quá lớn hơn xa hạc cương tiên vực với thần thức hiện giờ của hàn lập cũng không thể bao phủ hoàn toàn chỉ có thể dò xét gần phân nửa tiên vực nhưng hắn đang ở thiên hải đại lục nên thần thức có thể bao phủ toàn bộ nơi đây mọi việc của vụ long tông cũng rõ ràng trong tầm mắt nhưng ngay sau đó hắn khẽ cao mày không chỉ nam cung uyển ngay cả khí tức của phùng thanh thủy cũng không thể cảm ứng được nam cung uyển không cần phải nói là hắn quen thuộc nhất còn phùng thanh thủy mặc dù là đạo tổ tôn sư cao quý nhưng sao có thể giấu giếm được chính mình do rét phải biết rằng hiện tại hắn đang tiêu hao lực lượng thần hồn đời đời kiếp sau để đạt được luyện thần thuật tầng thứ bảy chắc là tình báo của cửu chân không chính xác trong lòng hàn lập suy đoán trong ngâm một chút rồi quay người nhìn tên hộ vệ cách đó không xa trong đôi mắt nổi lên đạo quang mang mông lung ánh mắt của hộ vệ cao gầy lập tức trở nên bê ly sau đó vô số ký ức quanh cảnh nổi lên trên đồng tử của gã thinh linh là tất cả quá khứ từ nhỏ đến lớn vô cùng nhanh chóng lấp lóe thời gian du ngoạn khắp chân tiên giới lúc trước khiến kiến thức hắn vô cùng phong phú nhìn thấy đủ điều hàn lập hiện giờ khống chế luyện thần thuật càng thêm trôi chảy nên dò xét ký ức của một tu sĩ thái ất cảnh tự nhiên dễ như trở bàn tay tấn bản không cần sư hồn một cách bá đạo nữa hàn lập rất nhanh dò xét xong ký ức của người này mặc dù không nhiều nhưng cuối cùng cũng tìm hiểu được một chút tin tức về vụ long tông thân ảnh hắn nháng một cái biến mất ngay tại chỗ nơi ra quang mang beryl trong mắt hộ vệ cao gầy lập tức biến mất giật mình một cái tỉnh lại ta chuyện gì vừa xảy ra hộ vệ cao gầy nhăn mày lại cảm giác như trong đầu mình thiếu thứ gì đó lã đưa tay vãi gãi đầu nhìn lại chung quanh nhưng rất nhanh liền lắc đầu trong miệng lẩm bẩm vài câu sau đó tiếp tục đi tuần tra quảng trường, chương 1329, một kích thành công. Trong vụ Long tông. Tại một vị trí ưu tĩnh bên ngoài một tòa đại điện, hư không khẽ động, thân ảnh Hàn Lập nổi lên, mai cửa đại điện, hai vệ sĩ mặc chiến giáp màu lam đứng hai bên tả hữu, khi tức trên thân cường đại, đã đạt đến thái ất cảnh hậu kỳ, hai người nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập trống rỗng xuất hiện, mặt biến sắc, đang muốn hô to lên. Hàn Lập quét nhìn hai người một cái, trong mắt ẩn ẩn có chút ánh sáng hiện lên thân hình hai vệ sĩ thái ất cảnh hậu kỳ lập tức cứng ngắc bất động phảng phất biến thành hai pho tượng hàn lập không tiếp tục để ý hai người nhìn về phía cung điện đóng chặt phía trước đại môn cung điện đóng chặt phía trên chớp động một tầng lam quang mông lung hiển nhiên có bảy cấm chế cực kỳ lợi hại hai mắt hàn lập đánh giá trên dưới đại môn cung điện sau đó quay người nhìn về phía nơi ra vung tay áo lên 72 đạo lôi quang màu vàng thật nhỏ từ trong tay áo hắn bắn ra trong nháy mắt chui vào hư không không thấy bóng dáng trong hư không mấy trăm dặm trung quan thiên hải đại lục bỗng lóe lên lôi quang, 72 chuôi lôi kiếm màu vàng nổi lên, hình thành một vòng vây to lớn hình tròn, bao phủ toàn bộ thiên hải đại lục vào trong. Từng đạo hồ quang điện màu vàng từ trên lôi kiếm nở rộ ra, đồng thời xen lẫn vào nhau, trong nháy mắt hình thành một chiếc lồng lôi võng màu vàng, bao phủ toàn bộ đại lục vào trong đó. Bất quá lôi võng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Man trời trên không đại lục xuất hiện từng đoàn từng đoàn mây đen càng lâu càng dày bộ dạng bão tố sắp đến tu sĩ các nơi trên đại lục rất nhanh chú ý tới biến hóa trên bầu trời nhưng cũng không để trong lòng lau uyên tên vực thủy khí nồng động, mưa to gió lớn là chuyện rất bình thường làm xong những thứ này thân hình hàn lập liền động hóa thành một đạo kim quang bắn tới trên cửa chính cấm chế trên cửa lập tức đại phóng vô số lam quang hiển hiện giống như sóng cả ý đồ ngăn cản kim quang xâm nhập nhưng kim quang kia không dừng lại chút nào trong nháy mắt xuyên thủng lam quang chui vào trong đại môn phía trong cung điện một lão giả khuôn mặt về gò thân hình tiều tụy đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn đỉnh đầu lão giả quanh quẩn lam quang ngư tụ thành một đóa hoa màu xanh lam lớn gần trượng chuyển động quay tròn phát ra trận trận thanh âm phản âm thanh minh từng mảnh từng mảnh cánh hoa màu lam từ trên đóa hoa bay ra ngoài chớp động du tàu khắp nơi trong điện càng tàn mát ra một mùi thơm kỳ lạ lão giả bỗng nhiên mở mắt ra nhìn lại ngoài điện đang muốn đứng dậy kim quang lóe lên một bóng người đã xuất hiện ở trong điện chính là hàn lập lão giả phản ứng thần tốc thân thể nhảy lên một cái, quay người đại thịnh màu lam, khi tức bành trướng ra không gì sánh được, thì lình đặt đến đại la đỉnh phong. Một tiếng gào rõ to hùng hồn từ thể nội lão truyền ra, lam quang lóe lên, một đầu long ảnh màu lam lớn ngàn triệu xuất hiện quanh người lão giả long ảnh vừa xuất hiện, thân thể lão giả vốn già nua giống như cỏ khô héo gặp được thuốc tiên, cơ bắp khô quắt sắc sắc bành trướng ra. Tóc hoa dâm trong nháy mắt trở nên đanh bóng, làn da cũng trắng muốt như ngọc, trong nháy mắt cả người nhìn trẻ hơn 50 tuổi, khí tức tán phát ra lập tức biến đổi, trở nên cuồng dã không gì sánh được phảng phất một đầu chiến long hô khứa thiên địa tay áo lão giả vung lên một quyền đánh về phía hàn lập một cỗ quyền kinh hùng hồn không gì sánh được đánh về phía hàn lập long ảnh màu lam quanh người lão cũng theo quyền kinh bắn ra nhau về phía hắn hư không trong điện răng giáp một tiếng đều dạn nứt hiện ra vô số vết dạn nhưng không triệt để bạo liệt ra như một trang giấy phủ kín vết dạn hết lần này tới lần khác lại không vỡ vụng, miễn cưỡng dính liền cùng một chỗ ngay lúc lão già đánh ra một quyền công chế khắc vũ long tông đều vận chuyển hào quang tỏa sáng toàn bộ tông môn bị lang quang trùng thiên vây quanh phảng phất một mảnh quang hải màu lam trói lọi chỉ một thoáng phương viên mấy trăm vạn dạng thiên điện nguyên khí cuồn cuộn tụng đến dung nhập vào trong quang hải màu lam sau đó tất cả cấm chế chi lực trong nháy mắt hội tụ đến đại điện nơi đây bốn vách tường đại điện tỏa ra thủy quang màu lam mãnh liệt huyền ảo thâm thúy càng có trận trận rượu âm truyền ra phảng phất âm nhạc kỳ diệu đến từ thái cổ rầm rầm vô số thủy quang màu lam từ trong vách tường bắn ra như ba đảo thủy chiều mãnh liệt phô thiên cái địa cuốn tới hàn lập uy thế so với một quyền khi nãy của lão giả còn lớn hơn nhiều hết thảy trong đại điện đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng phảng phất trong nháy mắt đã na di đến ức vạn trượng dưới đáy biển làm cho không người nào có thể động đậy mảy may hết thảy nói thì phức tạp kỳ thật phát sinh trong chớp mắt mà thôi hàn lập cảm ứng được tình huống bên ngoài nhíu mày lập tức lại giãn ra tùy ý đưa tay đánh một kích vào hư không trong hư không lóe lên kim quang một nắm đấm to lớn ngưng tụ thành hình đảo một cái ra không có bất kỳ dị tượng kinh người nào hư không cũng không ba động mảy may nhưng mà quyền kình bay vụt đến lao ảnh lam quang đều dừng lại ở nơi đó sau đó dễ như trở bàn tay sụp đổ vỡ vụng sắc mặt lão già kinh hãi quay người tính bỏ chạy ra phía ngoài nhưng quyền ảnh màu vàng kia lại càng nhanh trong nháy mắt lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu lão già hoa quyền thành trưởng vỗ xuống lão già cuồng hống một tiếng toàn thân đại phóng lam quang hai tay nâng lên đỡ phía trên Tông ông ầm một tiếng to lớn trầm độc toàn bộ cung điện kịch liệt lắc lư một nửa thân thể lão già bị nện chui vào mặt đất thân thể lại biến trở về bộ dáng tiêu tụy trước đó trong miệng cuồng phun máu tươi nhìn chỉ còn nửa cái mạng một ngón tay trống rỗng xuất hiện trước người lão già giống như hơi hợt điểm vào trên trán của lão mấy đạo xiềng xích óng ánh từ đầu ngón tay hắn bắn ra chui vào mi tâm lão toàn thân lão già lập tức cứng ngắc hai mắt cũng biến thành trống rỗng vô thần thân ảnh hàn lập xuất hiện trước người lão già một tay kéo lão từ dưới đất lên sau đó thân ảnh ngáng một cái biến mất không thấy gì nữa sóng nước màu lam trong điện chậm chậm tán đi hương không vỡ vụn cũng chậm rãi lấp đầy vào thời khắc này ba đạo động quang mãnh liệt rơi ở ngoài điện hiện ra ba bóng người một nam tử trung niên cao lớn một thiếu phụ mặc lam bào còn có một người chỉ cao ba thước là một đồng tử nhỏ bé khi tức trên thân ba người to lớn đều là tồn tại đại la trung niên nam tử cao lớn và thiếu phụ mặc lam bào là đại la trung kỳ đồng tử kia càng cao hơn một bước Đạt đến đại la hậu kỳ hai vệ sĩ lam giáp ngoài điện kia vẫn hôn mê ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cái cảnh này, sắc mặt ba người đều trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Trưởng môn, đã xảy ra chuyện gì? Ba người liếc nhau. Sau đó trung niên nam tử cao lớn hô vào hướng trong điện. Trong đại điện không ai trả lời. Bên trong chỉ sợ đã xảy ra chuyện, vào xem. Thiêu phụ mặc lam bảo trầm giọng nói. Hai người kia cũng không ý kiến, bấm niệm pháp quyết phá giải cống chế trên đại điện. Tiên khí mở ra cấm chế đại điện mặc dù trong tay trưởng môn, bất quá không có vật kia, cũng không có nghĩa là không cách nào mở ra, ba người hợp lực rất nhanh liền phá vỡ cấm chế trên đại môn tiến vào trong điện trong đại điện mặt đất bửa bụng thân ảnh trường môn biến mất vô tung trên mặt đất còn có một vũng máu trung niên nam tử cao lớn dùng ngón tay dính một ít máu tươi thân thức dò xét một chút đoán được chủ nhân vết máu không ổn nhìn tình hình này trường môn có khả năng bị người trọng thương bắt đi nam tử trung niên khẽ thở một hơi lạnh giọng nói mấy người khác mặc dù đã sớm dự cảm nghe lời này sắc mặt đều trầm xuống thực lực trưởng môn đã đạt đến đại la đỉnh phong người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy kích thương bắt đi chẳng lẽ là thiếu phụ mạc lam bảo nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút khó coi nói không sai nếu như là tồn tại đại la đúng là không người nào có thể làm được nhưng nếu là đạo tổ xuất thủ thì chưa hẳn đồng tử đột nhiên mở miệng thanh âm thanh thúy lại lộ ra một cỗ cảm giác dị thường già nua hẳn là sẽ không chứ tồn tại đạo tổ có địa vị đáng tôn dùng cỡ nào sao lại tự hạ thân phận tới đối phó tu sĩ đại la chúng ta? Trung niên nam tử cao lớn cười lớn một tiếng rồi nói, nhưng thanh âm không tự chủ giảm thấp xuống mấy phần, tựa hồ sợ bị người nghe được. Tình thế trên tiên giới bây giờ đã loạn, rất nhiều chuyện tốt nhất đừng dựa theo ý nghĩ trước kia mà suy đoán, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Đồng tử tiếp tục nói, cơ trưởng lão, vậy theo ý kiến của ngươi, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trung niên nam tử cao lớn nhìn về phía đồng tử, hỏi. Thiếu phụ mặc lam bào cũng nhìn lại sự tinh trường môn mất tích tám chín phần mười liên quan đến đạo tổ đã không phải là thứ chúng ta có thể xử lý thông chi cho lão tổ đi đồng tử đề nghị trung niên nam tử ca lớn và thiếu phụ mặc lam bào nghe vậy nhìn nhau một chút ngật vật đầu trong hư không loạn lưu một đoàn kim quang gần mẫu trôi nổi tại đây hình như cái trứng khổng lồ không nhìn thấy tình huống bên trong trong kim quang là một không gian hoàn toàn thực chất hóa diện tích lại không như bên ngoài nhìn thấy vần mẫu mà chừng hơn 10 dặm sông núi cỏ cây đều có trưởng môn vụ long tông bị đặt trên mặt đất bàn tay hàn lập đặt trên đầu của lão lòng bàn tay chớp động u quang thi triển sư hồn thuật u quang chớp động càng ngày càng sáng phát ra trận trận thanh âm giống như quỷ khiếu lông mày hàn lập hơi nhíu lên thân hồn trưởng môn vụ long tông có chút cổ quái tựa hồ tu luyện một loại bí thuật tất cả ký ức hình ảnh trong thần hồn ngưng tụ thành một điểm hình thành một phong ấn kỳ lạ mà phong ấn này và thần hồn trưởng môn Vũ long tông lại kết nối chặt chẽ với nhau phi thường không ổn định hơi chút cưỡng ép dò rét thần hồn người này sẽ lập tức tự bạo hàn lập lộ vẻ do dự rất nhanh thu hồi thủ trưởng đưa tay vỗ mấy cái lên người trưởng môn vụ long tông phong ấn tu vi đối phương sau đó điểm một cái lên mi tâm lão mấy đạo xỉu xích cóng ánh từ mi tâm trưởng môn vụ long tông bay ra chui vào thể nội hàn lập trưởng môn vụ long tông từ mê mang tỉnh lại hai mắt nhìn quanh cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người hàn lập mở miệng hỏi tiền bối là vị đạo tổ nào chẳng biết tại sao lại tự hạ thân phận bắt tại hạ tới đây Dương Sơn trưởng môn không cần đề phòng như vậy, hàn Mỗ đem các hạ đến, cũng không phải là muốn tính mạng của ngươi, chỉ là muốn nghe ngóng từ ngươi một ít chuyện, chờ ta làm xong, sẽ thả ngươi rời đi. Hàn lập nhìn thần sát trưởng môn vụ long tông, khẽ cười một tiếng rồi nói. Dương Sơn trưởng môn nghe lời này, mắt lộ vẻ kinh ngạc, suy tính thật lâu, đột nhiên nhắm mắt lại, các hạ đây là cự tuyệt hợp tác với ta sao? Đôi lông mày hàn lập khẽ động, hỏi, không sai, ta mặc dù không biết tiền bối là người phương nào bất quá đừng mơ tưởng dựa vào ta hỏi bất luận cái gì liên quan đến lão tổ muốn chém giết muốn dốc thịt cứ làng dương sơn trường môn lạnh giọng quát thật đúng là trung tâm với chủ ngươi như ngươi ta vẫn rất thưởng thức chỉ là sự tình ta muốn biết cũng rất trọng yếu nhất định phải biết nếu đã không còn cách nào xin mời các hạ nếm chút khổ sơ hắn lập từ Tồn nói cũng không vì dương sơ trưởng môn cự tuyệt hợp tác mà tức giận muốn cưỡng tép sư hồn thì tới đi trong hồn phách của ta lão tổ đã tự tay thiết hạ cửu long phong ấn dù các hạ là đạo tổ nhiều nhất là để cho ta hồn phi phách táng mơ tưởng do xét trí nhớ của ta dương sơn Trường môn cười lạnh nói Ngươi lai like phong ấn kia là phùng thanh thủy tự tay bày ra chập chập xác thực rất xảo diệu có thể phòng ngừa đại đa số đạo tổ tiến hành sư hồn ngươi nhưng đáng tiếc không đủ ngươi lại lập ta Hàn lập cười nhạt một tiếng xin đừng quên đăng ký kinh nhé chương một nghìn tìm đến tận cửa nghe hàn lập nói vậy hai hàng lông mày dương sơn Trường môn khẽ động ngay sau đó khôi phục như thường khóe miệng lộ ra một tia trào phúng hiển nhiên cho là hàn lập hư phóng của ngôn phong ấn cửu long trên người các hạ ký ức và thần hồn tương liên với nhau rất chặt chẽ hơn nữa trong phong ấn có chín cỗ lực lượng khác nhau chỉ cần có chút mọi lực thâm nhập lập tức sẽ xung đột nổ tung chật chật thật khiến người ta không thể nào đụng tay hàn lập vừa cười vừa nói hai mắt dương sơn trường môn nhắm miền nghe đến đây khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh chỉ có điều phong ấn cửu long này cùng cộng hưởng với lực lượng thần hồn của các hạ nếu như lực lượng thần hồn các hạ yếu đi lực lượng phong ấn này cũng sẽ yếu theo ví dụ như thần hồn các hạ biến thành cấp kim tiên giải quyết phong ấn cửu long cũng dễ như trở bàn tay cho dù bạo liệt cũng có thể tùy tiện ngăn chặn hắn lập ngừng một chút sau đó lại nói dương sơn trưởng môn bỗng nhiên mở mắt ra tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt lóe lên một tia bất an hàn lập không nói gì nữa một tay nhấc lên bấn niệm pháp quyết điểm một cái năm đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra một đạo mãnh liệt như hỏa một đạo ôn thuận như thủy, một đạo thuần pháp như thổ, một đạo tràn chế như mộc, đạo còn lại thì sắc bén như kim. Mỗi một đạo kim quang đều tản mát ra một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Năm đạo kim quang rơi xuống quanh người Dương Sơn trưởng môn, quay tích một vòng, sau đó nối đuôi nhau quấn quanh người gã, tạo thành một màn sáng màu vàng, bao phủ gã vào bên trong. Quang ảnh hoa vân các loại như ngọn lửa, dòng nước, đất cát, cây cối, kim luân lần lượt thay nhau lóe lên ở trên màn sáng. Năm cỗ lực lượng thời gian pháp tắc dung hợp hoàn mỹ, cấp tốc vận chuyển kim quang linh vực chung quanh cũng chớp động chậm rãi vận hành thời gian trôi qua xung quanh dương sơn trưởng môn bỗng nhiên phát sinh cực biến lã phát ra tiếng kêu thống khổ khi tức nhanh chóng giảm xuống đại la hậu kỳ đại la trung kỳ đại la sơ kỳ thái ất hậu kỳ thái ất trung kỳ trong nháy mắt tu vi dương sơn trưởng môn lập tức từ cảnh giới đại la đỉnh phong hạ xuống cấp độ kim tiên đây cũng không phải là tu vi giảm xuống bình thường mà là tất cả lực lượng pháp tắc số lượng tiên khiếu lực lượng thần hồn đều hạ xuống cấp độ kim tiên mối quay về tu vi trước đó nhất định phải khổ tu lại một lần nữa màn dáng màu vàng quanh người dương sơn trưởng môn chập chờn mấy lần lẽ lên biến mất ngươi ngươi đã làm gì ta lão giả cảm nhận được biến hóa trên thân thể kinh hãi gần chết hồ lớn lập tức trong mắt giã hiện lên một tia kiên quyết lực lượng thần hồn trong đầu chấn động kịch liệt đang muốn tự bạo thần hồn nhưng với tu vi bây giờ của gã tốc độ thi pháp thực sự quá trọng trong nháy mắt đại thủ của hàn lập đã đặt lên đầu dương sơn trưởng môn hồn lực vô cùng cường đại của tới tùy tiện áp chế hết thảy cử động của dương sơn Trường môn sắc mặt hàn lập như thường dựa vào tu vi của hắn bây giờ thi triển thần thông ngũ hành huyễn thế quyết không còn khó khăn như trước mà đã lâu hỏa thuần thanh lực lượng thần hồn của dương sơn trưởng môn cũng hạ xuống cấp độ kim tiên nên phong ấn cửu long trong đó căn bản không ăn được hắn sư hồn từng cỗ từng cỗ u quang thẩm thấu vào trong đầu dương sơn trưởng môn rất nhanh phá vỡ phong ấn cửu long do xét trí nhớ đối phương vũ long bí cảnh thì ra ở chỗ này sớm biết như thế ngươi sao lại phải khổ hai hàng lông mày hàn lập nhướng lên khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh thu tay về mà hai mắt dương sơn trưởng môn đã nhắm dĩ nhiên đã hôn mê hàn lập phất tay phát ra một cỗ kinh quang cuối qua thân thể dương sơn trưởng môn dương sơn trưởng môn lập tức biến mất không còn tam tích thân hình hàn lập cũng ngáng một cái rồi biến mất một sơn cốc sâu trong vụ long tông ba đạo động quang từ trên trời giáng xuống hạ xuống cốc đó là ba người trung niên nam tử cao lớn thiếu phụ mạc lam bảo và đồng tử họ cơ cuối sơn cốc có một cửa đá phổ thông ba người đi tới trước cửa quỳ lại trên mặt đất đồng tử họ cơ lấy ra một dây hương sau khi đốt một đám khói mù màu lam từ từ bay ra chậm rãi thẩm thấu vào trong cửa đá phía sau cánh cửa đá là một thế giới khác khắp nơi là một vùng biển minh mông sâu không thấy đáy một vầng mặt trời màu lam lơ lửng ở trên bầu trời tản mát ra hào quang màu lam chiếu xạ xuống mặt nước chi 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 mặt nước lập tức bốc lên vô số sương mù màu lam tựa hồ như bị bốc hơi vậy. Khắp nơi trên mặt biển đều là hơi nước cuồn cuộn, dưới mặt biển thỉnh thoảng cũng ngợn lên từng đợt sóng lớn, lộ ra cái đuôi lớn, hoặc cũng có thể là cái móng vuốt lớn, một thạch động nằm sâu dưới đáy biển, không gian nơi này phi thường lớn, vô số quái thạch lởm chởm nối liền nhau hình thành một mảnh rừng đá, trong rừng đá, vô số hài cốt khổng lồ, lớn thì chừng vạn trượng, nhỏ nhất thì cũng cỡ mấy trăm trượng. Chi chít dày đặc, đếm không xỉ, đang nằm lẳng lặng ở đó. Những hài cốt này mặc dù đã vẫn lạc, nhưng vẫn tản mát ra một loại khí tức vô cùng cuồng ngạo như đang nhìn xuống ngàn vạn sinh linh nhỏ bé đây toàn là xương cỗ rồng nơi đây dường như là quần long trì mộ trong thạch động trên một tảng đá lớn màu lang một lão giả già trên 80 tuổi râu tóc bạc phơ đang khoanh chân ngồi đúng là phùng thanh thủy mắt lão nhìn về phía trước ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì không biết qua bao lâu thân hình phùng thanh thủy bỗng nhiên khẽ động bàn tay bỗng nắm vào hư không phía trước một cái lập tức một mảnh sương mù màu lam nổi lên ở ngay phía trước, nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một vòng xoáy màu lam. Bái kiến lão tổ, ba thanh âm từ bên trong truyền ra, chính là ba người đồng tử họ Cơ. Có chuyện gì lại khiến cho ba người các ngươi cùng nhau đến đây cầu kiến? Thung Thanh Thủy mờ miệng, nhàn nhạt nói: "Lão tổ, chúng ta vốn không nên quấy rầy ngài thanh tu, chỉ là trưởng môn đột nhiên biến mất trong môn, tựa hồ đã bị ai đó bắt đi. Treo vết tích hiện trường để lại, rất có thể là đạo tổ xuất thủ, chúng ta bất lực." đành phải đến đây xin lão tổ giúp đỡ. Đồng tử họ cơ nói ra, ta, lại có việc này, các ngươi nói rõ những gì các ngươi thấy cho ta nghe. Phung Thanh Thủy nghe thấy vậy, hai hàng lông mày khẽ động, đồng tử họ cơ đáp ứng một tiếng, sau đó cẩn thận kể lại một lượt tình huống thấy trước đó, từng giờ từng phút cũng không bỏ sót. Dương Sơn khởi động từ khí kinh đào trận cũng không thể tránh thoát kiếp này, bị đối phương vô thanh vô tức bắt đi. Hơn vân nửa chính là đạo tổ xuất thủ, Phung Thanh Thủy chậm rãi nói ra, ánh mắt của lão nặng trĩu, Dương Sơn bị bắt đi ngược lại là không hề gì. Vấn đề là lão vậy mà không phát giác được việc này. Tuy nói mình thân ở trong vụ long bí cảnh, hơn nữa lúc nãy tâm tư cũng không chăm chú cân nhắc sự tình gì khác. Nếu bên ngoài có đạo tổ xuất thủ, đáng ra lão phải cảm ứng được mới phải. Việc này thác ngươi không cần phải xen vào nữa, ta tự sẽ tra ra. Phùng Thanh Thủy im lặng một chút, phân phò nói ra. Không cần tra xét. Dương Sơn trưởng môn của các ngươi đang nằm trong tay ta. Một thanh âm hùng vĩ đột nhiên vang vọng, cắt lời Phùng Thanh Thủy, chưa dứt lời vũ long bí cảnh đột nhiên rung động kịch liệt một đạo kim quang vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống xuyên thủng mặt biển lẫn thạch động rơi xuống không xa trước người phùng thanh thủy chấn vỡ nát tòng xoáy sương mù màu lam kia khi ba người đồng tử họ cơ nghe được dị động đang muốn mở miệng hỏi cũng theo đó mà im bặt phùng thanh thủy hơi biến sắc bay ngược về phía sau đồng thời từng cỗ từng cỗ sương mù màu trắng tôn ra từ trong người lão quấn ở chung quanh thân hình lão lập tức mơ hồ không rõ giống như huyễn ảnh sương mù vậy kim quang từ trên trời giáng xuống nhanh chóng tản đi hiển lộ ra thân ảnh một nam tử mặc thanh bảo phùng thanh thủy nhìn nam tử mang thanh bào đột nhiên xuất hiện ma rụt van tìm kiếm trong trí nhớ về tư liệu đám đạo tổ kia cũng không có người nào như vậy tu vi đến loại cảnh giới này như lão mấy chuyện nhỏ nhạt như huyễn hóa dung mạo tự nhiên liếc qua là có thể khám phá nhưng người trước mắt này lại sử dụng dung mạo vốn có chỉ là người này nhìn hơi quen mắt tựa hồ trước kia đã gặp qua ở nơi nào hàn lập không để ý đến phùng thanh thủy thần thức sớm đã khuếch tán ra Diện tích Vụ Long Bí Cảnh cũng không lớn, thân thức của hắn có thể bao phủ toàn bộ. Nơi đây, dưới đáy biển sâu vô tận, từng con từng con cự long bơi lượn. Bất ngờ đều là long tộc vô cùng thuần túy, không ít long tộc có tu vi bất phàm, có đến hơn 10 vị đại la cảnh, mà ở trong thạch động dưới đáy biển, càng có vô số xương cốt rồng. Vụ Long Bí Cảnh này, quả thực có thể nói là sao huyệt của long tộc. Đám long tộc này tuy rằng kinh người, bất quá thứ Hàn Lập muốn tìm không phải là những thứ này, Thân đức hắn tìm kiếm trong bí cảnh đến từng tấc một rất nhanh sắc mặt trầm xuống là ngươi vào thời khắc này một tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến sắc mặt phùng thanh thủy bừng tỉnh mắt nhìn chằm chằm hàn lập cuối cùng lão cũng nhớ ra đã gặp qua hàn lập ở nơi nào đó là nhiều năm trước kia khi lão phụng mệnh tiến về cửu ú vực ở hôi giới lôi cáo âm thử toàn có mấy tên tiểu tử kỳ quái xâm nhập cửu ú thành một người trong số đó chính là hàn lập chỉ là khi đó tu vi người này yếu ớt nếu mang máng là vẫn chưa tới thái ất cảnh thế mà bây giờ mới qua bấy nhiêu năm tu vi người này vậy mà đạt đến cảnh giới như vậy ngay cả phùng thanh thủy cũng nhỉ không thấu hẳn là người này năm đó cố ý giấu giếm thực lực năm đó người này cùng với một ma tộc khác biến mất rất là quỷ dị vốn cho là đại năng ma tộc cứu giúp bây giờ xem ra có lẽ là người này âm trầm gây nên phùng thanh thủy âm thầm suy đoán đúng là người bắt ửa nhi hắn lập dương mắt nhìn về phía phùng thanh thủy ánh mắt u lãnh trước khi tới nơi này hắn đã thông qua luân hồi điện tìm được hình ảnh phùng thanh thủy biết lão chính là đạo tổ mà năm đó ở hôi giới từng gặp mặt qua, cho nên cũng không kinh ngạc. Lão phu cũng không rõ, ngươi thắc hạ nói tới là ai. Nhìn tu vi của ngươi còn ở cảnh giới đại la đỉnh phong, khi tức lại đặt đến đạo tổ cảnh, tại sao lại bắt trưởng môn phái ta? Phùng Thanh Thủy giật mình, khôi phục bình tĩnh, lông mày trắng dương lên hỏi. Phùng đạo hữu chính là đạo tổ, mình đã làm gì mà còn không biết, hà tất biết rõ còn hỏi. Hàn lập cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết điểm ra, một đàn kim quang hiển hiện trước người, Bên trong hiện ra thân ảnh nam cung uyển, ánh mắt Phùng Thanh Thủy lóe lên một cái, khoái miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không lên tiếng. Các hạ thừa nhận là tốt rồi, giam nàng ra đây. Ta sẽ thả trường môn của các ngươi rồi lập tức xoay người rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí." Hàn Lập trùng điệp hừ lạnh một tiếng, "Ha ha, thật sự là không biết qua bao nhiêu năm, chưa có người nào dám nói chuyện như vậy trước mặt lão phu. Nữ từ kia đúng là do ta bắt, bất quá là phụng mệnh Thiên Đình, hiện tại đã giao cho Thiên Đình rồi." Phùng Thanh Thủy nhàn nhạt nói, Hàn Lập sớm đã phỏng đoán chuyện này, nghe vậy, sắc mặt vẫn hơi trắng lên, tại sao Thiên Đình lại muốn bắt nàng? Hàn Lập hít sâu một hơi, cưỡng chế lãnh quang trong mắt, trầm giọng hỏi, ta đây cũng không biết, ta cũng chỉ làm nghe lệnh làm việc, về phần nguyên nhân, phía trên cũng không nói rõ. Thần Tình Phùng Thanh Thủy có chút cổ quái, tựa hồ đang dò xét Hàn Lập, đáp lời, xin đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1331, Đại đạo chi tranh. Đã vậy thì ngươi cũng nên trả giá thật đắt, vì tất cả những gì ngươi đã gây ra lãnh mang trong mắt hàn lập đại thịnh y phục trên người hắn căng phồng phấp phới không gió tự bay tầm một tiếng thân thể hàn lập nở rộ kim quang mút trời cần đỉnh động quật bị phá tung một kích đơn giản lực lượng pháp tắc thời gian đương theo kim quang bùng phát mà ồ ạt tôn trào pháp tắc thời gian phùng thanh thủy kinh hãi thốt lên gấp rút bắn ngược về phía sau nhanh như điện dẹt đồng thời hai ông tay lão lão lập tức phóng ra hư không trước mặt phùng thanh thủy ù ù một hồi vô số quang ti màu lam rậm rạp trang chi thi nhau xuất hiện điện hồ màu thúy lam chớp động liên hồi tàn phát khí thế kinh người thoạt nhìn chẳng khác nào một mảnh hải dương màu lam đang phô thiên cái địa cuốn về phía hàn lập nhưng hàn lập thấy vậy chỉ cười khẩy kim quang quanh thân hắn chấn động kịch kiệt trong nháy mắt thân hình hàn lập hóa thành một đạo cầu vòng vàng rực lập tức biến mất vô ảnh vô tung chỉ để lại vài đạo tàn ảnh tốc độ quả thực nhanh đến bất khả tư nghị hư không sau lưng phùng thanh thì run rẩy một chút cầu vòng kim sắc thình lình hiện ra sau đó lóe lên một cái lại hóa thành thân thể hàn lập đống quang ti màu lam kia vừa chạm phải kim quang liền đứt rãy đỉnh đầu phùng thanh thủy chật nước toác tích nước kéo dài đến tận chân thân thể lão lập tức phân thành hai nửa phóc một tiếng vang cực nhỏ hai mảnh thân thể phùng thanh thủy đổ sập xuống nhưng không có lấy một chút máu tươi nay sau đó hai nửa cái xác đồng loạt nổ ầm một tiếng bạo liệt phân giải trung hóa thành hai mảnh thủy vụ màu lam cấp tốc bay vọt ra xa, xa sau đó mới dung hợp thành một lam quang lóe lên thân hình phùng thanh thủy một lần nữa xuất hiện tuy nhiên sắc mặt lão đã có chút trắng bịch nhưng lão chỉ cần điều tức vài hơi thở đã khôi phục như cũ các hạ rốt cuộc là ai loại lực lượng pháp tắc thời gian này ngươi là dư nghiệt chân ngôn môn phùng thanh thủy nghiêm nghị quát lớn rất thông minh nhưng xưa nay những người quá mức thông minh thường không sống được lâu hàn lập giữa cợt hắn vừa nói vừa vận công chẳng hề có ý dây dưa kim quang trên người hàn lập một lần nữa đại thịnh linh vực cũng được triển khai trong nháy mắt lập tức chụp xuống đầu phùng thanh thủy bên trong linh vực chân ngôn bảo luân hiện đang lơ lửng trên cao liền hóa thành mặt trăng tròn vành vạnh cấp tốc xoay vần tàn phát vô số ba động thời gian màu vàng tràn ngập không gian nơi đây thân hình phùng thanh thủy lập tức cứng đờ giống như bị đóng băng tại chỗ ánh mắt hàn lập vô cùng lạnh lẽo một quyền hùng hồn đột ngột phóng xuất năm luồng lực lượng pháp tắc thời gian ồ ạt tôn trào sau đó ngưng tụ ở một chỗ nhưng cỗ lực lượng này lại không hóa thành năm loại vật phẩm ngũ hành huyễn thế như trước mà hóa thành một nắm đấm rực rỡ kim quang như lưu tinh dáng lên thân mình phùng thanh thủy năm loại lực lượng pháp tắc thời gian ti dung đột lẫn nhau vô cùng kịch liệt nhưng không hề có dấu hiệu phân tán một quyền này của hàn lập mang theo lực lượng cực kỳ cuồng bạo tựa hồ vô kiên bất phá đây là một loại thần thông mới do hàn lập sáng tạo nên sau khi lĩnh ngộ được sự thâm ảo của pháp tắc thời gian được hắn xưng là đại ngũ hành diệt tuyệt ông một tiếng nổ cực lớn thân thể phùng thanh thủy lập tức bị đánh nát bấy hóa thành huyết vũ đầy trời không chỉ có thế phạm vi với đường kính mấy trăm vạn dặm lấy phùng thanh thủy làm trung tâm triệt để hóa thành một phần kiêu dương nguồn ngụt từng đợt từng đợt lực lượng pháp tắc thời gian như tầng tầng lớp lớp sóng dữ cuồn cuộn tàn phá hủy diệt hết thảy bên trong mọi loại vật chất thậm chí cả không gian thời gian đều biến thành hư vô đương nhiên đám huyết nhục của phùng thanh thủy cũng không ngoại lệ chút máu thịt của lão bị vầng kiêu dương vàng rực thôn phệ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì quyền kinh tứ tán bạo liệt khắp nơi phiến hải vực bên dưới hứng chịu một cơn địa chấn khủng khiếp không gian vụ long bí cảnh thình lình xuất hiện vô số khe nứt không gian khổng lồ rồi ầm ầm tan vỡ. hư không phía trên vụ long tông chớp động kịch liệt một hồi, sau đó cũng mãnh liệt sụp đổ theo. vô cùng vô tận nước biển bị đánh văng lên, hóa thành hồng thủy vạn trượng bao trùm toàn bộ vụ long tông, thậm chí gần một nửa thiên hải đại lục. tuy nhiên, mặt trời màu lan do vùng thanh thủy tạo nên vẫn còn tồn tại bên trong bí cảnh và vẫn tản phát trận trận lam quang như cũ dưới làn nước sâu. quân thể long tộc hiện giờ đang sợ hãi cực độ, không một ai dám lỗ mãng ra ngoài. Tất cả một mực ẩn núp dưới Hải Dương, Tuy Long tộc thường ngày vốn cao ngạo, xem thường hết thầy các tộc quần khác, nhưng hiện giờ phải đối mặt với tồn tại khủng bố cấp bậc đạo tổ, bọn họ cũng chỉ có thể thành thật kinh sợ mà thôi. Không thủy vạn trượng đã gần như đổ ập xuống, sẽ nhấn chìm toàn bộ đại lục trong nháy mắt, chứng kiến cảnh tượng này, mấy ngàn vạn đệ tử Vũ Long Tông đã sớm tâm thần đại loạn, giờ phút này, ba người cơ tính đồng tử cũng đang ngửa mặt nhìn trời, kinh hãi thất sắc. Ba tên này vội vàng bay vọt lên không, cấp tốc bấm niệm pháp quyết trên thân đồng loạt nở rộ lam quang ngút trời cả ba dốc hết sức bảo vệ cư nghiệp vụ long tông phía dưới hong chống chọi với sóng thần vô tận trên cao đối mặt với thiên tai chảm họa bực này toàn bộ cư dân tại vụ long thành thậm chí là cả thiên hải đại lục cũng chỉ có nước khoan tay chờ chết Hàn lập cũng đang lơ lửng phía trên vụ long tông thấy vậy hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi đưa tay chỉ một cái cao giọng nói thiên địa lân chuyển âm dương ngũ hành vạ thủy địch thanh âm của hàn lập càng ngày càng lớn khi thế của chữ sau so với chữ trước càng thêm hùng hồn tự như một trận phản âm vô thượng không ngừng vang vọng quanh quẩn trên bầu trời long uyên tiên vực giờ phút này thanh âm của hắn cực kỳ băng lãnh không hề có chút tình cảm nào chẳng khác nào thanh âm của thiên đạo trong nháy mắt toàn bộ long uyên tiên vực bị lam quang vô tận bao phủ tất cả nước biển mây mưa kể cả nguyên khí thủy thuộc tính nơi đây cũng bị đông cứng không thủy vạn trượng đang trực sụt xuống khu vực vũ long bí cảnh đang tan vỡ bên dưới lập tức đình trệ tại chỗ một giọt nước cũng không thể nhúc nhích mảy may lượng nước biển vô tận này hóa thành một bức tường nước khổng lồ sừng sững bất động đi hàn lập phung hai tay lên bức tường nước chê không liền ông lên một tiếng rồi lướt sang ngang hướng về phía hải vực bên ngoài ba người cư tính đồng tử đang cuống cuồng thi pháp giữa không trung thì vừa vặn hướng chọn luồng nước khổng lồ cả ba đồng loạt thổ huyết trọng thương bị nước biển cuốn trôi trong khoảnh khắc cột nước khổng lồ này đã bay ra khỏi thiên hải đại lục tiến sát mặt biển hàn lập bấm niệm pháp quyết hạ tay xuống Lam Quang vốn tràn lập toàn bộ tiên vực lập tức tản đi, thiên địa nơi đây một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ầm, ừ, luồng nước khổng lồ từ trên không lao thẳng xuống mặt biển, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời, kinh đào hải lãng cuồn cuộn dâng lên, tỏa đi khắp bốn phương tám hướng, quân thể long tộc đang ẩn núp dưới nước lập tức tan đàn sải ngấy, mạnh ai nấy chạy, tình cảnh hiện giờ của bọn họ chẳng khác nào một đám chó nhà có tang, chỉ qua vài hơi thở tất cả đã bò chạy sạch sẽ, không còn lấy một mống. Thân hình Hàn Lập thình lình hiện ra trên mặt biển nhưng gương mặt hắn lúc này chẳng hề vui mừng chút nào ngược lại còn lộ rõ vẻ do dự tuy pháp tắc thời gian sở hữu uy năng thông thiên đồng thời hắn cũng tin tưởng người phần vào một kích vừa rồi nhưng việc phùng thanh thủy chết đi một cách dễ dàng như vậy quả thực là điều khó tin dù sao thì đối phương cũng là một vị đạo tổ thủy chi pháp tắc đã tại vị nhiều năm là nhân vật thuộc từng lớp sở hữu thực lực tối cường tại chân tiên giới nhưng rõ ràng thứ hắn vừa đánh nát chính là chân thân huyết nục của phùng thanh thủy quả thực không phải là huyễn thuật hay phân thân ánh mắt hàn lập trượt lóe thân thức khổng lồ trong nháy mắt đã huếch tán khắp nơi thẩm thấu mọi ngóc ngách hư không vào thời khắc này một chỗ hư không bên ngoài thiên hải đại lục bỗng nhiên ầm ầm nổ mạnh kim lôi vàng rực trang trịt đan xen vào nhau như tấm lưới thình lình hiện ra hàn lập lập tức xoay người nhìn về hướng đó lôi quang trên người liền bừng lên trói mắt thân hình hắn cũng theo đó biến mất trong khoảnh khắc một lùng kiếm ảnh mang theo lôi điện cuồn cuộn lạnh lùng chảm xuống vị trí tấm lôi võng bên ngoài đại lục vô số lôi cầu vàng rực như nước lũ theo đường kiếm bắn ra điên cuồng oanh tạc hư không bên dưới dường như pháp tắc lôi điện ẩn chứa trong đám lôi cầu này còn mang theo lực lượng của đại đạo bởi vì chúng đâu chỉ mạnh hơn uy năng của công kích lôi cầu của thông thiên kiếm trận trước đây vấp trăm lần tiếng nổ thấu trời vang lên hư không trong phạm vi mấy mươi vạn dặm triệt để vỡ vụn tan tành hoàn toàn biến thành hư vô một thân ảnh lào đảo bay ra từ giữa khu vực đổ nát đúng là phùng thanh thủy có điều sắc mặt lão hiện đã trắng bệch khi tức đại giảm khó khăn lắm mới đứng vững được không biết là do công kích lôi cầu gây nên hay còn có nguyên nhân khác lúc này Hương ứng khâu phía trên kiếm ảnh trượt có bóng người hoa lên, thân hình Hàn Lập tùy thời hiện ra, quả thực là thần thông phân thân, thảo nào có thể giấu giếm, qua mặt được cả ta. Nhưng quanh đây đã sớm được ta giam kín thiên la địa võng, hôm nay ngươi đừng mơ chạy thoát. Hàn Lập lạnh lùng nói. Kim quang trên thân lập tức đại thịnh, thân thể hắn liền nổ vang đùng đùng mấy tiếng, một tầng linh vực cực lớn màu vàng đã hoàn toàn trở thành thực chất, thinh linh xuất hiện, uy năng của tầng linh vực này hoàn toàn khác xa linh vực ban đầu mức độ chênh lệch quả thực giống như một trời một vực vậy uy áp hiện giờ mạnh mẽ hơn trước quá nhiều khiến cho hư không chung quanh vặn vẹo biến hình hàn lập chắp hai tay bấm niệm pháp quyết linh vực trên không u u khởi động một loạt đại môn hùng vĩ như được đúc từ vàng dòng có thể liên thông các đại tiên vực với rất nhiều giới diện hạ vị thình lình hiện ra bên trong đại môn lớn nhất là một mảnh không gian vô biên có thể nhìn thấy vô số kim quang chảy xuôi thành dòng bên trong cánh cửa đây chính là pháp tắc thời gian thiên đạo từng xuất hiện khi hàn lập tiến giai đại la hậu kỳ hắn phất tay một cái những đại môn liên thông với các giới diện khác đồng loạt sáng ngời tương lùng lực lượng pháp tác thời gian hùng hậu cách không truyền tới liên tục dung nhập bên trong thời gian linh vực của hàn lập lực lượng thời gian ở những tiên vực khác và cả các giới diện hạ vị lập tức trở nên hỗn loạn thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động cù phong gào thét thiên lôi cuồng nộ không cảnh hiện giờ chẳng khác nào tận thế đang ập đến thời gian pháp tác tại long uyên tiên vực hội tụ lại nơi đây càng thêm nhanh chóng toàn bộ dung nhập vào lĩnh vực màu vàng cả một mảnh tiên vực phong cuộn vân vân thiên địa biến sắc đại môn liên thông với thiên đạo trực phát quang mãnh liệt một lùng kim quang vừa thô vừa to từ bên trong phóng ra trực tiếp tới lên linh vực thời gian của hàn lập tiếp đó tầng linh vực màu vàng đột nhiên bành trướng gấp mấy lần kim quang vô tận bừng bừng nở rộng làm lu mờ cả vầng thái dương trên cao uy năng của linh vực đã tăng trưởng đến mức không tưởng gây nên một cỗ áp lực khổng lồ nhanh chóng thôn phệ phùng thanh thủy phùng thanh thủy chứng kiến cảnh này liền kinh hãi thất sắc lão hét lớn một tiếng lam quang nở rộ toàn thân một tầng linh vực màu lam đã ngưng thực lập tức xuất hiện bên trong linh vực là sương mù nồng động không ngừng chết xạ phóng xuất hào quang bảy màu cực kỳ diễm lệ khiến người khác vừa nhìn liền đầu váng mắt hoa thần trí mơ hồ đại môn liên tiếp xuất hiện bên trong không gian linh vực màu lam ý đồ liên thông với các đại tiên vực và giới diện hạ vị để điều động lực lượng nhưng đúng lúc này lôi quang đại thiện khắp hư không phụ cận sau đó một tấm lôi võng khổng lồ thình lình bao trùm toàn bộ thiên hải đại lục từng đạo lôi điện vừa thô vừa to như một đàn cá chép không ngừng bơi lội trên bề mặt tấm lôi võng cô lập hoàn toàn không gian nơi đây với ngoại giới cánh cửa không gian bên trong linh vực của vùng thanh thủy mở ra một mảnh hỗn độn bên trong cũng có đạo đạo lôi quang màu vàng chứng kiến cảnh này sắc mặt lão không khỏi biến đổi linh vực màu vàng của hàn lập đã ầm ầm ép tới trước mặt lão mang theo một cỗ ma lực ngập trời toàn thân vùng thanh thủy căng cứng cơ bắp hoàn toàn bị siết chặt hầu như không thể nào nhúc nhích lão phẫn nộ hét lớn một tiếng rồi tung ra một quyền linh vực màu lam do lão phóng thích ù ù vận chuyển theo vội vàng điều động một ít thủy chi nguyên khí từ hải vực phía dưới miễn cưỡng thắp sáng lam quang trực tiếp nên đón linh vực màu vàng sau một khắc, kim lam lưỡng sắc quang mang như hai mảnh thiên địa độc lập ầm ầm va chạm với nhau tông âm thanh âm giao phong khủng khiếp vang dội khắp cửu thiên đại địa trong mấy lần giao thủ từ trước đến nay giữa hàn lập và phùng thanh thủy thì lần này có thanh thế lớn nhất đây chính là pháp tắc so kẻ cùng pháp tắc lấy quy tắc đối kháng với quy tắc cũng chính là đại đạo chi tranh nhưng thủy chi pháp tắc làm sao có thể chống lại thời gian pháp tắc vốn được công nhận là một trong tam đại pháp tắc trí tôn của chân tiên giới là loại lực lượng tiếp cận với thiên địa đại đạo bản nguyên nhất nhất thời toàn bộ long uyên tiên vực run rẩy kịch liệt dường như cả bầu trời cũng muốn sụp xuống đáy biển cũng muốn nứt ra theo mấy đạo vết nứt không gian vô cùng cự đại như những con rết khổng lồ bò ngang bò dọc khắp mặt đất long uyên tiên vực hai đầu con rết cấp tốc vương dài tiên vực to lớn lập tức bị chúng xé rách thành bảy tám mảnh nước biển chung quanh long uyên tiên vực chảy ngược về phía những vết nước không gian kia tại biên giới tiếp giáp những mảnh vỡ tiên vực hơi nhỏ một chút thình lình bị những vết nước không gian đó thôn phệ toàn bộ cấp tốc rơi xuống may mắn thay đại bộ phận long uyên tiên vực là hải dương vô tận cho nên ngay cả khi tiên vực này đã bị đánh tang nhưng cũng không gây ra quá nhiều thương vong rằng có không bao lâu linh vực màu vàng vẫn như một chiếc cối say khổng lồ không ngừng nghiền ép trầm trọng hạ xuống bề mặt linh vực màu lam hiện giờ đã xuất hiện những vết rạn cực lớn qua một lúc liền trực tiếp chia năm xẻ bảy triệt để vỡ nát như một quả trứng gà xin đừng quên đăng ký kênh nhé chương 1332, thiếu nữ sừng rồng thân thể phùng thanh thủy run lên bần bật cả người cũng theo linh vực thả ra bị nhìn nát nên lập tức ủy oải khi tức chợt hạ xuống lão hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cố gắng chống đỡ linh vực màu lam vỡ vụn còn lại bộc phát ánh sáng chói mắt chống lại linh vực màu vàng nhưng không bao lâu lão liền phát hiện khi hai linh vực màu kim lam va chạm xe lẫn vào nhau màu lam càng ngày càng ít mà màu vàng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, mấy phần màu lam cuối cùng bị màu vàng thôn phệ hết. Trong miệng Phùng Thanh Thủy oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người giống như một viên cự thạch rơi xuống hải vực phía dưới. sắc mặt Hàn Lập cũng tái nhợt. Dù sao lấy tu vi Đại La đỉnh phong duy trì thời gian linh vực dài như vậy đã là vánh nặng không nhỏ. Nhưng lúc này hắn nhất định phải thắng, không được lười biếng một tơ một hào nào. Nhìn Phùng Thanh Thủy rơi nhanh xuống dưới, Hàn Lập hung hăng đánh xuống một quyền năm đạo kim quang sáng tỏ từ trong lĩnh vực màu vàng của hắn bắn xuống xen lẫn nhau trong nháy mắt ngưng tụ thành một cự quyền màu vàng chính là đại ngũ hành diệt tuyệt quyền mặt ngoài cự quyền màu vàng lóe lên kim quang trong nháy mắt đã đổi kỳ phùng thanh thủy đập xuống một cái phùng thanh thủy thấy thế há miệng phun ra một ngụm tinh huyết tay gian nan bấm niệm pháp quyết pháp quyết và tinh huyết hòa làm một thể dung nhập vào trong hư không một đạo lam quang lóa mắt bắn nhanh ra như điện thình linh chính là đoàn kiêu dương màu lam trong bí cảnh kia giờ phút này lóe lên hóa thành một thanh chiến kích màu lam to trăn trượng chiến kích tỏ ra vạn đạo lam quang Tạc tà tàn mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại không gì sánh được so với pháp tắc bản thân phùng thanh thủy càng mạnh hơn gấp bội vượt xa thanh trúc phong vân kiếm của hàn lập nhị phẩm tiên khí con ngươi hàn lập co rụt lại liền nhìn ra đòn sát thủ của đối phương theo ngón tay phùng thanh thủy điểm một cái mặt ngoài chiến kích màu lam sáng lên lam quang hóa thành một đạo cầu vồng màu lam kinh thiên trong nháy mắt ngăn trước người mặt ngoài lưu chuyển thủy quang màu lang chém về phía cự quyền màu vàng đang đánh tới tông một tiếng vang thật lớn cự quyền màu vàng vỡ vụn ra hóa thành vô số kim quang phiêu tán mặt ngoài chiến kích màu lam cuồng thiểm lam quang thế như chẻ tre xuyên qua kim quang phiêu tán vạch ra một đạo vết tích màu lam trong lĩnh vực màu vàng bằng tốc độ kinh người hung hăng đâm tới hàn lập đại la nho nhỏ dám tranh phong cùng đạo tổ khóe môi vùng thanh thủy nhét lên máu tươi trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng hàn lập nhìn chiến kích màu lam đang phóng tới mình sắc mặt lại bình tĩnh như thường một màn này rơi vào trong mắt Phùng Thanh Thủy, khiến cho lão không khỏi hồi hộp một chút. Ngay lúc chiến kích màu lam cách Hàn Lập không đến trăm trượng, hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên đại thịnh kim quang, toàn bộ linh vực màu vàng cũng theo đó chấn động. Tiếp theo thanh chiến kích màu lam vốn khí thế như rồng kia đột nhiên ngừng lại thẳng tắp. Ngay sau đó, Phùng Thanh Thủy trợn mắt há hốc mồm nhìn, mặt ngoài chiến kích màu lam bị kim quang bao trùm, đột nhiên vỡ ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Đáng chết. Lúc này, trong lòng Phùng Thanh Thủy đã tràn đầy hoảng sợ, tay phải lão lật một cái nhiều ra một khối lệnh bài màu xanh lan, bóp chặt lấy. Đồng thời, lão vận dụng lực lượng cuối cùng, trên thân nổi lên mảng lớn sương mù lam quang. Thân thể phùng thanh thủy hơi rung nhẹ, trong chớp mắt biến thành mấy trăm phân thân giống nhau, tỏa ra bốn phương tám hướng bỏ trốn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàn lập cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, Tổng ẩm lồng sáng lôi võng chung quanh thiên hải đại lục đột nhiên sáng lên, vô số đạo lôi điện màu vàng từ bốn phương tám hướng phóng tới, bao phủ những phân thân kia vào trong tốc độ so với những phân thân kia càng nhanh hơn hồ quang điện màu vàng tán loạn chỉ nghe sạch một tiếng những phân thân kia nhao nhao bạo lịch mẫn diệt trong khoảnh khắc giữa thiên địa chỉ còn lại một bản thể phùng thanh thủy mà chung quanh thân thể lão cũng quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu vàng hình thành một kén tầng lôi điện khiến cho toàn thân phùng thanh thủy run rẩy nhất thời không thể động đậy năm đó trí tôn lại không chu diệt toàn bộ chân ngôn môn các ngươi lưu lại dư nghiệt nhà ngươi phùng thanh thủy khàn giọng quát mắng hôm nay bản dương nhiệt liền để ngươi đi báo tin cho cổ hoặc kim không thả đạo lữ nam cùng uyển ta ra ta tất giết tới thiên đình hàn lập nói xong đấm ra một quyền đại ngũ hành diệt tuyệt quyền biến thành quyền ảnh màu vàng lại lần nữa hiển hiện so với bất kỳ lần nào trước đó đều lớn hơn mang theo uy thế hủy diệt hết thảy cuốn đến phùng thanh thủy vào thời khắc này toàn bộ long uyên tiên vực đột nhiên kịch liệt đung đưa một cỗ lực lượng đáng sợ dung chuyển trời đất thẩm thấu đến đánh vào trên lôi võng màu vàng nguồn lực lượng này so với phùng thanh thủy lớn hơn gấp 10 lần lôi võng màu vàng lập tức không chịu nổi gánh nặng phát ra âm thanh vù vù vặn vẹo biến hình sật một tiếng lôi võng bị xé nứt ra một vết sách cơ hồ đồng thời hai vực dưới thân phùng thanh thủy sật một tiếng một vòng xoáy sóng giữ trống rỗng xuất hiện và một tiếng phùng thanh thủy và cả kén tầm lôi điện chung quanh bị vòng xoáy nốt xuống làm quyền ảnh màu vàng đánh hụp rơi vào trong biển tầm âm một tiếng vang thật lớn một vòng kiêu dương màu vàng to mấy trăm vạn dạng nổi lên làm hết thảy các thư trong mấy trăm vạn dạng biến thành hư vô sắc mặt hàn lập âm trầm không để ý đến vòng kiêu dương màu vàng nữa quay người nhìn về phía bên ngoài lôi võng Cố cự lực đáng sợ kia giờ phút này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tựa hồ đã ẩn nặc khi tức phùng thanh thủy cũng biến mất không thấy gì nữa hắn hử lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết lôi võng màu vàng lập tức sụp đổ biến thành 72 mươi chui thanh trúc phong vân kiếm vọt ra những hướng chung quanh khác nhau thanh trúc phong vân kiếm bây giờ đã là tiên khí tam phẩm tốc độ nhanh kinh người trong nháy mắt đã bay vụt đến thấp nơi tiên vực lơ lửng giữa không trung ở các nơi, hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết như bánh xe. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng thời tỏa ra trận trận quang mang lôi điện màu vàng, hiện ra hình dạng gợn sóng khuếch tán ra, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Sau một khắc, nét mặt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng, bên ngoài thân lóe lên lôi quang, cả người trong nháy mắt biến mất. Biên dưới một vùng biển Long Uyên Tiên vực, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm trôi nổi tại đây, phía trên phi kiếm lóe lên lôi quang, thân ảnh Hàn Lập nổi lên, ở giữa không có bất kỳ khoảng cách thời gian nào, đây là năng lực mới sau khi thanh trúc phong vân kiếm hóa linh vị trí phi kiếm mặc kệ bao xa hà lập cũng có thể thông qua phi kiếm cảm ứng được dây lát liền đến thần thức của hắn trong nháy mắt khuếch tán ra lập tức đưa tay vỗ hư không một cái hư không quanh người hắn lóe lên thời gian lĩnh vực nổi lên phảng phất một đầu cự thú màu vàng nhào xuống dưới hải vực phía dưới nước biển hải vực phía dưới trong nháy mắt bốc hơi lộ ra dưới đáy biển một đoàn quang mang u lam bao khỏa phùng thanh thủy bị thời gian linh vực phát ra bao lại u lam quang mang quay tròn quanh tại chỗ không tiến lên được. Nhưng ngay lúc này, phụ cận hải vực đại phóng lam quang, một cỗ ba động cự lực kinh thiên kia lại xuất hiện, một linh vực màu lam thuần túy không gì sánh được từ phụ cận trong hải vực bay ra, tới trước bao lại phùng thanh thủy. Trong linh vực màu lam tràn lập các loại gióng nước, mây mù, băng sơn, hán lưu, tất cả đồ vật biến hóa từ nước đều có trong linh vực, phảng phất nơi này là vạn thủy chi nguyên, bao mùng thủy chi biến hóa chu thiên vạn giới. Thời gian linh vực cơ hồ đồng thời rơi xuống, hai linh vực ầm vang chạm vào nhau, theo dự liệu sẽ nổ vang rung trời nhưng lại không xuất hiện thời gian linh vực hàn lập phẳng phất đâm vào trên một bức tường mềm dẻo không gì sánh được linh vực màu lam lõng xuống thật sâu cam cứng không ngừng hàn lập cảm giác được thời gian linh vực ẩn chứa uy năng ngập trời tựa hồ tiến vào trong một biển rộng sâu không lường được bị hoàn toàn hóa giải mất bất quá linh vực màu lam hiển nhiên cũng không chịu nổi vô số thủy quang chấn động kịch liệt tựa hồ đã đến cực hạn người nào lén lén lút lút trong bóng tối xuất thủ mau đi ra cho ta Hàn lập hét lớn một tiếng, hai tay bấm điện pháp quyết. Thời gian linh vực đại phóng kim quang, những cánh cửa màu vàng kia xuất hiện lần nữa, đang muốn kết nối ngoại giới chung quanh. Thôi động uy năng linh vực đến cực hạn, nhất cử phá linh vực màu lam trước mắt. Linh vực màu lam này mặc dù uy năng lớn hơn linh vực phùng thanh thủy, nhưng Hàn lập tin tưởng sẽ phá được. Hàn Đạo Hữu, xin an tâm chớ vội. Chúng ta cũng không có ý đối đầu với Đạo Hữu. Nam Cung Uyển Đạo Hữu ở chỗ này, hiện tại hoàn trả các hạng. Vào thời khắc này, một thanh âm từ trong linh vực màu lam truyền ra lời còn chưa dứt một đạo lam quang tử trong linh vực bắn ra trong lam quang bao lấy một vị cung trang nữ tử chính là nam cung uyển đặt ở chỗ giao nhau của hai linh vực uyển nhi thân thể hàn lập chấn động trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng đình chỉ tăng lên uy năng thời gian linh vực để tránh mộ thương nam cung uyển đồng thời hắn phất tay phát ra một cỗ kim quang bọc lại nam cung uyển thu nhập vào trong thời gian linh vực hàn lập lấy linh vực chi lực do xét nam cung uyển đích thị là nàng không phải do biến hóa ra trong lòng hơi thả lòng chỉ là hai mắt nam cung uyển giờ phút này nhắm miền tựa hồ bị phong ấn thần hồn đang lâm vào hôn mê ngón tay hàn lập điểm mi tâm nàng một cái một cỗ lực lượng thần hồn thăm dò vào não hải nam cung uyển phong ấn trong não hải nam cung uyển chỉ là phong ấn chi thuật bình thường cũng không có gì đặc biệt có thể tùy tiện phá giải chỉ là giờ phút này cường địch ở phía trước không nên vọng động hắn vứt tay thu nam cung uyển vào không gian hoa chi sau đó thu liễm thời gian linh vực thu nhỏ phạm vi đến trăm dặm nhưng không thu thời gian linh vực lại linh vực màu lam đối diện cũng thu liễm lực lượng lùi lại một khoảng cách hàn lập cũng không ép tới phía trước ha ha các hạ chính là hàn lập hàn đạo hữu ai đạo hữu kế tục y bát chân ngôn môn thời gian pháp tác đã đại thành thật đáng mừng thật sự rất đáng mừng nha trong linh vực màu lam hoa lên một bóng người bay ra một thiếu nữ lung linh áo lam tóc lang thiếu nữ có hai con mắt đen tròn lung liếng mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ trên đầu diêm rất nhiều bím tóc nhỏ một bộ dạng hoạt bát trên thân nàng mặc quần áo màu lam đơn giản thanh lương lộ ra cánh tay và bắp chân bạch ngọc, hai chân không mặc vớ, trên cổ tay và cổ chân tuyết trắng đều mang vòng tròn màu lam đẹp đẽ, trên vòng tròn trong mấy cái linh đang tinh xảo, rung động bình đương. Bất quá kỳ lạ nhất là, trên trán nàng này mọc ra hai cái sừng rồng phấn nộm, trên thân như ẩn như hiện vườn quanh một cỗ khí tức chân linh huyết mạch, hàn lập nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, chân dung của hắn đã sớm xuất hiện trên danh sách truy nã của thiên đình. Chỉ là lúc trước tu vi yếu ớt, không làm cho người để ý, cho nên Phùng Thanh Thủy mới không nhận ra, bây giờ vị thiếu nữ sừng rồng không biết từ nơi nào xuất hiện này mới mở miệng đã gọi ra tục danh của mình tựa hồ nàng rất có lai lịch xin đừng quên đăng ký kênh nhé chương 1333 đại kiếp nạn tiên giới các hạ là người phương nào hắn lập nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt lướt qua long rác trên đầu nàng một chút liền rời đi rất nhanh hắn thấp giọng hỏi lãnh ý giảm bớt rất nhiều vừa nói chuyện hắn lập vừa bấm niệm pháp quyết tung chiêu lôi quang chung quanh hắn chấp động liên tục thanh trúc phong vân kiếm đang phân bố khắp long uyên tiên vực lập tức quay trở về nối đuôi nhau bay vào trong tay áo tiểu nữ là trần như yên hồ thạnh đứng ở vị trí thủy chi bản nguyên đạo tổ hàn đạo hữu không cần khách khí cứ gọi ta như yên là được thiếu nữ áo lam cười hì hì mặc dù hàn lập đã sớm đoán được vài phần thân phận của đối phương nhưng sau khi nghe xong hắn vẫn không nhịn được mà âm thầm hít vào một hơi đồng tử hơi co lại hàn lập không lên tiếng vẫn chăm chăm quan sát đối phương tuy tiểu nữ giam cầm đạo lữ của hàn đạo hữu nhưng chỉ là phụ mệnh làm việc. Hơn nữa, vừa rồi ta cũng đã trả ngươi lại cho đạo hữu. Đạo hữu không nên nhìn tiểu nữ cam thù như vậy a. À. Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Như Yên hơi vảnh lên, làm bộ ủy khoát. Các hạ cũng là người giới trướng thiên đình. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, tiểu nữ cũng không tính là chính thức gia nhập thiên đình, chỉ đôi khi giúp thiên đình làm chút việc mà thôi. Đây cũng là sự tình bất đắc dĩ a. À. Ngươi cũng biết đấy. Thực lực của cổ hoặc kim quá sức mạnh mẽ, tiểu nữ không dám quá phận đắc tội y. Trần Như Yên cười khổ, bộ dáng ngươi muốn hỏi ta nhất định sẽ trả lời không hề có chút địch ý cho như lời phùng thanh thủy thì chẳng phải uyển nhi đã bị dâng cho thiên đình rồi hay sao tại sao nàng vẫn còn ở chỗ ngươi hàn lập trầm giọng hỏi trần như yên nghe vậy chỉ che miệng khẽ cười mà không nói gì hàn lập nhím mày vào thời khắc này có một bóng người bay ra từ giữa tầng linh vực màu lam đúng là phùng thanh thủy thương tích trên người lão đã biến mất khí tức cũng đã khôi phục không ít như yên đại nhân tại hạ vô năng đã gây thêm phiền toái cho ngài Phùng Thanh Thủy ô quyền tạ lỗi với Trần Như Yên xấu hổ ra mặt, trông thấy Phùng Thanh Thủy, ánh mắt Hàn Lập không khỏi lạnh lẽo thêm vài phần. Chẳng qua hắn cũng không kinh ngạc nhiên lắm trước thái độ hiện giờ của Phùng Thanh Thủy. Trần Như Yên chính là Thủy Chi bản nguyên đạo tổ, Phùng Thanh Thủy chẳng qua chỉ là đạo tổ nắm giữ một bộ phận thủy thuộc tính mà thôi. Giữa hai người tất nhiên sẽ vân ra chính phù Phùng Thanh Thủy tương đương với cấp dưới của Trần Như Yên vậy, loại quan hệ phụ thuộc này giữa các đạo tổ đại năng cũng chẳng phải hiếm lạ gì hầu như dưới trướng mỗi vị bản nguyên đạo tổ đều có một đống đạo tổ hạ vị đi theo phục tùng hàn đạo hữu bây giờ thực lực cao tuyệt ngay cả ta cũng không thể nào chiến thắng ngươi bại trong tay hắn là lẽ đương nhiên không cần xấu hổ như vậy trần như yên khẽ phất tay tỏ vẻ không để trong lòng thái độ hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện với hàn lập phùng thanh thủy liếc nhìn hàn lập với thân tình phức tạp in lặng lật đầu với hắn mấy cái hàn đạo hữu đúng là phùng thanh thủy đã hạ thủ bắt giữ đạo lữ của ngươi nhưng hắn cũng vì phụng mệnh thiên đình mong đạo hữu niệm tình ta đã cho trả nam cung đạo hữu về sau không nên làm khó y nữa tuy ta và phùng thanh thủy ngẫu nhiên giúp đỡ thiên đình làm chút chuyện nhưng không phải người chung chi hướng với cổ Hoa kim chúng ta không nguyện ý đối địch với lân hồi điện trần như yên khẽ động nâng vặt áo chi lễ với hàn lập hàn lập nghe xong tâm trầm giật mình thì ra là thế cổ Hoa kim hạ lệnh cho hai người này bắt giữ uyển nhi nhưng hiện giờ lân hồi điện ồ ạt tiến công các đại tiên vực toàn diện khai chiến với thiên đình bởi vì bọn họ nhì không thấu cục diện tương lai nhưng vẫn chưa giao nộp uyển nhi lên cho thiên đình mà âm trầm giữ lại trong tay tiếp tục nghe ngóng phong thanh rồi mới hành động lúc trước sở dĩ phùng thanh thủy nói dối rằng đã giao uyển nhi cho thiên đình tay rằng là cố ý chọc giận ta hào hào đánh giá thực lực của ta một phen mà sau khi đã mục kích thực lực của ta rồi bọn họ càng không muốn đắc tội với luân hồi điện vì vậy mới thả uyển nhi trở về đủ loại ý niệm chuyển động trong đầu hàn lập trong nháy mắt hắn đã phân tích rõ ràng cục diện trước mắt và động cơ đối phương nếu như trần đạo hữu đã nói vậy Hàn mỗ liền tha cho ngươi lần này nếu còn dám ra tay với người bên cạnh ta một lần nữa nhất định ngươi sẽ không còn may mắn như ngày hôm nay đâu hàn lập lãnh đạm liếc nhìn phùng thanh thủy lạnh lùng cảnh cáo dứt lời hắn lập tức bấm niệm pháp quyết thu hồi linh vực thời gian sau đó quanh thân hàn lập hiện ra tầng tầng lôi quang vàng rực sau một tiếng sét đánh in tai thân hình hắn lập tức biến mất trần như yên lẳng lặng quan sát chỗ hàn lập vừa mới đứng quái miệng hơi nhếch lên không thể tưởng tượng được Luân Hồi Điện có thể lôi kéo một cao thủ như vậy. Hơn nữa, cái tên Luân Hồi Điện chủ kia lại thần bí khó lường, vẫn chưa bao giờ chính thức hiện thân. Kết quả đại chiến với Thiên Đình lại càng thêm khó đoán rồi. Trần Như Yên đưa tay che miệng, cười khẽ, "Như Yên đại nhân, ngươi đã giao nam cùng Uyển cho Hàn Lập rồi, vậy nếu Chí Tôn hỏi đến việc này, chúng ta phải đáp như thế nào?" Phùng Thanh Thủy lo lắng hỏi. "Không sao, ngươi cứ nói rằng đang muốn giao người cho Thiên Đình thì người của Luân Hồi Điện đột nhiên đánh đến tận cửa cứu nam cùng uyển kia đi mất thiên đình hiện đang bận rộn khai chiến với luân hồi điện sẽ không làm khó chúng ta trần như yên lắc đầu vâng đúng rồi như yên đại nhân về tên hàn lập kia sắc mặt phùng thanh thủy thoáng giãn ra lão chợt ấp úng như có gì muốn nhưng lại thôi có gì cứ việc nói thẳng ra trần như yên ra lệnh chừng hai ngàn năm về trước ta từng chạm mặt người này tại hôi giới đồng hành với hắn còn có mấy người trong đó có một lã. căn cứ theo tin tức ta mới vừa nhận được chính là một tên hoàng tử ma vực ta hoài nghi hắn có quan hệ với ma vực phùng thanh thủy đáp ta à, đã xảy ra chuyện gì ngươi nói kỳ càng một chút trần như yên chợt động phùng thanh thủy không dám lãnh đạo lập tức cẩn thận thuật lại chuyện xảy ra tại hôi giới năm xưa một lượt tuyệt đối không có khả năng chỉ trong hai ngàn năm đã có thể tu luyện từ kim tiên đỉnh phong đến đại la đỉnh phong đương nhiên là năm xưa hắn đã ẩn tàng thực lực về chuyện hắn và tên hoàng tử ma vực phá vỡ hư không phản hồi ma vực ở phút chót tuy chưa chắc đã do hắn âm trầm ra tay nhưng khẳng định là có liên quan rất lớn cũng bắt đầu từ đó sự tình ngày càng trở nên phức tạp chẳng lẽ lân hồi điện đã sớm cấu kết với ma vực chẳng lẽ cả việc liễu kỳ lão tổ đào thoát từ hôi giới cũng là thủ bút của luân hồi điện trần như yên nhíu mày đồng tử lấp lói tinh quang chẳng phải quan hệ giữa ma vực và luân hồi điện đã sớm thành sự thật rồi sao thủ đoạn cách không giao dịch của mặt nạ luân hồi điện nhất định là do sự tương trợ của lực lượng pháp tác không gian tinh diệu phong mắt nhìn khắp chân tiên giới cũng chỉ có người của ma vực mới có thể tu pháp tắc không gian tới trình độ như thế. Phung Thanh Thúy nói, về việc này còn có ẩn tình khác, ngươi không biết được đâu. Trần Như Yên hơi lắc đầu. Mắt nàng lóe lên một tia khác thường, Phung Thanh Thủy nghe vậy khẽ giật mình, tuy nhất thời hiếu kỷ, nhưng chứng kiến thần tình của Trần Như Yên. Lão đành thức thời không tiếp tục hồ đồ nữa, năm đó ở hồi giới. Nếu như liễu kỳ lão tổ kia cũng được luân hồi điện cứu đi, vậy thì có khả năng man hoang giới vực hiện đã kết minh với luân hồi điện luân hồi điện này quả thực lợi hại không đâu không có mặt a à. Phung thanh thủy lộ vẻ hoảng sợ lại đề cập sang chuyện khác ngươi nghĩ gì vậy nếu như luân hồi điện không sở hữu năng lực này thì làm sao có thể tranh tối tranh sáng đối chọi với thiên đình nhiều năm qua mà vẫn thủy chung sừng sững không ngã trần như yên nhàn nhạt đáp phùng thanh thủy âm trầm tạc lưỡi không biết nên nói gì nữa gió lớn sẽ mang ngừa về xen ra lần này chân tiên giới quả thực sẽ xuất hiện đại kiếp nạn kinh thiên động địa chẳng biết chúng ta có thể an ổn vượt qua hay không trần như yên thở dài như yên đại nhân ngươi đừng nên nghĩ nhiều chúng ta chính là đạo tổ chỉ cần không dính dáng đến xung đột giữa thiên đình và luân hồi điện có lẽ sẽ không sao phùng thanh thủy lơ đĩnh nói không có việc gì nếu như đại kiếp nạn ập đến thì dù là ai cũng sẽ có thể bị cuốn vào trong hôm nay cũng vậy nếu ta không đến kịp lúc tay rằng ngươi đã đi đời nhà ma Trần Như Yên liếc giáo lão một cái, Phùng Thanh Thủy nhất thời chỉ biết ngần ra, rồi ảng não cúi đầu. Được rồi, hiện giờ có cân nhắc những thứ này cũng vô dụng, cứ đi một bước liền tính một bước đi. Trần Như Yên lắc đầu, thân hình lóe lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Phùng Thanh Thủy đứng trầm ngâm tại chỗ một lát rồi cũng hóa thành một đạo động quang màu lam bay về phía Vũ Long Tông. Những mảnh vỡ bên trong không gian Long Uyên Tiên vực đã khôi phục như ban đầu, thiên địa nguyên khí trước đó vốn hỗn loạn cũng đã an ổn lắng xuống. Bầu trời dần dần trở nên quang đãng, sang sủa cùng lúc đó tại biên giới của một tòa hoang đảo lôi quang màu vàng ầm ầm xuất hiện Ta theo đó là thân hình hàn lập cấp tốc hạ xuống hòn đảo hắn triển khai thần thức do so xét chung quanh một chút không phát hiện điều gì bất thường liền bấm niệm pháp quyết mở ra vài tầng cấm chế bao phủ thuận vẹn cả tòa hoang đảo từ xa nhìn lại hoang đảo này dường như đang chậm rãi tan biến vào hư không làm xong hết thảy hắn lập lật tay lấy ra hai khỏa đan dược màu lam lấp lánh rồi lập tức nuốt xuống sau đó hắn lại lấy ra hai khối thượng phẩm tiên nguy thạch tận lực hấp thu tiên linh lực trong đó để khôi phục liên tiếp đại chiến cùng hai vị đạo tổ khiến nguyên khí của hắn tiêu hao rất nhiều hai quả đan dược màu lam kia do Hàn lập tìm được tứ pháp khí chữ vật của Thủy Trường Thiên là đan dược chuyên dùng cho tu sĩ Đại La hậu kỳ hiệu quả rất tốt hơn nữa trong đó lại có thêm hai khối thượng phẩm tiên nguyên thạch sau một lúc nguyên khí trong cơ thể hắn đã khôi phục gần nửa nhưng Hàn lập không tiếp tục tu luyện nữa mà vội vàng thu công đứng dậy hắn mở ra quang môn của Hoa Chi động Thiên nhanh chóng tiến vào một tầng bài quang chớp động quanh người nam cùng uyển thân hình nàng lẳng lặng trôi nổi giữa không gian vẫn an tĩnh ngủ say cách đó không xa còn có một người đang nằm lăn ra đất chính là vị dương sơn trưởng môn nọ sau khi sư hồn người này hắn tiện tay liền ném gã vào hoa chi động thiên Hắn lập phất tay phát ra một cỗ kim quang cuốn quanh thân thể gã tần thận tẩy xóa toàn bộ vết tích của pháp tắc thời gian sau đó hắn lại búng ra một đạo kim lôi cuốn lấy dương sơn trưởng môn tiễn lã ra khỏi hoa chi động thiên về phân pháp khí chữ vật của người này Hàn Lập không chút khách khí lưu lại hết thảy, kim lôi lói lên, thân hình Dương Sơn trưởng môn lập tức biến mất, không biết bị truyền tống tới nơi nào. Ban đầu, hắn định lợi dụng Dương Sơn trưởng môn để đổi lấy một ít tin tức của Nam Cung Uyển, nhưng hiện tại, hắn đã tìm Nam Cung Uyển rồi, nên bị Dương Sơn trưởng môn kia trở nên vô dụng, có giữ ở bên cạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hàn Lập vốn không phải kẻ hiếu sát, rốt cuộc vẫn tha cho người kia một mạng. Xong xuôi hết thảy, Hàn Lập mang theo Nam Cung Uyển tiến vào một gian lầu các, Hắn đã chuẩn bị một chiếc hương nạm ngà voi cực kỳ tinh xảo, nhẹ nhàng đặt Nam Cung Uyển xuống, hắn lập lại ngồi bên cạnh nàng, lặng lặng xem xét vẻ mặt của Nam Cung Uyển trong lúc ngủ, bất giác. Hắn nở một nụ cười ảm đạm, từ lúc phi thăng đến chân tiên giới đến nay, đã không biết bao lần hắn lập hoài niệm về người đang nằm trước mặt mình, tuy lúc trước hai người từng chạm mặt nhau, thế nhưng đó lại là thời điểm Nam Cung Uyển chưa khôi phục trí nhớ, nếu như lời giao tam nói không sai, vậy thì hôm nay hai người bọn hắn mới có thể chân chính hội ngộ, hắn lập không quan sát thêm quá lâu, hắn thở nhẹ ra một hơi ổn định tâm tình rồi điểm khẽ lên mi tâm nam cung uyển một cái mi tâm nam cung uyển lập tức hiện ra từng đạo từng đạo hoa văn màu lang tạo thành một pháp trận phong ấn tuy nhiên không quá phức tạp ánh mắt hàn lập hơi ngưng trọng tinh quang đầu ngón tay sáng ngời biến thành một mũi nhọn nhẹ nhàng đâm xuyên qua pháp trận phong ấn màu lam kia phong ấn lập tức tan vỡ lấy lên hai cái liền biến mất hai hàng mi dài của nam cung uyển run lên mấy cái lang chậm rãi mở mắt chương 1334 trung phung uyển nhi hàn lập kêu nhẹ một tiếng thân thể cũng hơi cúi xuống mấy phần trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng trong mắt nam cung uyển còn hơi mông lung tựa hồ chưa triệt để khôi phục lại hàn lập thấy vậy đưa tay lần nữa bấm niệm pháp quyết điểm một cái một cỗ tinh quang bắn ra chui vào nghi tâm nam cung uyển trong đầu nam cung uyển dâng lên một cảm giác mát lạnh thần trí trong nháy mắt đã khôi phục lại nàng ngồi dậy một chút nhìn hàn lập trước mặt trên mặt lại không có biểu tình gì uyển nhi ngươi thế nào là ta hàn lập đưa tay về phía nam cung uyển nhưng trong lòng thì trầm xuống hẳn là giao tam đã lừa hắn nam cung uyển vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp này Bụng một tiếng vang nhỏ nam cung uyển đưa tay ngắn hắn lại ngươi là ai thân hình nam cung uyển khẽ động từ trên giường bay lên rơi vào một bên mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng ta là hàn lập phu quân của ngươi hàn lập nói ngươi làm sao có thể chứng minh thân phận của mình ánh mắt nam cung uyển lóe lên một cái sau đó lại khôi phục vẻ băng lãnh hàn lập nghe lời này ngược lại trong lòng thả lòng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ký ức nam cùng uyển sen ra đã thật khôi phục rồi uyển nhi ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không đó là ở trong huyết sắc thí luyện ngay lúc đó ngươi tu luyện tố nữ luân hồi công xen lẫn trong những đệ tử luyện khí kỳ chúng ta đi pháp bí cảnh huyết sắc thí luyện ngắt lấy linh dược cách làm này có lẽ không được quang vinh cho lắm hàn lập vừa cười vừa nói nam cung uyển nghe đến đó sắc mặt vẫn không biến hóa trong mắt lóe lên một tia hồi ức chỉ là một thoáng trôi qua về sau chúng ta hãm trong khốn cảnh may mà đồng tâm hiệp lực chưa được con mặc dao kia cũng bởi vậy kết duyên sau đó chúng ta gặp mặt lần thứ hai là cùng chiến tuyến đại chiến với ma đạo do có người ngoài ngươi giả vừa không biết ta hắn lập dừng một chút sau đó tiếp tục kể rõ đủ chuyện hai người đã từng trải qua mặc dù qua không biết bao nhiêu năm nhưng những ký ức này lại không chút phai màu phảng phất như mới phát sinh hôm qua ta về sau vượt qua thiên kiếp chia tay với ngươi phi thăng tới chân tiên giới phe này biệt ly lại lâu như thế ta còn tưởng rằng đời này khó mà gặp lại. Hàn lập một đường kể rõ đến lúc hai người chia tay tại linh giới. Nam cung uyển đứng ở một bên lẳng lặng nghe, ánh mắt biến ảo, nhưng thủy trung duy trì tỉnh táo. Uyển nhi, đây chính là ký ức chúng ta cùng kinh lịch, ngoại trừ hai người chúng ta, ta tin tưởng thế gian này không có người thứ hai biết. Hàn lập nói, ánh mắt nhìn thẳng nam cung uyển, trong mắt mang theo một phần chờ mong. Ta trước đó hẳn là một mực ở trong tay ngươi, tu vi ta yếu ớt, nhì không thấu được tu vi ngươi đạt tới cảnh giới gì nhưng khẳng định cao hơn ta, loại chuyện nhỏ nhặt sư hồn này, tự nhiên có thể tùy tiện làm được. Ngươi biết những thứ này cũng không thể chứng minh cái gì, Nam Cung Uyển lại lắc đầu nói. Nguyễn Nhi, nàng lại cẩn thận như vậy, xác thực, chỉ cần ta sư hồn nàng, là có thể biết những thứ này, vậy nàng muốn ta chứng minh thân phận của mình thế nào? Hàn Lập nghe vậy sừng sốt một lát, sau đó bật cười một tiếng, nói. Nam Cung Uyển nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, Hàn Lập mỉm cười nhìn Nam Cung Uyển, sắc mặt đột nhiên khẽ biến một chút, đánh ra trên dưới hai mắt nàng. Khí tức nam cùng uyển giờ phút này tản ra vậy mà chỉ tới chân tiên cảnh, vừa rồi chỉ lo vui vẻ hai người gặp nhau, vậy mà không chú ý tới việc này. Xem ra sau khi ký ức nàng khôi phục, tu vi vốn thông qua lục đạo luân hồi bàn mà đến, thuộc về cam như xương, cũng theo đó mất đi. Uyển Nhi, kiếp trước của nàng là tu sĩ đại la cảnh, bây giờ tu vi hạ xuống chân tiên, chính là do lục đạo luân hồi bàn, ta đã dò xét qua. Sẽ không ảnh hưởng nàng tu luyện sau này, hắn lập nhíu mày nói lục đạo luân hồi bàn là kiện dị bảo mà luân hồi điện chủ điều khiển ở u minh giới phải không người kia có một đứa con gái ngươi cũng đã biết đôi mắt đẹp nam cung uyển chấp động một cái hỏi nàng là giao tam thuộc luân hồi điện tên là cam cửu chân là nữ nhi kiếp trước của nàng nàng còn có gì muốn hỏi cứ hỏi đi hắn lập gật gật đầu bình tĩnh nói nữ nhi kiếp trước của ta rốt cuộc là chuyện thế nào còn có chuyện ngươi phải nói cho ta biết điện chủ kia vì sao hình dáng hình dáng giống ngươi như thế Nam Cung Uyển khẽ giật mình, sau một lúc lâu cũng không khách khí tiếp tục truy vấn. Trong lòng Hàn Lập khẽ thở dài, kể lại chuyện luân hồi điện chủ và mình là quan hệ nhất thì nhị sinh. Cùng ý đầu của gã thông qua luân hồi bàn, khôi phục trí nhớ kiếp trước của Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển mới đầu nghe được, đôi mi thanh tú nhíu chặt, suy tư một hồi, sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Sau đó, nàng lại hỏi mấy vấn đề liên quan tới u minh giới. Hàn Lập trả lời chuẩn xác từng câu hỏi, hiện tại nàng cũng nên tin tưởng ta. Hàn Lập nhìn Nam Cung Uyển, nói chưa hẳn nếu như ngươi và bọn hắn thông đồng một mạch lôi vào ta cũng không phải việc gì khó nam cung uyển vẫn như cũng ngoan cố lắc đầu nói trong lòng hàn lập bất đắc dĩ lập tức trong đầu lóe lên nghĩ đến một biện pháp hắn bấm niệm pháp quyết dẫn một cái quanh người lóe lên lôi quang 72 chui thanh trúc phong vân kiếm đều nổi lên lôi quang trên thân kiếm đều biến mất lộ ra bản thể phi kiếm uyển nhi nàng xem những tranh trúc phong vân kiếm này là bản mệnh pháp bảo của ta năm đó nàng cũng đã thấy những năm này ta mặc dù nhiều lần tế luyện vật này nhưng khí tức thiên nhiên kim lôi trúc vẫn còn tồn tại hắn lập nói nam Công uyển sững sờ nhìn 72 chui thanh trúc phong vân kiếm lượn lờ kim quang bờ môi mấp máy nhẹ hai lần nàng lại nhìn về phía hàn lập rốt cuộc ánh mắt hiện lên một tia biến hóa đúng rồi còn có bảo vật này những năm qua ta cũng từng tế luyện không dưới một lần bất quá vết tích năm đó vẫn có thể nhìn ra được hắn lập nói đưa tay tế ra nguyên hợp ngũ cực sơn khi ánh mắt nam cùng uyển rơi vào trên ngũ cực sơn thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hàn Lập, từ trên số dưới bắt đầu đánh giá. Pháp bảo khá. Những năm này ta đều vứt bỏ, bất quá có công pháp và thần thông tu luyện ở linh giới. Còn có thể thi triển, tỉ như Xuân Lê kiếm trận, thanh bàn kiếm trận, còn có biến thân niết bàn thánh thể. Ta còn nhớ rõ nàng ghét nhất là dùng tư thế nào. Trong đầu Hàn Lập vừa nghĩ ra, các loại phương thức có thể chứng minh thân phận của mình, đều nói ra hết. Hắn còn chưa dứt lời, một làn gió thông cuốn tới, Nam Cung Uyển nhào vào trong ngực của hắn, hai cánh tay ôm thật chặt hắn, tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, trong miệng thấp giọng nỉ non nói: "Đủ rồi, ta tin tưởng, ngươi chính là Hàn Lập, từ khi khôi phục ký ức tại U Minh giới, thực lực Nam Cung Uyển đại giảng, lại hoàn toàn không hiểu rõ tình huống chân tiên giới. Thực lực đám người chung quanh đều mạnh hơn nàng gấp trăm ngàn lần, làm nàng một mực có cảm giác như dẫm trên băng mỏng. Hôm nay rốt cuộc tìm được Hàn Lập, nghe trên thân hắn có mùi vị quen thuộc kia, Nam Cung Uyển chợt cảm thấy trong lòng an tâm không gì sánh được." tay vất gào nắm lấy cánh tay hàn lập hàn lập cũng ôm lấy thân thể mềm mại yếu đuối không xương của nam cung uyển trong lòng tràn đầy yêu thương từ lúc nam cung uyển xuất hiện tại chân tiên giới lại bị luân hồi điện chủ tức tình trí nhớ kiếp trước trong lòng của hắn rất tức giận nhưng lại vô lực mặc dù trong lòng lo lắng vạn vần, nhưng chỉ có thể yên lặng rời đi có đôi khi biện ly là vì tương lai vạp lại sau đó biết được nam cung bị thiên đình bắt đi trong lòng của hắn càng lo lắng như bị hỏa thiêu để đạt được đủ lực lượng để cứu về nam cung uyển hắn một mực áp chế hết thảy mọi chuyện cuối cùng khiến cho tu vi lần nữa đại đột phá đến hôm nay nam cung uyển về tới bên cạnh hắn tảng đá lớn cho trong lòng hắn rốt cuộc đã rơi xuống đất bơi lông mày hàn lập đột nhiên nhứng một cái lần này tâm cảnh kịch liệt biến hóa tân thần khuấy động lực lượng thần thức trong đầu cũng quay cuồng phun trào theo luyện thần thuật điên cuồng vận chuyển một trận khiến cho trong đầu một trận long trời lở đất hắn vội vàng nhắm hai mắt lại giữ vững thức hại ý đồ ổn định tâm thần tiếp theo hắn đột nhiên phát hiện ngay vừa rồi nguyên anh mình tự hồ phát sinh một tia biến hóa kỳ diệu loại biến hóa này mặc dù nhìn như không lớn thậm chí không cẩn thận cảm thụ căn bản không phát hiện được nhưng vì chút biến hóa này lại khiến cho thần thức vốn có chút trì trệ không thể tiến lên tầng thứ bảy lại có loại cảm giác dung hội quán thông nước chảy thành sông lực lượng thần thức cũng theo đó phóng đại luyện thần thuật của hắn từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai lại đến tầng thứ ba cho đến tầng thứ bảy mỗi một tầng tu luyện cho thần hồn càng lớn mạnh lực lượng thần thức cũng càng ngày càng mạnh nhưng lồ sức mạnh mạnh mẽ này trong tức hải lại tựa hồ như không phải là một thể có chút làm cho ý mình không cách nào triệt đề dung hợp thậm chí có thể nói có chút hỗn loạn mặc dù lúc hắn muốn vận dụng có thể thông qua pháp quyết luyện thần thuật thống nhất nguồn lực lượng này nhưng một khi đình chỉ thi pháp nguồn lực lượng này sẽ lập tức trở lại trạng thái hỗn loạn vốn có nhưng ngay lúc vừa rồi nguồn lực lượng này thật giống như tìm được một điểm tự cộng đồng phảng phất như là linh hồn vốn tứ tán không trọn vẹn tại thời khắc này đột nhiên tìm được cốc dễ lại như nguyên anh và nguyên thần sau khi xuất khiếu ngao du thiên địa nhiều năm rốt cuộc trở về lại thân thể mong các ngút ủng hộ nhóm dịch binh để nhóm có thêm động lực dịch thông tin nhận ủng hộ cho nhóm dịch thuật hai số tài khoản bảy nghìn ba trăm chủ tài khoản nguyễn hải quân Lân hàng ban chia gò vấp thành phố hồ chí minh hắn cảm thấy nguyên anh và bản thân có loại cảm giác vui sướng không nói ra lời phảng phất lần nữa hợp lại là một đạt được trọn vậy. càng làm hàn lập vừa mừng vừa sợ chính lại Tầng thứ bảy luyện thần thuật mặc dù chưa đạt tới cảnh giới viên mãn, nhưng cũng trên lệch không xa. Nam Cung Uyển đã nhận ra cảm xúc biến hóa của Hàn Lập, nhẹ nhàng giới nực của hắn, Phu quân, thế nào? Không việc gì. Vừa rồi nhìn thấy nàng khôi phục lại, trong nội tâm của ta rất vui vẻ. Hàn Lập nhẹ nhàng nói ra, lần nữa ông lấy thân thể mềm mại Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển dường như không thấy, nắm thật chặt hai tay Hàn Lập. Hai người đều không nói nữa, như lại hơn cả thiên ngôn vận ngữ. Hai người ôm nhau đứng ở nơi đó sau một hồi lâu mới buông ra nhìn nhau cười một tiếng phẳng phất như về lại năm xưa phu quân vừa rồi ta tự nhiên còn hoài nghi ngươi còn để cho ngươi dùng đủ loại phương pháp chứng minh bản thân trên mặt nam cung uyển lộ vẻ ái náy không sao nàng sư sự, sự luôn cẩn thận lẽ ra nên như vậy hắn lập cười nói cất tay thu hồ thanh trúc phong vân kiếm và nguyên hợp ngũ cực sơn tào nam cung uyển ngồi lại giường bên cạnh mình ngươi phi thăng tới chân tiên giới những năm qua đã trải qua chuyện gì ta nghe từ cam cửu chân và luân hồi điện chủ còn có những nơi khác nói một ít chuyện về ngươi mặc dù rất giải rác cũng có thể nhìn ra ngươi đã có thể quát tháo tại tiên giới rồi nam cung uyển nhìn hàn lập hỏi ta nào có làm đại sự gì chứ những năm qua một mực bị các loại người đuổi giết bất đắc dĩ chạy trốn từ phía đi qua vài nơi đã trải qua một ít chuyện thôi hàn lập lắc đầu nói ngươi cẩn thận nửa đời bây giờ ở cùng ta còn cần điệu thấp như vậy sao ta lại hỏi ngươi trong chân tiên giới này thực lực của ngươi có thể xếp tới vị trí nào nam cung uyển có chút trách mắng nói nếu nói chân tiên giới hiện tại ngươi có thực lực mạnh nhất chính là thời gian đạo tổ cổ hoặc kim về phần người thứ hai trong mắt của ta cũng không phải là đạo tổ mà là luân hồi điện chủ còn ta miễn cưỡng có thể đứng vào trong nhóm người hàn lập suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói quả nhiên ngươi đúng là hàn lập quá tháo ở linh giới kia mau nói cho ta nghe kể lại tất cả kinh lịch từ đầu chí cuối ở chân tiên giới cho ta biết, không được phép giấu giếm đi. Đúng là lệnh bà nói chuyện có khác, Mài ra, ta còn có một phần lễ vật cho ngươi. Đầu tiên đôi mắt Nam Cung Uyển sáng lên, tiếp theo lấy ra nửa khối ngọc bội màu xanh lá, mỉm cười nhìn qua Hàn Lập, ngọc bội óng ánh như nước, mặt ngoài hiện ra một thân ảnh thướt tha. Hàn Lập tiếp nhận ngọc bội, nao nao, thân ảnh này, thinh linh chính là Tử Linh, mà thân ảnh trong mọc bội Tử Linh năm đó, lại chính là Nam Cung Uyển. Nếu đều đã đến tiên giới, có một số việc cũng đã có thể tiến hành, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Tốt. Có thể nói được rồi. Nam Cung Uyển ra lệnh, nếu nàng muốn nghe, vậy ta nói một chút, năm đó ta phi thăng tới chân tiên giới. Lưu lạc đến Bắc Hàn tiên vực nơi đó, cười khổ một tiếng, hắn chậm chậm kể lại đủ loại kinh lịch mà mình đã trải qua tại chân tiên giới. Những chỗ không tốt, hoặc là quá kinh tâm động phách, ta liên quan tới tử linh, hắn chỉ đơn giản một câu kể qua, tê phân trường thiên bình, dị bảo làm bạn cơ hồ toàn bộ kiếp tu tiên của hắn cũng là thứ lớn nhất hắn dựa vào để phi thang hàn lập lúc này lại không giấu giếm chút nào đều nói cho nam cung uyển biết nam cung uyển nghe đủ loại kinh lịch thi kỳ hàn lập trải qua nghe được đôi mắt đẹp chớp liên tục thỉnh thoảng che mặt thở nhẹ cầm thật chặt nắm tay đối với những người ý đồ ra hại hàn lập tựa như chính nàng gặp phải đôi mi thanh tú nhíu chặt nghe hàn lập cuối cùng vượt qua sau đó mở may mở mặt bô lỏng thở ra một hơi tình hình này phảng phất trong phàm tục tiểu tức phụ lắng nghe trượng phu khải hoàn trở về tự thuật những chiến tích anh dũng trên chiến trường trong mắt nàng chỉ có thành tựu của người trong lòng mà kiêu ngạo vì người trong lòng kinh lịch mà lo lắng cũng vì xa cách từ lâu trùng phùng mà vui sướng hàn lập mặc dù từ khi bước vào con đường tu tiên cơ hồ chém đi tất cả tục tâm phàm trần nhưng đối với vị bạn lữ này trong lòng từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo lưu sự chân thành như vậy cũng chỉ có ở trước mặt vị bạn lữ này hắn mới chân chính tìm về điểm ban sơ của mình xin đừng quên đăng ký kênh nhé chương 1335, chuyện cũ rành rành. Ta biết nàng bị Phùng Thanh Thủy bắt đi, liền chạy đến Long Uyên Tiên vực, chiến một trận cùng hai vị đạo tổ Phùng Thanh Thủy, Trần Như Yên, cũng may Thượng Thiên bảo hộ, rốt cuộc đón nàng bình an trở về. Hắn lập kể một mạch đến hiện tại, ta từng tưởng tượng vô số lần tình huống ngươi gặp phải sau khi phi thăng, bây giờ xem ra, còn không đủ vạn nhất ngươi đã trải qua. Dưới những tình huống này, người bình thường đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có ngươi mới có thể từ trong nhiều lần cửu từ nhất sinh biến ngươi thành an trong mắt nam cung uyển chứa thân ảnh hàn lập thở nhẹ ra một hơi có chút bội phục nói người trong nhà chớ có khanh ta chỉ là các loại cơ duyên xảo hợp lại thêm mấy phần vận khí ta mới có thể bình an đi đến hiện tại hàn lập lắc đầu cười nói còn có rất nhiều đại hồng nhan chi kỳ thần thông quảng đại tương trợ à ta nghe cam cửu chân nói đề hồn và kim đồng bây giờ đều hóa linh trưởng thành biến thành hai đại nghĩ nhân còn có vị hồng nhan chi kỳ tử linh kia nữa nam cung uyển giống cười mà không phải cười nói nguyễn nhi chờ nói dỡn đề hồn thì nàng cũng biết là đồng bạn ta từ nhân giới một mực vào sinh ra tử với ta lại nói kim đồng ta vốn cho là phệ kim tiên kia tu luyện hóa hình kỳ thật ngay cả ta cũng không ngờ tới thân thế của nàng lại ly kỳ như vậy con tử linh kiếp trước của nàng từng có một đoạn hút mắc với ta hắn lập cười khổ một tiếng giải thích với nam cung uyển lúc nói đến tử linh sắc mặt hắn có mấy phần xấu hổ đang muốn nói gì đã bị hai ngón tay trắng nõn nà của Nam Cung Uyển che miệng hắn lại. Phu quân, chuyện cho tới bây giờ. Ta chẳng lẽ lại vì những chuyện này mà ăn giấm khô. Đây đều là nhân duyên tế hội, từ nơi sâu xa. Tử có thiên định, như năm đó ta và ngươi. Nam Cung Uyển lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Uyển nhi, nói ta nghe, những năm này nàng ở hạ giới đã trải qua những chuyện gì. Hàn lập yên lặng ngợt đầu nhẹ, Chuyển chủ đề hỏi. Mấy năm nay ta ở hạ giới trải qua tương đối đơn giản. Kén xa đặc sắc như phu quân từ khi phu quân phi thăng ta một mực ở trong thanh vân cung đóng cửa khổ tu bằng vào tài nguyên phu quân lưu lại còn có một ít kỳ ngộ sau đó cuối cùng thuận lợi tiến giai đến đại thừa kỳ về sau khổ tu mấy ngàn năm đạt tới đại thừa đỉnh phong sau khi chuẩn bị một phen ta thử độ thiên kiếp nghĩ đến sẽ gặp phu quân ở chân tiên giới năm cung uyển chậm rãi vuốt một lọn tóc bên cổ bình thản nói lúc nàng độ thiên kiếp tình hình như thế nào đôi lông mày hà lập hơi động một chút hỏi ta vốn cho rằng dựa vào những chuẩn bị kia đủ để vượt qua thiên kiếp đáng tiếc vẫn xem thường uy lực phi thăng thiên kiếp sau khi chống đỡ mấy kiếp nạn cuối cùng hao hết khí lực bị thiên kiếp sau cùng bổ trúng, lâm vào bóng tối vô tận thời khắc cuối cùng ta nhìn lên trời gào thét hy vọng phu quân có thể nghe được lời ta nói sau cùng nam cung uyển cười khổ nói hàn lập nghe đến đó mặc dù biết sau đó nam cung uyển gặp cảnh ngộ khác trong lòng vẫn run lên không khỏi vươn tay khẽ vuốt gương mặt nam cung uyển ta vốn cho rằng mình chết chắc không ngờ sau đó tỉnh lại trong một thế giới lờ mờ pháp lực thể nội đã chuyển hóa thành tiên linh lực mà người bên cạnh mình từng người đều cường đại hơn so với chân tiên mã lương năm đó nam cung uyển đưa tay khẽ vuốt bàn tay to lớn đang áp trên hương mặt mình nói thế giới lờ mờ chẳng lẽ là ung minh giới mắt hàn lập sáng lên đúng vậy chính là luân hồi điện chủ đã cứu ta bất quá hắn rất nhanh đã phong ấn trí nhớ của ta sau đó ý thức của ta liền mất đi cho đến trước đó không lâu mới gửi vạn tỉnh lại nam cung uyển vuốt tay hắn tiếp tục nói những năm này ta không ở bên cạnh nàng, để cho nàng một mình đối diện với mấy chuyện này, vất vả cho nàng rồi, chỉ là về sau vì sao nàng muốn rời Luân Hồi Điện? Hàn Lập nắm chặt tay Nam Cung Uyển, hỏi, "Luân Hồi Điện chủ kia mặc dù tôn trọng khách khí với ta, còn để những thủ hạ kia không được phép ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì, cũng không hạn chế ta đi bất kỳ nơi nào." Bất quá trực giác nói cho ta biết phải cách xa hắn một chút, mà ta lại phi thường muốn gặp phu quân, kể là lén trốn đi. Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn làm gây cho phu quân ngươi thêm phiền phức nam cung uyển hơi cúi đầu tự trách làm gì phiền phức chứ kỳ thật để nàng lưu lại lân hồi điện ta cũng không yên lòng chẳng qua tình huống lúc đó phải tạm thời như vậy nếu nàng không chạy ra chỉ sợ bây giờ chúng ta còn chưa gặp lại nhau Hàn lập cười nói nam cung uyển nghe vậy nhảy miệng cười hai cánh tay cầm bàn tay hàn lập lại nói tình huống nhân tộc linh giới bây giờ như thế nào còn có đám người thanh nguyên cung đều khỏe cả chứ hàn lập hỏi có phu quân năm đó lưu lại căn cơ tình thế nhân tộc vẫn luôn tốt đẹp đám người thanh nguyên cung tu luyện rất là trôi chảy lúc ta độ kiếp khi linh tử và hải đại thiếu đã tu luyện đến hợp thể đỉnh phong cách đại thừa kỳ chỉ một bước tư chất bạch quả nhi càng tốt hơn một chút đã thuận lợi tiến giai đại thừa băng phượng đạo hữu và ngân nguyệt muội muội đã sớm tiến giai đại thừa trước cả ta chỉ là cũng không nắm chắc độ phi thăng chi kiếp nên còn đang tích lũy thực lực trong đôi mắt đẹp nam cung uyển hiện lên vẻ khác lạ nhẹ nhàng nói Hàn Lập nghe Nam Cung Uyển kể rõ từng người, trong đầu hiện lên từng ly từng tí những chuyện xảy ra với những người đó lúc trước, trong lòng mừng rỡ đồng thời cũng không ngừng thổn thức, chuyện cũ rõ mùng một trước mắt. Chỉ là thiên địa kích xa nhau, đời nay chưa hẳn con có thể gặp lại, con đường tu hành, vốn là cô độc ít bằng hữu, may mà còn có người trước mắt có thể tâm sự với nhau, thế là đủ. Đố rồi, Nguyên Giao bây giờ thế nào? Hàn Lập trần chờ một chút, hỏi. Nguyên Giao muội muội, nàng. Ánh mắt Nam Cung Uyển hơi tối lại, muốn nói lại thôi, nàng thế nào trong lòng hàn lập hồi hộp một chút vẫn nhị không được hỏi nguyên giao muội muội cũng thuận lợi tiến giai đại thừa nàng kế thừa ý bát thanh nguyên tử tiền bối về sau lại đạt kỳ ngộ thực lực tiến cảnh cực nhanh độ phi thăng chi kiếp trước cả ta đá tiếc thiên uy khó dò nguyên giao muội muội cuối cùng vẫn không thể độ kiếp thành công nam cung uyển nhìn xuống dưới ảm đạm nói thân thể hàn lập đứng thẳng bất động ở nơi đó trong đầu hiện ra âm dung tiếu mạo nguyên giao ánh mắt có chút mơ hồ cho dù bây giờ hắn đã chẳng nhị thi tâm tính vô cùng kiên định nghe tin giữ cố nhân vẫn như cũ cảm thấy trong lòng một trận bi thống khó nói lên lời phu quân sống chết có số ngươi cũng đừng quá mức thương tâm trước khi nguyên giao muội muội đậu kiếp đã từng kề đầu hối nói chuyện lông một đêm với ta nàng từng nói cả đời này đã sống đủ đặc sắc bất luận có thể đậu kiếp thành công hay không đều không thút nào oán hận nam cung uyển nói thêm uyển nhi ngươi yên tâm ta không sao chuyện sinh tử những năm này ta đã thấy quá nhiều chỉ là nghe tin giữ cố nhân vẫn như cũng không khỏi bi thống hàn lập miễn cưỡng cười cười nói như thế nghe luân hồi điện chủ kia nói lục đạo luân hồi bàn có thể chúa tể ngàn vạn sinh linh luân hồi truyền thế ngày sau nếu có cơ hội chúng ta có thể dùng bảo vật này đi tìm người truyền thế của nguyên giao muội muội nam cung uyển trần chờ một chút nói nguyên giao chết bởi thiên kiếp vẫn tại thiên đạo hồn phách còn bảo tồn hay không còn chưa biết được mà mặc dù tìm tới người nàng truyền thế cũng đã là người khác chúng ta chẳng lẽ muốn giống luân hồi điện chủ cưỡng ép tỉnh lại hồi ức kiếp trước làm như vậy chẳng phải tương đương gạt bỏ một kiếp này của nguyên giao hàn lập lắc đầu nói nam cung uyển tự mình trải nghiệm loại kinh nghiệm này cảm xúc càng sâu không nói tiếp nữa ngày sau nếu có cơ duyên có thể trở về linh giới nàng dẫn ta đi phần mộ muội ấy tế bái một phen đi hàn lập nhẹ nhàng ôm bờ vai nam cung uyển thở dài bây giờ tiến giai đại la đỉnh phong hắn càng cảm nhận được trên lệch giữa giới diện lấy uy năng của hắn bây giờ tùy tiện tiến vào linh giới sẽ dẫn tới thiên địa nguy khí kịch liệt dung chuyển chỉ sợ sẽ làm giới diện sụp đổ. Trong chân tiên giới, cũng chỉ có các loại tiên nhân đề dài chân tiên mới có thể tiến nhập hạ giới. Nam Cung Uyển gật gật đầu, nói đến cơ duyên, không ngờ phu quân năm đó ở nhân giới, vậy mà đạt được trường thiên bình bảo vật thần kỳ bậc này. Khó trách ngươi năm đó ở nhân giới và linh giới tu luyện nhanh như vậy, chỉ là phu quân ngươi giấu giếm thật kỹ, ngay cả ta cũng không cho biết. Đôi mắt đẹp nàng lập tức chuyển động, hơi dỗi trường hàn lập một cái, truyền chủ đề. Việc này quan hệ quá lớn, nếu vô ý tiết lộ ra ngoài, sẽ dẫn tới vô số sát cơ. Nên năm đó ta không nói rõ với nàng. Xin Uyển Nhi chớ trách, Hàn lập mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ, ta sao lại vì chút chuyện nhỏ này trách ngươi chứ, mà ngươi cũng làm đúng, vật này tồn tại quá mức kinh thế hãi tục, nhiều một người biết lại nhiều thêm một phần phong hiểm. Bây giờ thiên đình biết trong tay ngươi có bảo vật này, nói không chừng sẽ lại phái ngươi đến đoạt, ngươi không lo lắng sao? Nam Cung Uyển có chút lo lắng hỏi, không sao, thiên đình hiện tại đang khai chiến cùng luân hồi điện, túc còn không mang nổi mình ốc mà thực lực ta bây giờ đã rất mạnh giống như ta nói trước đây toàn bộ chân tiên giới mãi trừ ba người kia ngươi còn lại ta tự nghĩ đều có thể ứng phó một hai bảo trụ trường thiên bình không thành vấn đề hắn lập tự tin nói phu quân nói như vậy uyển nhi tự nhiên là tin tưởng ngươi chỉ là bây giờ tu vi ta yếu ớt chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì lại nói ba ngàn đại đạo thật sự không thiếu cái lạ lại còn có chuyện vượt qua thời không nữa nam cung uyển than dài một tiếng nếu nàng có hứng thú, ta có thể mang nàng thử một chút." Hàn Lập cầm Trưởng Thiên Bình trong tay, mỉm cười nói. "Không cần, mỗi lần thôi động Trưởng Thiên Bình, nhất định phải hao hết tất cả thời gian đạo văn chi lực trong cơ thể phu quân, cái này quá nguy hiểm." Nam Cung Uyển lập tức lắc đầu. Hàn Lập cười cười, bây giờ tu vi hắn tiến giai đại la đỉnh phong, càng có thể câu thông thiên đạo chi lực, thôi động Trưởng Thiên Bình tiến hành xuyên qua thời không, bỏ ra đại giới đã không còn lớn như trước nữa. Nam Cung Uyển cân nhắc cho hắn như vậy, trong lòng của hắn cao hứng, đồng thời cũng ấm áp. Vậy thì tốt, việc đó sau này khẽ nói. Hàn Lập nói. Phu quân, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Nam Cung Uyển hỏi. Ta trước đó lòng tràn đầy ảo não muốn cứu nàng trở về, chuyện tình phía sau còn chưa cân nhắc qua, nhưng ta giao chiến cùng Phùng Thanh Thủy, còn có Trần Như Yên tại Long Uyên Tiên vực này, gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ đã khiến một ít người hữu tâm chú ý, hay là rời khỏi nơi này trước đã." Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói. Nam Cung Uyển đương nhiên sẽ không phản đối chuyện này. Xin đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1336, sinh tử cùng nhau, một mảnh hư không không rõ, Luân Hồi Điện chủ thân mang áo bảo đen, đầu đội mũ rộng vành, đang đứng trên một vách núi cho leo giữa trời, phía trước người có một chiếc hư không quang kính, kích cơ không khác mấy so với chiếc hư đồng thông thường, bên trong đang có quang mang chớp động, hình như có bóng người di động. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hình ảnh bóng người trong gương, chính là Hàn Lập và Nam Cung Uyển ngân hồi điện chủ đang một mực chú ý cảnh tượng này mà cách đó không xa còn có bảy tám bóng người đang đứng phía sau lưng gã trong đó người cầm đầu thân cũng mặc áo bào đen chỉ là đầu mặt cổ và cả cánh tay tất cả đều được quấn cực kỳ chặt chẽ bằng vải băng chính là tu sĩ bổ thiên tông nguyên thuần phong lúc này nguyên thuần phong tiến lên mấy bước đi tới gần sau lưng luân hồi điện chủ điện chủ lúc trước nam cùng uyển rời khỏi minh giới ta đã xem quẻ đoán trước rằng nàng sẽ bị thiên đình bắt đi vì sao không can thiệp lại để cho thiên đỉnh tùy ý bắt đi chịu uy hiếp từ bọn chúng nguyên thuần phong có chút không hiểu hỏi Tính tình nam cù uyển và như sương không khác gì nhau bây giờ lại có rất nhiều ký ức của như sương tính cách càng trở nên cố chấp nàng đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi trừ phi ta cưỡng ép giam giữ nàng nếu không không cách nào giữ được ngân hồi điện chủ nhìn y một cái tùy y nói ra nếu như vậy đợi lúc nàng bị truy bắt chúng ta lại ra tay cũng được nguyên thuần phong còn nói thêm làng như thế một mặt là vì để cho hàn lập thấy rõ cách thiên đình hành sự không từ thủ đoạn nào hôm nay nam cùng uyển là do ta mà bị liên lụy sau này rất có thể lại vì hắn mà bị liên lụy tránh cũng tránh không được luân hồi điện chủ từ tốn tối đại đạo của hắn tương xung với đạo tổ thời gian pháp tác tương lai thiên đình nhất định sẽ không tha lấy cách hành sự của cổ hoặc kim đích thật là sẽ liên lụy cửu tộc sẽ không bỏ qua bất kỳ ai bên cạnh hắn nguyên thuần phong suy nghĩ một phen nói ngoài lý do đó ra ta cũng là vì làm tê liệt thiên đình bọn chúng bỏ ra đâu chỉ trong vạn năm để tình va nhưng vẫn không cách nào bước ta hiện thân bây giờ việc này lộ ra ta cuối cùng là loạn chút tức vuông lã lại cho rằng ta bỏ qua mọi an bài đối kháng chính diện với bọn chúng ánh mắt hơn hồi điện chủ chấp lên mỉm cười một tiếng bất quá biện pháp này trung quy có chút mạo hiểm một khi nam cùng uyển thật sự bị đưa tới thiên đình mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nguyên thuần phong trầm mọc một lát Nói cái tên phùng thanh thủy kia có chút ngu xuẩn nhưng vị kia phía trên hắn lại không phải người ngốc bồ thiên tông các ngươi còn biết áp chú hai đầu y làm sao lại dám đắc tội với luân hồi điện ta cho nên y tất nhiên sẽ để phùng thanh thủy tạm giữ người lại luân hồi điện chủ lạnh nhạt nói dù vậy nam cung uyển trong cuộc truy bắt này nếu xảy ra bất chắc chẳng phải Nguyên thuần phong nói ra chuyện truy bắt này ngươi không phải đã bói ra kết quả rồi sao nếu xảy ra bất chắc trách nhiệm không phải hỏi ngươi à luân hồi điện chủ hơi nghiêng đầu nhìn đây phía nguyên thuần phong Nguyên Thuần Phong nghe thấy vậy, lập tức toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, ngưng lại một lát sau. Luân hồi điện chủ bỗng nhiên cười nói, có ta một mực chiếu cố, há lại để chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, đó là đương nhiên. Nguyên Thuần Phong gật đầu nhẹ, nói. Luân hồi điện chủ thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía hai người hàn lập trong gương. Điện chủ, phương pháp này thật sự có thể kích động hàn lập, khiến cho hắn quyết định cùng chúng ta đối kháng với thiên đình. Ánh mắt Nguyên Thuần Phong chớp lên, rồi cũng đưa mắt nhìn bóng người hàn lập, mở miệng hỏi tờ thế gian này sẽ không người nào hiểu rõ hắn hơn ta rồng có mịch lân chạm vào hẳn phải chết nam cung uyển chính là nghịch lân của hàn lập bây giờ tu vi hắn đã tăng vọt mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy thôi đâu ồ lân hồi điện chủ còn chưa dứt lời bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng ngay sau đó chỉ thấy hàn lập trong hư không quang kính kia bỗng nhiên say chuyển ánh mắt ánh mắt đúng là nhìn thẳng về phía quang kính trước người lân hồi điện chủ tiếp theo trong nháy mắt dị quang nổi lên hương không quang kính lập tức vỡ ra ngoại trừ luân hồi điện chủ ra còn lại mấy người nguyên thuần phong ở đấy đều bị một màn xảy ra bất ngờ này làm cho hoảng sợ điện chủ đây là nguyên thuần phong dò hỏi không có gì hắn phát hiện ta dò xét ta ngay cả luân hồi ấn ký ta lưu trên người nam cung uyển cũng bị thanh trừ hết rồi luân hồi điện chủ khẽ cười một tiếng tùy ý nói nói như vậy hắn chẳng phải đã đoán được việc này là điện chủ dung túng sẽ không bởi vậy mà căm ghét chứ nguyên thuần phong hỏi có lẽ vậy bất quá kết quả không có gì khác biệt Luân hồi điện chủ cười cười, tựa hồ không hề lo lắng chuyện này. Một nơi nào đó ở Long Uyên Tiên Vực, trong một mảnh núi rừng to lớn cổ xưa, dưới bóng cây ngô đồng cao trường trăm trượng, Hàn Lập và Nam Cung Uyển đang đứng đối mặt nhau. Làm sao vậy? Này mặt Nam Cung Uyển khác thường, mở miệng hỏi. Hai người bọn họ ban đầu dự định đi thẳng tới Thanh Uyên Đại Lục, thông qua truyền tống đại trận ở đó tiến thẳng về Trung Thổ Tiên Vực. Chẳng biết tại sao, khi ngang qua đây, Hàn Lập bỗng nhiên đưa nàng hạ xuống mảnh rừng núi này. Hàn Lập không trả lời nàng ngay mà xoay chuyển ánh mắt quan sát tỉ mỉ bốn phía một lát cuối cùng tập trung ánh mắt vào một khối núi đá tạo hình đặc biệt màu xám trắng ở sau lưng cách đó không xa chỉ thấy một con bươm bướm cánh màu xám trắng đang đậu ở trên khối núi đá kia bốn cánh hơi phe phẩy một mực không chịu bay đi ồ đầu tiên là có khô sau là hải ngư rồi lên tước bây giờ lại là bướm bướm treo một đường như vậy ngươi không thấy phiền chán sao ánh mắt hàn lập ngưng tụ hư lạnh một tiếng tiếp theo trong nháy mắt một đạo tinh quang từ trong mắt hắn bắn ra con bươm bướm xám trắng kia lập tức vỡ ra hóa thành một đám cho tàn phiêu tán nam cung uyển thấy thế kinh ngạc một hồi đang định hỏi lông mày cũng theo đó nhíu lại trên thân con bươm bướm kia tại sao lại có ba động luân hồi pháp tắc nam cung uyển nghi ngờ hỏi là thủ đoạn của luân hồi điện chủ hắn lập nói dứt lời ánh mắt của hắn ngưng tụ cẩn thận tra xét trên người nam cung uyển chốc lát rồi nâng một tay lên sờ phía sau của nàng nam cung uyển cũng không mang cải Man ngoãn nghiêng đầu lại gần sát hắn bàn tay hàn lập đặt ở phía sau váy trong lòng bàn tay nóng lên một hồi một mảnh kim quang sáng lên nam cung uyển cảm thấy hơi hơi nóng nhưng chỉ sau một lát không còn cảm thấy gì nữa lã lưu lại ấn ký trên người ta sau khi hàn lập thu tay về lông mày nam cung uyển cao lại hỏi giống với con bươm bướm vừa rồi có lẽ đều là thủ đoạn của Lân hồi điện chủ lưu lại để bảo hộ nàng một khi phùng thanh thủy có hành động tương tổn nàng ngã hẳn là có thể thông qua những thủ đoạn này trước mắt là tới bất quá hiện tại có ta ở bên cạnh nàng, mấy thứ này cũng không cần nữa. Hàn Lập cười cười, nói. Nam Cung Uyển nghe vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, trên mặt tỏa ra nụ cười dịu dàng, nói. Những chuyện này đã qua rồi, cũng không cần để ý nữa. Quan trọng là chúng ta có thể ở cùng nhau. Đáng tiếc ngưng có một số người, không muốn để cho chúng ta an ổn. Hàn Lập thở dài. Chúng ta rời khỏi nơi này, tề linh giới, tề nhân giới, dù là gì giới, chỉ cần rời khỏi chỗ thì phi này là tốt rồi. Nam Cung Uyển cầm chặt tay của Hàn Lập, chậm rãi nói, vô dụng thôi. Nhiều năm như vậy cho đến nay, ta luôn cho là mình thuận theo tâm ý mà sống, luôn cảm thấy bất kể gian khổ như thế nào, bao giờ cũng dựa theo quy tắc của bản thân mà làm việc. Nhưng càng về sau càng phát hiện ra, ảnh hưởng thiên đạo mệnh số thật đúng ở khắp mọi nơi. Hàn Lập đưa tay vén mấy sợi tóc rủ xuống bên tai Nam Cung Uyển, cười khổ nói. Mong các mất ủng hộ nhóm dịch bên đề nhóm có thêm động lực dịch. Thông tin nhận ủng hộ cho nhóm dịch bất 2, số tài khoản. 7.308.358 chủ tài khoản, Nguyễn Hải Quân Ngân hàng, Mặt Trên Gò Vóc, thành phố Hồ Chí Minh, thiên đạo vận hành không dấu vết, thật sự là có mệnh số sao? Nếu thật sự có mệnh số, ta cũng muốn cảm ơn nó. Đưa ngươi tới bên cạnh ta, Nam Cung Uyển lắc đầu, nói. Việc này, ngược lại là nên tạ ơn. Hán Lập nghe vậy trì trệ, cũng mỉm cười nói. Nam Cung Uyển thấy vậy, mặt mày ráng rỡ, cũng tươi cười theo bây giờ cảnh giới của ta đã là đại la đỉnh phong ta càng ngày càng cảm nhận được tình cảnh đại đạo tương xung giữa ta và thời gian đạo tổ ta đã mơ hồ có thể nhìn thấy dòng sông thời gian chảy xuôi thời gian đạo tổ tựa như vị thần trường quản dòng sông này mà ta lại giống như kẻ trộm đào mương mở đường ý đồ thay đổi dòng chảy của con sông kia Hàn lập chậm rãi nói ra ngươi nếu có thể có cảm ứng vậy gã nam cùng uyển âm thầm có chút kinh hãi nói thời gian đạo tổ chắc chắn cũng đã có cảm ứng thế gian đại đạo nhìn như không chỉ nàn vạn nhánh có khả năng càng về sau, sau khi vạn pháp quy nhất, cuối cùng là phải bước lên một cây cầu độc mộc. Vận khí tốt, cầu không có ai. Vận khí không tốt, chính là ngõ hẹp gặp nhau, ta muốn tránh cũng không thể tránh. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nói. Nam Cung Uyển cảm nhận được lực đạo Hàn Lập nắm lên tay mình, vô ý tăng thêm mấy phần, lập tức hiểu tâm ý Hàn Lập đã định, cũng không tiếp tục thuyết phục nữa. Nếu ngươi đã quyết định muốn đối đầu minh chiến, ta mặc dù không giúp gì được cho ngươi, nhưng cũng muốn cùng tiến cùng lui, đi theo bên cạnh ngươi. Nam Cung Uyển lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lại có chút kiên định, không được, đi tới thiên đình, như là xâm nhập vào hang hùng sói, có thể nói là từng bước sát cơ. Nguy hiểm trùng điệp, ta không thể để cho nàng mạo hiểm như vậy được, hàn lập vội vàng lắc đầu từ chối, ngươi nghe ta nói. Ở trong trí nhớ của cam như xương, ta đã từng theo gã cùng chống lại của hoặc kim, mặc dù thất bại, nhưng ở trong trí nhớ ta cũng không hối hận. Bây giờ lần này, ta cũng muốn bồi tiếp ngươi. Cô, ta cùng ngươi đi đến cuối đoạn đường này hắn ta cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy đôi tay nam cùng uyển nắm chặt hai tay hàn lập thân xác trịnh trọng nhìn về phía hắn hàn lập khe vuốt cẳng nhìn thấy ánh mắt kiên định của nam cùng uyển trong lòng thở dài cử tuyệt như thế nào cũng đành nuốt lại sau khi trải qua chuyện này dường như để nàng ở nơi nào ta cũng cảm thấy khó mà yên tâm hàn lập nói có lẽ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ta đi theo bên cạnh ngươi ngươi mới thật sự yên tâm mới có thể chân chính phóng tay chiến một trận Nam cung Uyển cười một tiếng, nói: "Nàng nhất định phải nghe theo lời ta, sau khi tiến vào trung thổ tiên vực, nếu như không cần thiết, nàng phải đợi ở trong không gian hoa chi, không được đi ra." Khuôn mặt Hàn Lập có chút nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Được, ta đáp ứng ngươi." Nam cung Uyển gật đầu nhẹ, nói: "Thân sắc Hàn Lập hơi buông lòng, tay đỡ bả vai Nam cung Uyển, từng tận xem xét tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bỗng nhiên lại có ảo giác như đã trải qua mấy đời rồi. "Ngươi đang nhìn cái gì?" đôi tay của nam cung uyển hơi nóng lên ánh mắt bối rối thoáng rời đi thấp giọng nói xin đừng quên đăng ký kinh nhé chương 1337, huynh sao lần đầu gặp nào làm cho ta kinh động như gặp thiên nhân hắn lập cười nói lần đầu gặp nhau ta không nhớ rõ ngươi có kính sợ thiên nhân hay không mặc dao kia ngươi nam cung uyển nói đến đây ý thức được không đúng vội vàng dừng lại lần này ngay cả trên gương mặt nàng cũng xuất hiện hai đóa hồng vân một tay hàn lập ôm nàng vào lòng trong mắt hiện lên vẻ hồi ức chậm rãi nói nhắc đến lại phải cảm tạ con mặc dao kia nếu không phải lần đó làm vỡ túi dâm nàng xem như dao đan kia giữa nàng vào ta chờ nói nữa dù đã sớm kết thành đạo lữ nam Công uyển vẫn như cũ cảm thấy ngượng ngùng không thôi nâng lên một ngón tay trước bờ môi hàn lập ngan hắn nói tiếp trong rừng ánh nắng xuyên suốt xuống chiếu vào trên thân hai người có chút ấm áp sâu trong rừng cây thỉnh thoảng vang lên tiếng chim tức thanh binh chiêm chiếp rung động gió núi lướt qua như tay phẩy nhẹ hàn lập cũng không tiếp tục nói chuyện nữa chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng hưởng thụ phần yên tĩnh khó có được này thời gian ngáng một cái đã qua nửa tháng tuyệt phàm giới là một hạ giới cấp thấp thuộc nam lâm tiên vực có nhân số đông đảo diện tích nhỏ nhất thiên địa linh khí yếu nhất trong giới này đa phần sinh sống đều là phàm phu tục tử mặc dù có những người trời sinh đã có linh căn có tư chất tu hành như lại như phượng mau lân giác chính vì thiên địa linh khí không đủ tiên dược linh thảo tự nhiên cũng bần cùng theo tài nguyên tu luyện càng ít đến thương cạc thường thường tu sĩ kết đan kỳ cũng đã là thiên tài tu hành vạn năm khó gặp về phần tu sĩ nguyên anh kỳ thì càng tương đương với lão thiên là cường giả tuyệt đối đứng trên đỉnh giới diện này cho nên ở giới diện này từ xưa đến nay vẫn lấy thế giới thế tục làm chủ càng nhiều hơn chính là giang hồ vũ phu và miếu đường quyền mưu tề phần những thế lực tu tiên cao thấp kia nhiều thời điểm tựa như thần chỉ xuất hiện trong truyền thuyết truyền miệng và trong các loại tiểu thuyết cho nên trong giới này rất ít người có thể nhìn thấy những tu sĩ kia giao đấu chém giết. Dù sao đạp vào tiên đồ đã thập phần không dễ, ngay cả thọ nguyên cực hạn cũng không thể đột phá. Chớ nói chi là đặt cược mệnh trên việc kết thù chém giết. Một ngày này, tông môn tu tiên đệ nhất ở Bắc Nguyên Quốc, Tần Sơn Môn lại bị một tử địch Nam Cương Quốc giết đến tận cửa. Tử địch Nam Cương Quốc kia bất quá là một tu sĩ kết đan trung kỳ, thực lực kém xa đương kim tông chủ ẩn Sơn Tông. Vì tu sĩ này mấy chục năm trước cũng đã là tu sĩ kết đan hậu kỳ, treo lý thiết, tên kia hẳn không có lá gan giết đến tận cửa nhưng mà sự thật người này không những giết thẳng tới ẩn sơn tông lại dựa vào một tay cốt địch ngự trùng chi thuật không chế số lượng lớn độc vật giết sạch sành xanh đồ tử đồ tôn trong môn này vốn cũng không đến trăm người nếu chỉ là độc vật bình thường thì căn bản không sao nhưng khó chơi chính là trong những độc vật này còn ẩn giấu không ít linh trùng cực kỳ hiếm thấy trong đó bao mùng 28 con phệ kim trùng chưa trưởng thành hoàn toàn sau một phen chém giết toàn bộ ẩn sơn tông cũng chỉ còn lại có trưởng môn và mấy vị trưởng lão bị trọng thương bị người kia dùng linh trùng độc vật dồn đến trước tổ sư đường tông môn trong đó trưởng môn ẩn sơn tông là một nam tử tóc bạc có thân hình thấp bé diện mạo như hài đồng phía đầu vai phải máu thịt bé bét ngay cả cánh tay và ống tay láo đều đã bị 28 con phệ kim trùng kia gặm ăn sạch sẽ bất quá là do nam đó sai sót dẫn đến ngươi phá cảnh thất bại làm sao đến mức phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sắc mặt trưởng môn trắng bệch trận mắt nhìn về phía nam tử đầu dối dùng cốt địch khống chế côn trùng kia lã kia liền ngừng thổi những độc vật linh trùng kia cũng tạm thời ngừng lại không tiếp tục đuổi giết nữa. Linh khí vùng thiên địa này có hạn, căn bản không đủ chờ chống quá nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ xuất hiện. Ngươi năn ta lần này, cả đời ta chỉ sợ, sợ khó có thể phá cảnh. Ngươi nói thủ này, có nên báo hay không? Nam tử đầu dối lạnh lùng nói. Dù vậy, ngươi cũng đã triệt để hủy tông môn của ta. Nên thu tay lại đi, trưởng môn khuyên nhủ, còn kém một bước, chỉ cần ngươi chết, tần sơn tông này mới xem như chân chính bị hủy. Nam tử đầu dối bất vi sở động, tiếp tục nói. Nói xong, cốt địch trong tay gã lần nữa thổi lên. Mảng lớn quỷ vật vây quanh đỉnh núi lại bắt đầu chuyển động, bay về phía bọn người trưởng môn ẩn sơn tông kia. Đúng lúc này, giữa thiên địa tựa hồ có một âm thanh chấn động như có như không truyền đến. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều cảm ứng được, nhưng người nào cũng không để ý tới. Bởi vì chỉ trong một cái chớp mắt dị động kia đã qua đi, hết thảy đều khôi phục như thường. Ngay sau đó, bầy trùng do nam tử đầu dối không chế, đột nhiên rối loạn một trận, đội mũ vốn chỉnh tề bỗng nhiên rối loạn tùng phèo những độc vật phổ thông kia ngược lại cũng không có dị dạng gì chỉ là các linh trùng trong đó đều nhao nhao thoát ly khống chế thấy vậy nam tử đầu dối kinh hãi vội toàn lực điều động linh lực ý đồ khống chế lại những linh trùng kia không ngờ sau khi vã dùng toàn lực thôi động lần này những linh trùng kia vốn định bay đi đột nhiên quay lại dưới 28 con phệ kim trùng dẫn đầu lao thẳng đến vã một trận âm thanh gào thét thê chảm qua đi huyết nhục nam tử đầu dối hoàn toàn không còn chỉ còn lại một bộ không xương đẫm máu còn đứng giữa nguyên điện mắt thấy một màn khủng bố này đám người ẩn sơn tông kinh hãi không thôi lại phát hiện những linh trùng sau khi giết tên kia liền bay lên không trung nghênh ngang rời đi căn bản không có ý định tập kích bọn họ mà những độc vật kia cũng đều nhao nhao rời đi tứ tán sống sót sau tai nạn mấy người hai mặt nhìn nhau lại không biết đây là có chuyện gì mà trên đỉnh một tòa sơn phong hùng vĩ trong tuyệt phản giới ngay chỗ cao như đụng vào tầng trời kia giờ phút này đã nứt ra một kẽ nứt không gian dài trường 10 triệu, từng bầy linh trùng hình dạng khác nhau đang từ bốn phương tám hướng tụ tập đến bay vào phía trong đó chỉ là ở trong này cơ hồ tất cả linh trùng đang bay vào vết nứt trong nháy mắt liền bị lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ chỉ có mấy chục con phệ kim trùng vẫn bình yên vô sự bay vào trong chuyện được dịch duy nhất tại bức trang ngọc sách mong các nút ủng hộ nhóm dịch bên để nhóm có thêm động lực dịch thông tin nhận ủng hộ cho nhóm dịch tốt hai số tài khoản bảy ba linh một tám chủ tài khoản nguyễn hải quân ngân hàng ba chê gò vấp thành phố hồ chí minh cao sương tiên vực minh linh tông một dãy núi thấp bé biến mất trong vạn dạm độc trướng toàn bộ lòng núi cơ hồ đều bị đục rỗng bên trong phân bố từng thông đạo giống như mê cung và hàng trăm hàng ngàn cung điện vô số dị tộc đầu kiến thân thể nhân loại trên thân mặc áo giáp màu đen đang bận dụng qua lại trong mê cung thông đạo mà giờ khác này chỗ sâu nhất trong một tòa cung điện to lớn trong lòng núi dưới mặt đất lại nằm một kiến chúa màu trắng hình thể to lớn thân nó to mọng tuyết trắng nhìn tựa như con tòng nửa người trên lại không khác nhân tộc thậm chí còn mọc ra một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ đúng lúc này một trận thiên địa rung động như có như không lướt qua trong một cái chớp mắt kiến chúa màu trắng kia khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt là thần sắc kinh hỉ khó tin chẳng lẽ không có khả năng không nhất định là nhất định là nàng nói năng hơi lộn xộn trên thân lóe lên huỳnh quang trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hình người biến thành một nữ tử trẻ tuổi thân mang quần lụa mỏng màu trắng khi tức trên thân không ngờ là đại la hậu kỳ Người đâu chỉ nghe nàng hét to một tiếng mà điện rất nhanh có bảy tám bóng người vọt vào ông quyền quỳ xuống đất rốt cuộc ngày chúng ta đợi hôm nay đã đến đại quân tập kết giúp toàn bộ lực lượng kiến trú cao giọng quát thuộc hạ tuân mệnh tám người kia nghe lời đấy đầu tiên là giật mình sau đó cùng hỉ một trận nhao nhao đáp một ngày này các ngươi ở cao xương tiên vực bạo phát trùng chiều từ trước tới nay cơ hồ là lần lớn nhất nhưng chẳng biết tại sao những linh trùng này tựa như hẹn nhau cùng bạo động nhưng lại không tập kích thành trì mà là tập kết lại thành một đám mây che khuất bầu trời trên trúc nguyên phong là đỉnh núi cao nhất tiên vực có người nhiều chuyện tiến đến điều tra phát hiện trên không trúc nguyên phong chẳng biết lúc nào kinh linh xuất hiện một kẽ nước không gian rộng trường vạn trượng bắc hàn tiên vực cực bắc minh hàn đại lục một mảnh băng nguyên tiết vực quanh năm bạo tuyết tàn phá bừa bãi đại địa bị vạn nhân huyền băng che phủ không chỉ ít người lui tới ngay cả những sinh linh khác cũng khó tìm thấy một tòa băng sơn vạn trượng đứng cô độc trên nó toàn thân tinh lăng trong bạo tiết che giấu có thể nhìn thấy một bóng dáng to lớn mơ hồ không có dấu hiệu nào báo trước bỗng một tiếng két nhảy vang lên át cả thanh âm cuồng phong kêu khóc trong bạo tuyết. từng khối băng sơn to lớn từ trên núi vỡ ra rơi xuống phát ra trận trận tiếng oanh minh làng lộ ra một cánh tàm lớn cao mấy ngàn trượng chỉ nghe sẹt một tiếng vang nhỏ cánh tàm lớn kia bỗng nhiên vỡ ra một vết rách mảng lớn u lam quang mang từ đó sáng lên băng hàn chi khí trùng thiên từ đó xuyên rút ra cơ hồ làm đông lại trăm dạng chung quanh trong hào quang màu lam một nam tử tóc trắng trên trán mọc hai xúc tu thật dài từ đó bay lượn ra gương mặt vã gầy gò đừng cong cứng rắn dung mạo có chút anh tuấn một đôi mắt lóng lánh u lam tinh quang ánh mắt lạnh thấu xương tràn ngập cảm giác mị học dị dạng thân hình của vã há cao lớn mặc trên người một kiện giáp da màu lam phía sau còn có bốn đạo quang rực màu lam hơi chớp động khi tức trên thân gã thình lình chính là đại la đỉnh phong vương ngươi rốt cuộc đã trở về rồi sao ánh mắt u lam của vã nhìn về phía bạo tuyết che phủ thiên khung thì thào nói tiếp theo một cái chớp mắt bốn cánh của gã vũ một cái bốn bề dâng lên một trận tuyết bạo cường đại thân ảnh gã cũng đã biến mất không thấy trung thổ tiên vực thiên cung đại lục nơi nào đó của thiên đình trong một tòa cung điện khổng lồ toàn thân xanh biếc như thanh ngọc một nam tử cao lớn tóc mắn mình trần mặt như kim cương hai mắt trợn trường cả người đầy cơ bắp làm trường bào màu xanh sẫm phồng lên lã đi qua đi lại ngay trước một tấm phỉ thúy vương tọa gân xanh trên trán lồi ra, thần sắc có chút nghiêm trọng. Đứng trước người gã là mấy tên thần quan thiên đỉnh, rõ ràng đều là cường giả cấp bậc đại la, trước mặt người này từng tên khoan tay trước người. Trên mặt đều là thần sắc kính cẩn, lại thêm mấy phần lo sợ, bởi vì năm tử như kim cương này, tên là Hiên Viên Kiệt, chính là một vị đạo tổ ngũ hành bản nguyên, là một thành viên trong Thiên Đạo Thất Quân, đứng trên đỉnh phong quyền lực thiên đình. Ngươi nói là thật? Ngài Hồ Lương Tiên Quân, ngay cả đồng thu cũng bị ám sát, Hiên Viên Kiệt nắm chặt thành vương tọa, lại lùng hỏi hồi bẩm thiên quân lão tổ toàn bộ luân hồi bát tử đều đã điều động lấy hai người thành tổ sang giết cường giả các đại tiên vực đến đây tham dự bổ đề yến thực sự khó lòng phòng bị hai vị kia đều đã bị ám sát vẫn lạc rồi một người trong đó bịt một tiếng quỳ xuống vội giải thích mấy người còn lại cũng lập tức khom người xuống không dám nói nữa hồ lương tiên quân thì không tính là gì nhưng vị đồng thu chân nhân kia lại là con một vị cố nhân của liên viên kiệt mặc dù lui tới không nhiều như phần tình hương hỏa này vẫn luôn duy trì. Xin đừng quên đăng ký kinh nhé. Chương 1338, trung triều hộ chủ, có cha ra, là hai người nào trong luân hồi bát tử làm không? Khóe mắt Hiên Viên Kiệt co rúm lại hai lần, hỏi, là Viên chắc và Huyền Ngư, bọn hắn cũng không che giấu thân phận. Thậm chí phá hủy sạch sẽ tổ sư đường của tông môn Đồng Thu chân nhân, chắc là không sợ Thiên Đình truy tìm trả thù. Người kia tiếp tục đáp, đều tra rõ tung tích của bọn hắn, hai người kia phải chết, thân hồn ta muốn lấy ra chế tượng hiên viên kiệt buông tay ra chắp tay sau lưng mở miệng giận dò đám người phía dưới đang muốn đáp ứng bỗng thấy thần sắc hiên viên kiệt biến đổi trong lòng của cả bọn cũng nộn nhạo theo hơi lên cổ họng liền dừng lại tốt 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 không ngờ qua nhiều năm như vậy vậy mà ngươi lại lần nữa đi đến một bước này lần này ngược lại ta muốn xem ngươi còn có cơ hội chạy trốn nữa hay không chỉ thấy hiên viên kiệt nói liên tục ba chữ tốt bỗng cao giọng cười ha hả những người kia không rõ cho lắm cũng không dám mở miệng chỉ có thể ngậm miệng đứng ở đó. Lục Thanh Sơn, Triệu Nhiêu, truy tra chuyện viêm trác huyền ngư, giao cho hai người các ngươi tự xử lý. Những người còn lại đi theo ta. Hiên viên kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng, nói. Cơn mệnh, mấy người lập tức đáp. Long uyên tiên vực, thanh uyên đại lục. Một mảnh thiên khung thanh tịnh vạn giảm không may, phía dưới là một mảnh thì vực u lam rộng lớn bắt ngát, chiếu dọi lẫn nhau. Giữa biển trời, hai vệt độn quang cùng bay qua, trong hư không lưu lại một vết màu vàng thật dài, dập dờn một trận ba động không gian mãnh liệt trong động quang là hai thanh niên nam nữ trong đó nam thân hình cao lớn mắt nhỏ mày rộng mũi không quá cao mặt mũi tràn đầy dâu quai nón còn nữ tử kia trong bộ cung trang màu lang dịu dàng động lòng người uyển nhi lát nữa đến thanh uyên đại lục nàng trước vào trong động thiên hoa chi một mình ta tiến vào thông thiên tháp tiến về trung thổ tiên vực nhé nam tử dâu quai nón nói với nữ tử bên cạnh nữ tử này không phải ai khác chính là nam cùng uyển mà hắn tử dâu quay nón kia dĩ nhiên chính là hàn lập mong các mức ủng hộ nhóm dịch bệnh để nhóm có thêm động lực dịch thông tin nhận ủng hộ cho nhóm dịch thuật hai số tài khoản bảy ba trăm linh một tám ba trăm năm mươi tám chủ tài khoản nguyễn hải quân ngân hàng man chê gò vấp thành phố hồ chí minh ta biết chỉ là ta có chút lo lắng ngươi đường hoàng dùng truyền tống đại trận thiên đình đi trung thổ tiên vực sẽ không bị phát hiện gây rối loạn đó chứ lông mày nam cùng uyển như vẽ cao lại hỏi không sao ta có bổ đề lệnh trong tay bên này sẽ xem ta là khách quý thiên đình không dám dò xét nhiều huống hồ bất luận thế nào bọn hắn cũng sẽ không ngờ ta dám đi như thế hắn lập lắc đầu nói ngươi nói như vậy ta yên tâm rồi nam cung uyển gật đầu nói hai người trong khi nói chuyện đã thấy xa xa mấy ngàn dặm phía trước là đường danh biển màu đen của thanh uyên đại lục đúng lúc này bỗng nhiên có một trận ba động dị dạo từ phía trước truyền tới tâm niệm hàn lập vừa động ngừng lại đưa tay kéo nam cùng uyển ra sau lưng ngưng thần nhìn về phía trước chỉ thấy trên không biên giới đường ven biển một mảnh ô quang đen nhịt chớp động ở trong có trận trận tiếng côn trùng kêu vang tạp nham không ngừng vang lên hàn lập nhíu mày lại trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác cổ quái bất quá sau một lát phiến ô quang kia đã bay tới gần mấy trăm dặm hình dáng càng hiện ra rõ ràng làm kẻ khác liếc qua sau lưng đổ cả mồ hôi lạnh chỉ thấy trong phương viên mấy trăm dặm kia vậy mà chẳng chỉ tất cả các loại linh trùng tờ trong đó con hình thể lớn chừng mấy trăm trượng cực giống bọ hung sừng chữ y con hình thể nhỏ thì bất quá hai ba tấc nhìn tựa như nguyễn trùng nếu chỉ là tộc đàn trùng chiếu duy nhất nào đó ngược lại cũng không cổ quái kỳ lạ thế nhưng lại chẳng chịt chừng hơn mấy trăm vạn con linh trùng hỗn tạp cùng một chỗ phô thiên cái địa đi như vậy tất có vấn đề không đúng hà lập nhìn trùng chiều càng ngày càng gần cao mày nói là trùng chiều linh giới cũng có chỉ là quy mô không lớn như vậy ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào nam cung uyển hỏi trùng chiều bộc phát Bình thường đều tập kết cùng linh trùng tộc đàn, tiến hành phá hư thôn phệ với quy mô lớn, nhưng trong đám trùng chiều này, trùng loại thập phần hỗn tạp, trong đó còn không thiếu một ít gia hỏa vốn là thiên địch của nhau. Tỷ như Tinh Văn Tây trùng và Vô Diễm Minh trùng kia, vốn là tử địch đụng nhau sẽ liều mạng tranh đấu, không thôn phệ đối phương sẽ không bỏ qua, nhưng tại nơi này lại cùng sánh vai đi, cũng không tranh đấu, điều này không giống bình thường, hắn lập trầm ngâm nói. Hắn vừa dứt lời, thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, chỉ thấy trong bầy trùng, bỗng nhiên tách ra hai bên, chính giữa lao ra một con giáp trùng màu vàng thân hình lớn chừng trăm trượng toàn thân tản ra trận trận ba động khí tức cường đại trùng này không phải vật gì khác rõ ràng là một con phệ kinh tiên tu vi đã tiếp cận thái ất đỉnh phong nguyễn nhi nàng ở chỗ này đừng động chờ ta một chút lông mày hàn lập nhíu lên nói với nam cung uyển không đợi nam cung uyển đáp ứng thân hình hàn lập đã lói lên biến mất khỏi chỗ cũ tiếp theo một cái chớp mắt thân hình của hắn xuất hiện phía trước đại quân trùng triều mắt thấy sẽ bị vô tận linh trùng minh mông bao phủ vào nhưng mà quan thân hắn bỗng nhiên lóe lên kim quang một tầng linh vực màu vàng trong nháy mắt khuất trương ra bao phủ phương viên mười mấy vạn dặm vào trong một vòng bảo lân màu vàng bay thẳng lê không tòa xuống vạn đạo kim quang linh trùng như sóng biển kia trong nháy mắt bị thời gian linh vực bao phủ tất cả đều ngưng kết trong hư không trên thân vẫn có linh quang bao phủ còn duy trì động tác vũ cánh bay múa tất cả tựa như chết cứng không núp nhít tí nào ngay cả thủy vực phía dưới trong nháy mắt cũng đứng im vợ sóng cũng ngưng cách ngay tại chỗ thân hình hàn lập đi vào trùng chiều chấp động trong linh trùng dày đặc mấy cái đã đi tới trước người con phệ kim tiên kia một tay hắn chỉ vào mi tâm chính mình một đạo tinh quang lập tức bắn ra bắn vào đầu con phệ kim tiên kia lập tức chui vào biến mất không thấy hàn lập nhắm mắt gió xét một lát bỗng nhiên lông mày nhướng lên mở hai mắt ra nói đại sự như thế lại không nói với ta thật sự là hồ nháo nói xong thân hình hắn lóe lên tề tới bên cạnh nam cung uyển đã xảy ra chuyện gì nam cung uyển ân cần hỏi han nhìn tình hình này kim đồng sợ là sắp phá cảnh tiến giai tất cả những linh trùng này đều là đi hộ giá cần vương Hàn lập nhíu mày nói tiến giai nàng sắp tiến giai đại la hậu kỳ sao nam cung uyển kinh ngạc hỏi hàn lập lắc đầu nói không phải đại la hậu kỳ nàng là muốn một lần nữa hợp đạo tiến giai đạo tổ cái gì thân sắc nam cung uyển khẽ biến khó tin nói thôn phệ pháp tắc của kim đồng là dị năng thiên phú tu hành khác với người thường huống hồ nàng vốn là chân thân đạo tổ phân hóa ra hiện tại đã trải qua cả đời thôn phệ một lần nữa tụ hợp thôi cho nên không cần phải chém tam thi tốc độ cũng không tính theo lãi thường hà lập nhìn về phía phiến trùng chiều ngưng kết bất động kia giải thích đây không phải chuyện tốt a à, nhìn bộ dáng ngươi có vẻ rất lo lắng nam cung uyển hỏi nàng xem thanh thế trùng chiều này thật lớn chỉ sợ không chỉ long uyên tiên vực này mà cảnh tượng những tiên vực khác cũng giống như vậy làm ra động tĩnh lớn như thế khó đảm bảo người của thiên đình sẽ không chú ý tới Hàn lập như có điều suy nghĩ nói ra nếu vậy đích thật phong hiểm không nhỏ ngươi định làm thế nào nam cung uyển nghe vậy cũng hiểu ra ta phải đi giúp nàng ấy bảo hộ nàng ấy một đoạn đường ánh mắt hàn lập ngưng tụ nói nên đi chỉ sợ bây giờ ngươi cũng không biết nàng đang ở phương nào nam cung uyển gật gật đầu lại hỏi cái này đơn giản chỉ cần đi theo trùng chiều này là được ánh mắt hàn lập lần nữa nhìn về phía trùng chiều trăng trịch phía xa nói vẫn là ngươi nhạy bén lại nói trung chiêu hộ chủ với thanh thế lớn như vậy chắc hẳn thời điểm nàng tiến giai càng thiên tráng hệ. sau khi nam cùng uyển nghe xong che miệng cười khẽ có chút mong đợi nói việc này không nên chậm trễ chúng ta đi thôi hắn lập nói xong tháo tay nam cùng uyển thân hình lóe lên rơi vào trên lưng con phệ kim tiền kia sau đó hắn phất tay triệt hồi thời gian linh vực dòng thời gian bốn phía hư không lập tức hồi phục đại quân trùng chiều gào thét qua bay về phía một chỗ hải vực khác không gian vực ngoại nơi nào đó trong một mảnh hư không tĩnh mịch thuần túy không gì sánh được khắp nơi đều có trận trận không gian phong bạo quét qua ngẫu nhiên va chạm lẫn nhau tản mát ra trận trận quang mang lộng lẫy giống như cực quang biên giới một mảnh không gian phong bạo to lớn lơ lửng một đám mây đen rất lớn thoáng như vật sống lúc co lúc giãn bên trong khói mây cuồn cuộn sáng lên từng trùng sáng giống như hải đăng xuyên suốt ra bốn phương tám hướng vùng mây đen to lớn này chính là do vực ngoại thiên ma ngưng tụ ra giờ phút này lại dính sát với không gian phong bạo không chịu dẫn động nửa phân về phía trước trong vô tận hư không cách đó mấy chục vạn dặm thì linh lơ lửng một con giáp trùng màu vàng lớn chừng mấy vạn trượng toàn thân tản ra hào quang màu vàng giống như hỏa diễm hừng hực dũng động bên trong truyền ra trận trận khí tức vô cùng cừu nại phàm là thiên thạch thuộc vực ngoại thoáng tới gần một chút dù vẫn cách xa mấy vạn dặm đều sẽ bị cỗ khí tức này tác động đến trong nháy mắt tan thành mây khói cùng lúc đó hư không bên ngoài quanh thân giáp trùng màu vàng khắp nơi có thể nhìn thấy từng vết rách hư không lớn hoặc nhỏ như từng cảnh cửa sổ mở thông phòng. Trong đó, cái nhỏ cũng vài chục trượng, lớn thì đến mấy vạn trượng, bên trong là hình ảnh vô số nơi ở tiên vực, trong những kẽ nứt không gian kia. Hơn phân nửa đang có vô số linh trùng từ đó xuyên qua, bay đến phía vùng vực ngoại không gian này, chỉ là hư không vực ngoại không giống nơi khác, ở trong áp lực không gian cường đại không tầm thường. Đại đa số linh trùng lúc xuyên qua kẽ nứt này, trong nháy mắt nhau nhau bạo thể mà chết, biến thành cho tàn. Mặc dù thế, vẫn có vô số linh trùng dày đặc, hung hãn không sợ chết kẻ trước ngã xuống, tè sau sông lên. Trong những linh trùng này, không thiếu những con có thiên phú dị bẩm, có thể ngăn cản được áp lực không gian diệt sát. Và tới bên cạnh giáp trùng màu vàng to lớn kia, được kim quang của nó che chở, có thể lưu giữ lại, mà có thật nhiều phệ kim trùng xen lẫn trong trong đó. Lúc bay vào trong phiến kim quang kia, bị quang mang làm tan rã, toàn bộ lực lượng đều bị nuốt chửng vào thể nội giáp trùng màu vàng to lớn kia. Trêu càng ngày càng nhiều linh trùng tiến vào vực ngoại không gian, kim quang ngoài thân giáp trùng màu vàng kia lưu giữ lại bầy trùng cũng càng lúc càng lớn giờ phút này nhiễm nhiên đã như một chiếc đai lưng vần quanh thân nó chương 1339 trung tổ trong rất nhiều kẽ nước không gian có một kẽ nước khắp nơi trong đó đều là cánh đồng tuyết minh mông trong bầu trời đầy gió tuyết đó một nam tử tóc trắng đang đứng trên trán có hai sợi xúc tu rất dài cả người như muốn dung nhập vào trong mảnh tuyết trắng nơi đây hiện giờ y đang ngẩng đầu nhìn về phía bên này vương mặt không bộc nộ chút cảm xúc nào đột nhiên nam tử nhất miệng cười một tiếng với thân hình bay lên không trung hai tay trước người tách ra một luồng ánh sáng mờ từ đó sáng lên xuyên thẳng vào chính giữa cái nứt không gian ngay sau đó luồng ánh sáng mờ chợt tăng vọt lại cứng rắn làm cho cái nứt không gian vốn chỉ lớn mấy trượng vỡ ra thêm trăm trượng thân hình nam tử tóc trắng lóe lên xuyên qua đó tiến vào vùng không gian bên kia trong nháy mắt khi bước vào không gian này quang mang ngoài thân nam tử sáng lên trắng lóa như tuyết lập tức trần vỡ không gian phong bạo đang cuốn tới sau đó thân hình y lóe lên tới trước người bọ cánh cứng màu vàng, sau đó chắp tay, quỳ lại phía trước nó. Thuộc hạ xương bạch, cung nghênh bệ hạ trở về, thân sắc nam tử tóc trắng kích động, âm thanh lại rất cung kính. Y vừa dứt lời, ở trong đạo hư không khác, một nữ tử trẻ tuổi mặc quần lộ mỏng màu trắng, đen theo mấy trăm nam tử mặc áo giáp hình con kiến màu đen, từ trong kẽ nứt bước ra. Bên ngoài kẽ nứt, còn vô số lính kiến mặc hắc giáp, đồng loạt đứng trang nghiêm chỉnh tề giống như quân đội. Xương Bạch, ta cứ tưởng tới sớm nhất phải là Thanh Phong, không ngờ lại là ngươi, con hàng bại hoại này. Nữ tử trẻ tuổi nhìn nam tử tóc trắng, mở miệng cười nói: Nhĩ tiêu, xương bạch nghe vậy quay đầu nhìn nàng, gọi tên một kích lạnh nhạt, vẫn là một thân một mình, vẫn dáng vẻ lạnh như băng này, vẫn ta không ngờ cảnh giới của ngươi đã cao hơn không ít. Nữ tử trẻ tuổi tên Nhĩ tiêu có chút kinh ngạc nói: Trong trí nhớ của nàng, năm đó theo Trùng Vương đại chiến với Thiên Đình, tám đại chiến tướng dưới trướng hầu hết đã chết trận, chỉ còn ba người sống sót ngoại trừ thanh phong người thương thế nặng nhất là sương bạch năm đó không thể giúp vương ngăn địch may mắn sống tạm bộ qua ngày nào dám không toàn lực tu hành đáng tiếc trước sau vẫn không thể đạt đến cảnh giới của vương sương bạch nói ngươi làm được vậy đã rất khá rồi lúc này một âm thanh nhỏ như mũi bỗng nhiên từ trên đầu vai của sương bạch vang lên nhít tiêu và sương bạch đồng thời giật mình rồi im lặng chỉ thấy trên đầu vai của sương bạch vang lên một trận vù vù là một con mũi không lớn hơn bao nhiêu so với đầu ngón tay đang vũ cánh bay lên. Nó bay ra khỏi vai xương bạch, trên thân bỗng lóe lên ánh sáng xanh, lập tức hóa thành một tên nam tử cao lớn mặc nguyễn giáp màu xanh, sau đó đáp xuống trước mặt hai người. Nam tử này là một trung niên khoảng 40 tuổi, đầu tóc đen hơi xoăn dài chạm vai, sau ót thì rối tung tán loạn, thân xác có chút mệt mỏi, mặt y toàn dâu quay nón sùng sòng bộ dạng giống như tử quỷ đang chán nản, xem ra còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng đôi mắt y lại tràn ngập thần quang, đặc biệt bên ngoài con ngươi có một vòng đường vân màu vàng, trong đó lại có ánh sáng kỳ dị làm người ta kinh sợ khiến người từng gặp qua sẽ khó mà quên lính kiến mặc hác giáp sau lưng nghĩ tư thấy thế rồi rít lấy binh khí ra múa xông tới trước lui ra nhít tiêu giơ tay lên ngăn cản đám lính kiến thanh phong xen ra ẩn nặc pháp tắc của ngươi lại có tiến bộ hai người chúng ta vậy mà cũng không thể phát hiện ngươi đến đây từ lúc nào lông mày xương bạch nhướng lên hỏi cảm ứng được vương ta lập tức đến đây thanh phong vuốt gương mặt mình nói có từng nghe vương căn dặn chưa? Nhi tiêu vội hỏi. Chưa có, sau khi đến đây, vương chưa hề nói với ta lời nào. Thanh Phong nhìn thoáng qua bọ cánh cứng màu vàng, lắc đầu nói. Lã vừa nói xong, kim quang trước người bọ cánh cứng màu vàng tăng vật. Một đạo hư ảnh nữ từ 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 bay ra, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nồng đậm kim quang, không chút tình cảm nhìn về đám người phía trước. Ngương mặt nữ từ khá trẻ tuổi, thậm chí dáng dấp còn mang theo mấy phần thiếu nữ, đúng là kim đồng. Thuộc hạ trăm kiến trùng tổ ba người thanh phong thấy vậy đều vui mừng nhao nhao quỳ lạnh hôm nay bản tọa muốn thử trở lại vị trí đạo tổ hy vọng các ngươi hộ pháp cho bản tọa ngăn cản mọi kẻ địch xâm nhập ánh mắt kim đồng chậm rãi liếc qua ba người rồi mở miệng nói nguyện chết không lùi bước trong mắt ba người lóe lên vẻ vui mừng vội vàng đáp lời hư ảnh nữ tử gật đầu nhẹ không nói lời nào nữa thân hình chậm rãi lui về dung nhập vào trong người bọ cánh cứng màu vàng một lát sau Ánh sáng quan thân bọ cánh cứng màu vàng càng trở nên chói mắt, từ đó chuyển ra từng đợt ba động rất đặc thù, không ngừng lan ra bốn phía, bốn phía nơi có những kẽ nứt không gian cũng chậm rãi chấn động theo, mang từng đợt ba động kia truyền ra ngoài. Những linh trùng từ các tiên vực khác đang chạy tới càng trở nên điên cuồng hơn, dồn dập sâu qua kẽ nứt, nhằm về phía vực ngoại không gian này. Các phệ kim trùng phân tán khắp nơi cũng từ đó bay ra, không ngừng lao tới bên trong hào quang màu vàng. Trong những phệ kim trùng này có ấu trùng chưa thành thục cũng có con đã tu luyện đến cảnh giới thái ất nhưng phải kim tiên cấp bậc đại la thì không có toàn bộ đều hòa làm một thể với kim đồng tên hiên viên kiệt kia chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận thanh phong suy nghĩ một chút nói lần này cho dù ta thịt nát xương tan cũng không để cho gã uy hiếp được vương Mặt xương bật lãnh khóc lạnh lùng nói ta đi ngự trùng bày trận các ngươi hãy chú ý các cái nứt đề phòng địch nhân tranh thủ cơ hội lẻn vào đây nhĩ tiêu nhìn chung quanh sau đó chậm rãi nói ta trước đi đuổi những thiên ma đang rình mò ngoài kia giờ nơi này giao lại cho các ngươi ánh mắt thanh phong xoay chuyển nhìn về phía thiên ma vân to lớn ở đằng xa nói sau khi nói xong thân xác mệt mỏi trên mặt y hoàn toàn mất đi trong đôi mắt lóe lên kim quang cả người và khí tức trong nháy mắt liền biến mất Ní tiêu và xương bạch giật mình một cái đã không thấy bóng dáng thanh phong đâu nữa y lại mạnh hơn trước lông mày nghĩ tư nhíu lại nói lúc trước trong ba người bị thương nhẹ nhất là nàng bây giờ cảnh giới thấp nhất cũng là nàng Xương bạch nhìn thấy sự áy náy lạc lõng trong mắt nàng bành mở lời an ủi ngươi am hiểu ngự trùng bay trận không nên quá để ý chuyện khác làm tốt việc của mình là được nhĩ tiêu nghe vậy gật đầu rồi bay lên ngay phía trước bọ cánh cứng màu vàng tất cả lính kiến mặc hắc giáp ở phía sau cũng vội vàng đi theo nàng phân phó tất cả lính kiến một lúc sau các lính kiến bắt đầu bay ra các nơi hòa vào đại quân trùng chiếu đang quay quanh bốn phía bọ cánh cứng màu vàng lát sau trùng chiều vốn đang hỗn loạn lộ rộn bắt đầu tập hợp theo thứ tự như là đại quân có kỷ luật nghiêm minh như cánh tay đắc lực để cho nghĩ tư điều khiển an bài chung quanh kim đồng treo càng nhiều linh trùng gia nhập một tòa đại trận bằng linh trùng vô cùng lớn dần dần lộ ra ánh mắt xương bạch ngưng lại nhìn tình hình phía trước hít một hơi thật sâu lam quang quanh thân lóe lên phát ra một cỗ sương mù màu trắng vô cùng lạnh lẽo tàn ra khắp nơi tràn ngập bốn phía thân niệm của y cũng theo sương mù phân tán ra cẩn thận dò xét tình hình các kẽ nước chung quanh treo thời gian đội ngũ đại quân trùng chiều ngày càng trở nên khổng lồ có loại bản mệnh thần thông không tầm thường có loại cảnh giới tu vi khá cao nhưng chúng đều chịu đựng áp bách của vực ngoại không gian chi lực đi vào ngoài thân kim đồng để bảo vệ vương của bọn chúng dưới sự thống lĩnh của nghĩ tiêu những đại quân trùng chiều này đứng tầng tầng lớp lớp trong vực ngoại không gian tạo thành một tòa pháp trận cự hạc khổng lồ nó có hai cái kìm bọ cạp một cái toàn thân trắng như tiết, phía trên tảng ra hàn khí lạnh lẽo một cái khác thì toàn thân màu xanh sẫm cháy lên ngọn lửa màu xanh lao sau người nó là cái nuôi bọ cạp to lớn đang dương lên tờ đó mọc lên một đạo vai độc như móc câu bị uốn cong lấy lên ánh sáng sắc bén giờ phút này kim đồng đã bị kim quang bao phủ hoàn toàn không còn nhìn thấy thân ảnh của bọ cánh cứng màu vàng chỉ còn thấy một quang cầu to lớn màu vàng giống như bảo vật quý giá đang được bọ cạp khổng lồ bảo hộ trên lưng từng đợt lực hấp dẫn mãnh liệt xuất hiện cờ bốn phía không ngừng khuếch tán ra khắp nơi đúng lúc này tâm thanh cực lớn như tiếng trung vang bỗng nhiên từ quang cầu trên lưng bọ cạp truyền đến một mảnh ánh sáng mờ từ quang cầu phát ra một hư ảnh thân thể của nữ tử đang nhanh chóng ngưng tụ lơ lửng phía trên kim cầu tự nhiên là kim đồng chỉ nghe một trận ngâm khẽ trong miệng hai tay nàng bỗng nhiên giang ra tựa như đang chuẩn bị tư thế thoải mái để tiếp nhận phía trước ngực nàng vòng xoáy màu vàng đột nhiên hiện ra giống như cái phiễu nối liền quang cầu ở dưới ngay sau đó cái nước không gian ở bố phía kịch liệt chấn động vô số phệ kim trùng từ trong cái nước tuôn ra bay vào như từng đạo thác nước màu vàng rơi xuống chính giữa vòng xoáy màu vàng kia vực ngoại không gian vốn tĩnh mịch bị kim quang lóa mắt này chiếu rọi phảng phất như xuất hiện thêm vầng mặt trời phương viên mấy trăm vạn dặm đều bị tia sáng màu vàng này tràn lập nhi tiêu đứng trên đầu bọ cạp thấy cảnh này thần sắc kích động không giấu được mắt cũng ẩm ướt ở cách đó không xa sương mù màu trắng cũng ngưng tụ lại thân ảnh sương bạch hiện ra chờ vô tận tiếng nguyệt rốt cuộc đã đến ngày này ánh mắt sương bạch ngưng tụ nhìn về phía kim đồng nói nhĩ tiêu nhìn y lại liếc mắt về phương xa hỏi thanh phong đâu sao còn chưa trở lại vực ngoại thiên ma cũng không dễ đối phó nhưng chắc cũng sắp trở về rồi sương bạch mở miệng trả lời nhi tiêu nghe vậy còn muốn nói gì thần sắc bỗng nhiên biến đổi ánh mắt nàng xoay chuyển định nhìn về phía kẽ nứt không gian lớn nhất trong hư không phía trước thì phát hiện thân ảnh sương bạch bên cạnh đã biến mất đã xông về bên kia trước một bước không đợi sương bạch đến gần trong đạo kẽ nứt không gian kia có bóng đen lóe lên một tòa núi cao trăm trượng từ đó bay ra lập tức xuất hiện trong vực ngoại không gian mi rồi nhĩ tư nói thầm một tiếng sau đó thân hình lao lên cao nhưng không lỗ mãng đi tới ngọn núi kia mà là vận dụng tâm niệm chỉ huy bọ cặp dơ lên hai cái kìm vo lớn sẵn sàng bày trận nên đón kẻ địch xin đừng quên đăng ký kênh nhé chương 1340 thiên trùng đại chiến trên trời cao vẻ mặt xương bạch nghiêm túc hai tay kết ấn bỗng nhiên giơ tay trở xuống phía ngọn núi trong hư không lập tức ngưng tụ lại thành một mảnh xương lạnh hóa thành một trường ấn màu trắng to lớn lao thẳng tới ngọn núi kia chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn ngọn núi trăm trượng kia lập tức nổ tung ở giữa đó màn hàn quang lưu chuyển phân ra thành vô số tinh phấn màu trắng giống như bông tuyết tiêu tán ra nhưng mà sau khi tinh phấn màu trắng tảng ra hết trong hư không tiếng nổ vang lại trở nên càng lúc càng lớn ở bên trong không gian kẽ nứt khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện hai đại thủ óng ánh lục sắc giống như phỉ thúy thò ra nắm lấy hai bên trái phải mét kẽ nứt sau đó ra sức xé ra tầm ẩm một hồi tiếng sấm khủng bố không ngừng vang lên đạo kẽ nứt không gian kia vậy mà giống như một màn vải đen kịch bị hai cự thủ như phỉ thúy bỗng dưng xuất hiện này làm cho vỡ ra biến thành một tông đạo không gian khổng lồ lớn chừng mười mấy vạn dạm ngay sau đó một cái đầu lâu khổng lồ phủ đầy tóc ngắn khuôn mặt tựa kim cương từ đó thỏ ra nhìn ngó nghiêng hai phía một chút cười vang nói quả nhiên ở chỗ này ha ha trong khi nói thân thể vô cùng to lớn của gã bỗng nhiên lóe lên quang mang trong nháy mắt dần dần có rút lạn mà ngay sau đó lập tức có một mảng sườn núi cực kỳ lớn từ trong cái nứt không gian chậm rãi bay ra hiên viên kiệt sương bạch nhìn một màn trước mắt này lông mày không khỏi cao lại thân xác cũng trở nên khó coi trương mắt nhìn mảng vách núi kia từng chút từng chút một từ trong không gian thông đạo bay ra dần dần hiện ra toàn cảnh đó rõ ràng là một khối lục địa dài mảnh phương viên cực kỳ rộng lớn tức chừng mấy vạn dặm phía trên đứng lúc lúc mấy chục vạn tu sĩ thiên đình tên nào cũng mặc giáp chấp binh bộ dáng đằng đằng sát khí trên vách núi lục địa kia có một người dẫn đầu mình chân đứng cao nhất ở đấy chính là hiên viên kiệt ha ha Nhị tiêu sương bạch ta nhớ còn có một tên gọi là thanh phong sao lại không thấy lén lén lút lút ẩn nấp nhiều năm như vậy rốt cuộc nhị không được đi ra rồi hiên viên kiệt cười ha ha cao giọng quát to hiên viên kiệt ngươi đừng cản rỡ đợi vương ta trở lại vị trí đạo tổ cũng chính là thời điểm ngươi bị diệt Nhị tiêu trong mày cao giọng quát buồn cười năm đó nàng thân là đạo tổ cũng không làm gì được ta bây giờ còn không phải đạo tổ, ha có thể làm khó dễ được lão phu. Hôm nay, ta sẽ hốt gọn một mẻ lũ dư nghiệt các ngươi, coi như sớm dâng lên một phần hạ lễ ở Bồ Đề Yến. Trong lúc Hiên Viên Kiệt nói chuyện, hai mắt cùng lúc nhau lại, đánh ra quang cầu mà kim đồng biến thành. Sương Bạt thấy thế, không nhiều lời nữa. Thân hình nhảy lên, tựa như một đạo lưu tinh, lao thẳng xuống phía vách núi kia, vù vù vù, chỉ thấy bên ngoài quanh người y, sáng lên một hồi lam sắc quang mang, thanh âm cuồng phong cuồn cuộn lập tức phát tác, vô số tơ tầng li ti mắt thường khó phân biệt xe lẫn trong phong tuyết đâm thẳng lên trên vách núi chỉ một thoáng một trận bạo tuyết từ trên trời rào xuống trực tiếp bao phủ lên vách núi kia vô số tơ tằm lẫn trong đó lao thẳng đến hiên viên kiệt căn bản không cần hiên viên kiệt phân phó ngay phía sau người gã một tên nam tử trắng kiện thân mang ngân giáp cầm song thương trong tay lập tức từ trong đám người bước lên phía trước chủ động minh tiếp trong đôi mắt nam tử lóe lên ánh bạc một tầng ngân quang linh vực trong nháy mắt chảy ra chính giữa huyễn hóa ra ngân sắc quang kính bề mặt rất lớn. Tựa như một tấm khiên chắn ở phía trước, toàn bộ bạo tuyết trùng kích lên trên quang kính màu bạc, lập tức có một mảnh ngân quang lóa mắt nổi lên bồng bình, phản xạ toàn bộ bạo tuyết quay ngược trở lại, ùn ùn tuôn ngược về phía xương bạch. Nhi Tiêu nhìn thấy thân ảnh xương bạch bị bạo tuyết bao phủ, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Song thương chiến tướng kia tên là Ấn Vô Song, chính là tu sĩ Đại La đỉnh phong dưới trướng Hiên Viên Kiệt. Tu luyện ngân chi pháp tắc dưới lực lượng kim thuộc tính, cảnh giới và chiến lực đều không tầm thường. Nhưng ngay lúc này, Mân sắc quang kính trước mặt kia bỗng dưng hiện ra một vòng xương lạnh ngay sau đó một tiếng két vang giòn phát ra từ trong đó vỡ nát ra tinh phấn ở bên trong gương bạc nổ tung tế ra từng tia từng sợi tinh tuyến tơ tằm xuyên ra ở trong hư không ngưng tụ thành một cây giáo tráng như tuyết đâm thẳng về phía cổ họng ấn vô song trong mắt gã lóe lên vảy kinh ngạc một cây song thương trong tay giơ ngang đón đỡ một cây đâm thẳng ra phía sau tinh mông trắng như tuyết kia nhìn như không có vật gì thế nhưng sau khi ấn vô xong đâm ra một thương trong nháy mắt phát ra một âm thanh lạ rất nhỏ một bóng người hiện ra lại chính là xương bạch khóe miệng của y chảy ra một vết máu màu lam nhạt trước ngực cũng đã bị ngân thương đâm xuyên qua ngươi chỉ có chút năng lực ấy cũng dám tấn vô song thấy thế hơi ngạc nhiên không khỏi giữa cượt nói nhưng gã còn chưa kịp nói xong lập tức thấy chỗ ngân thương của mình xuyên qua thân thể xương bạch lại hóa thành từng sợi tơ tằm căn bản không nhận nửa điểm tổn thương thân sắc gã biến đổi quang mang ngân thương trong tay lóe lên ở trong tuôn ra một tầng lỏng màu bạc phát ra ánh kim loại bắn tung té về phía thân thể xương bạch mấy chỗ nó bám phải lập tức ngân dịch ngưng kết hóa thân thể ngay tại chỗ pha xương bạch lại không hề sợ thứ này chút nào hai tay bỗng kết pháp quyết trong miệng quát khẽ một tiếng sau một cái chớp mắt dưới ngân giáp ấn vô song bỗng nhiên có thiên ti vạn lũ tinh ti trắng như tuyết xuyên ra trong nháy mắt đã xé rách thân thể vã hóa thành vô số mảnh vỡ thân thể xương bạch phục hồi tự do lướt hạ xuống sư tiết bên ngoài quanh người tăng vọt trong linh vực lập tức hiện ra một ngọn núi tuyết vạn trượng, rơi thẳng xuống vách núi kia. Thời khắc núi tuyết rơi xuống, tuyết động trên đó lập tức sụp đổ, tựa như thiên quân vạn mã đồng thời xuất trận vậy, ba phủ về phía Hiên Viên Kiệt, xương bạch từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hiên Viên Kiệt. Y làm vậy, cũng chỉ là tranh thủ càng nhiều thời gian cho kim đồng càng tốt, có thể ngăn cản Hiên Viên Kiệt được phần nào hay phần ấy Bây kia. Ấn vô song vừa mới bị xé nứt ra, đang hóa thành một vũng thủy dật lỏng một lần nữa ngưng tụ lại một chỗ phế vật một lão giả mặc thanh bảo khác sau lưng hiên viên kiệt thấy thế nhị không được mắng một tiếng lão bước ra tay áo mở ra tiếng do phần phật phát tác ống tay áo mở rộng gấp mấy trăm lần từ đó truyền ra từng trận lực lượng xé rách vô cùng cường đại toàn núi tuyết vạn trượng nhìn như nguy nga kia tuyết bão sụp đổ xuống quả thật nhao nhao bị hấp thu mạnh mẽ chỉ qua mười mấy hơi thở cả ngọn núi triệt để bị hút vào trong tay áo càn khôn biến mất không thấy chỉ nghe một tiếng ầm lạ lẫm truyền đến trên lưng con bọ cạp khổng lồ kia kim quang trên quang cầu màu vàng bỗng nhiên chấn động mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng hoa văn hình vòng xoáy vô cùng huyền diệu một loại khí tức khủng bố thôn phệ thiên địa bắt đầu từ đó phát ra nhĩ tư thái thế lập tức đại hỉ trên đại lục lơ lửng giữa trời vực giới mà đến kia tất cả tu sĩ thiên đình cảm nhận được khí tức khủng bố này đều giật mình người người lộ ra thần sắc hoảng sợ thực lực của ngươi thế mà cũng đã tới bước này toàn bộ thành viên nghe lệnh toàn lực xuất kích ánh mắt thiên viên kiệt nương tụ quát lớn Nã vừa dứt lời, không đợi đám người Thiên Đình động thủ, trung tâm vùng đại lục kia, bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang, thân ảnh xương bạch chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó, hai tay y đột nhiên vỗ xuống mặt đất, cả người hóa thành thiên ti vạn lũ tinh tuyến, dung nhập thẳng vào trong lòng đất. Chỉ một thoáng, một tầng băng xương lập tức lan tràn ra, cơ hồ đóng băng cả khối đại lục lại. Đắc thủ, Nhĩ Tư thấy thế vui mừng, nắm tay nói ra, nhưng mà, sự vui sướng này còn không duy trì nổi một hơi ngay sau đó biến cố đã phát sinh. Chỉ thấy vầng sáng màu vàng đất trên toàn bộ đại lục nổi lên, một trận lực lượng pháp tác thổ thuộc tính cường đại chấn động, lập tức nhộn nhạo từ trong đó tôn ra. Từng đợt thanh âm rầm 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 chấn động, theo đó từng khối từng khối đất đá trên toàn bộ đại lục liên tiếp tôn ra như sóng biển. Tại một khối đại địa bằng phẳng ở vị trí trung tâm đại lục, bỗng nhiên một bàn tay to lớn được ngưng tụ từ đất đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, đa nắm một nam tử tóc trắng mặc giáp da màu lang, vọt lên không trung. Sương Bạch, Nhĩ Tư thấy thấy, vội vàng la lớn nam tử tóc trắng kia hiển nhiên chính là xương bạt đi bị cự thủ đất đá vắt lao bóp chặt không thôi bên ngoài thân còn bị từng dây xương xích màu vàng sẫm quấn quanh người ở trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính nồng động nhìn như chỉ to bằng cánh tay thế nhưng lại nặng như một ngọn núi gắt lao cầm cố y lại tề cơ bản không cách nào động đậy cùng lúc đó lực lượng pháp tắc của y cũng bị lực lượng kỳ dị này áp chế cơ bản không thể nào điều động băng xương phong tỏa trên đại lục lập tức tự động biến mất thiên quân lão tổ chỉ còn lại một tên nghĩ tư không đáng nhắc đến chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng ta đi đứng ngang hàng cùng với ấn vô song và lão giả mạc thanh bảo một ả à phụ nhân thân mang váy dài màu tín, liếc qua nghĩ tư nói ra túc chiến túc thắng mà thiên viên kiệt không biểu tình thản nhiên nói tôn mệnh ba người đồng thời lên tiếng dẫn theo đại quân tu sĩ thiên đỉnh giống như thủy triều cuốn tới Nhĩ Tư nhìn thoáng qua đoàn thiên ma vân xa xa kia trong lòng lo lắng không thôi Thiên Viên Kiệt vừa ra tay đã khống chế được Dương Bạch, mà Thanh Phong lại lâm vào trong Thiên Ma Vân trận trễ chưa về, chỉ bằng nàng thôi động đại trận thiên hạt diệt khước này, cũng ngăn cản không nổi. Liều mạng, có thể cản lâu thêm được chút nào? Hai chút nấy. Nghĩ Tiêu thở dài một hơi, miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang bé nhọn, tinh thần bầy trùng nhao nhao ngưng tụ thành đại trận thiên hà phấn chấn, đồng thời phát ra từng trận từng trận vang vọng trùng thiên, lộ ra một cỗ chiến ý, không tức thân mình liều chết một trận cùng với tu sĩ thiên đình mà đám trùng chiều còn đang dừng lại ở ngoài vết nứt không gian kia trong mắt hồng quang càng thêm chớp động không để ý vực ngoại không gian áp bức nhao nhao tranh nhau chen lấn vọt vào số lượng đại quân kinh người hai bên đối chiến nhau trong nháy mắt đã che nửa mảnh hư không lại vực ngoại không gian lập tức dấy lên một mảnh chiến hỏa trong lúc nhất thời khắp nơi đều là hào quang lấp lóe tiếng ô ha minh rung mạnh chấn động vạn dặm số lượng linh trùng mặc dù chiếm ưu thế nhưng trên lệch đẳng cấp với tu sĩ thiên đình thực sự quá nhiều căn bản ngăn cản không nổi hai thanh ngân thương ấn vô song chỉ thẳng ra lập tức có hai đạo ngân quang to lớn xuyên thủng qua trong nháy mắt diệt sát mấy vạn linh trùng lão giả mặc thanh bảo phất ống tay láo một cái tiếng rít mãnh liệt lại thu nạp thẳng người mấy vạn linh trùng vào trong đó mà phụ nhân thân mang váy dài màu tím kia tức thì hai tay run lên lập tức tuôn ra một mảnh biển lửa màu tím trong nháy mắt đã thiêu mấy chục vạn linh trùng thành cho tàn ba người bọn họ để lại chiến đấu sau lưng cho tu sĩ thiên đỉnh dẫn đầu vọt tới đại trận cự hạt trước mặt đánh giết về phía kim đồng Xin đừng quên đăng ký kênh nhé.